Trong ba ông lão thì ông cụ Mai gia người có vóc dáng nhất thấp, cũng là người có tướng mạo ôn hòa nhất, nhìn qua thì hòa ái dễ gần nhất. Hơn nữa, cái dáng vẻ luôn tươi cười làm cho người ta có cảm giác rất dễ thân thiện, giống như ông bà nhà mình vậy. Nhưng ở bên trong ánh mắt ôn hòa này lại có một sự kiên định, vẻ kiên định hòa lẫn với sự thong dong, cũng là người đã từng trải qua vô số sóng to gió lớn thì mới có được sự tự tin đến như vậy. Trong số ba ông lão thì ông cụ Khâu gia là người có vóc dáng cao nhất. Đương nhiên, theo con mắt của Hạ Tưởng, so với ông cụ nhà Ngô gia thì ông ta cũng không cao hơn được. Tuy nhiên, khi đứng ở trước mặt ông cụ Phó gia và ông cụ Mai gia thì ông cụ Khâu gia vừa ốm lại vừa cao, hai cánh tay cứng cáp đầy sức lực, ánh mắt híp lại, mặt không chút thay đổi, cả người tản mát ra một sự lạnh lùng như đang ở cách xa ngàn dặm vậy. Càng làm cho người khác cảm thấy khó có thể tiếp cận chính là sự âm u lạnh lẽo ở trong hai mắt của ông ta, quả thật là vừa âm hiểm lại vừa lạnh lẽo. Chỉ cần liếc mắt nhìn người khác một cái thì sẽ làm cho người ấy cảm giác thấy khắp cả người phát lạnh, dường như có bí mật gì trong người cũng bị ông ta nhìn xuyên thấu vậy. Ba người sở hữu ba vóc dáng đặc sắc, cũng với những phong cách rất riêng, Hạ Tưởng đứng ở một bên trông mặt mà bắt hình dong, cũng rất rõ ràng rằng ba người này đã tranh đấu với nhau cũng mấy chục năm, ở bề ngoài thì thể hiện hòa khí, gặp mặt gật đầu nói chuyện, thậm chí còn có thể cùng nhau ngồi uống trà nói chuyện phiếm, hoặc là nói đùa với nhau. Nhưng khi thật sự đề cập đến lợi ích của bản thân thì cũng là lúc sẽ trở mặt với nhau, đây đều là nhân vật có thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn. Không có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thì cũng không thể tồn tại trong chốn ngọa hổ tàng long Bắc Kinh này để lãnh đạo gia tộc của mình một cách gọn gàng, ngăn nắp đến như vậy, rồi còn tự lập riêng một mảnh giang sơn cho gia tộc mình. Hai gã cảnh vệ mặc thường phục đang muốn áp giải Hạ Tưởng đi ra, thấy phó bá cử cũng không ra lệnh đình chỉ nên hai tay đang định xốc nách Hạ Tưởng. Bọn họ định động thủ thì lúc này ông cụ Khâu gia buông ánh mắt nhìn đến, lập tức hai cảnh vệ này cảm thấy trong lòng khủng hoảng, không ngờ theo bản năng lập tức buông tay xuống. Mà ngẫm nghĩ lại thì mới thấy điều này thật kinh khủng, cả hai người này đều là chiến sĩ tinh anh đã trải qua nhiều năm rèn luyện, chẳng những thân thủ hơn xa người khác mà tố chất tâm lý cũng đã vượt qua rất nhiều thử thách, thế mà khi bị một ông lão chỉ nhìn thoáng qua mà trong lòng đã sinh ra dao động. Rốt cuộc ông cụ này là ai? Ông cụ Khâu gia lui ra đã vài năm, hai cảnh vệ đều là người trẻ tuổi, không ai biết đến ông cụ Khâu gia cũng là việc rất bình thường. Sau khi Khâu Nhân Lễ theo thứ tự chào hỏi rồi mới gật đầu cười với Hạ Tưởng một cái rồi nói. Tiểu Hạ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Tưởng nhìn thấy bầu không khí tinh tế hiện tại, hắn cũng biết rằng hắn đã từng trình bày với lão cổ về lý luận dùng dao làm bếp. Vậy lúc này đúng là thời cơ tốt nhất để kiểm nghiệm lại lý thuyết của mình. Thực tiễn chính là nơi duy nhất để kiểm nghiệm sự đúng đắn của các tiêu chuẩn và chân lý. Xem ra, trên cơ bản thì có thể nhìn thấy rằng diễn biến tình huống hiện tại đang rất phù hợp theo đúng lý luận dùng dao làm bếp của hắn. Hạ Tưởng liền thuật lại mọi việc một cách đơn giản, không hướng mọi người đi theo luồng suy nghĩ của mình. Hắn cũng không lồng bất cứ cảm tình, sắc thái tình cảm của mình vào, chỉ trần thuật đúng sự thật. Khâu Nhân Lễ nghe xong thì cũng không có bất luận một ánh mắt giao lưu gì với Mai Thái Bình mà là nhìn trực tiếp về phía phó bá cử rồi nói. Phó Thủ tướng Phó, bây giờ tôi cũng muốn mời Hạ Tưởng tham gia hội nghị, không biết là có quá muộn không? Nếu không phải là Hạ Tưởng, bình thường thì cũng không cần Khâu Nhân Lễ lên tiếng, chỉ với sự ra mặt của Mai Thái Bình thì phó bá cử cũng sẽ nể tình mà cho qua. Trong bốn gia tộc này thì khi nói chuyện với nhau cũng không phải là căn cứ vào cấp bậc nói chuyện mà chủ yếu là xem xét thực lực ở phía sau lưng đối phương. Nói cho cùng thì đã có một câu nói rằng, đại đa số các trường hợp tôn trọng ở đây không có nghĩa là tôn trọng người đối diện, mà là tôn trọng bối cảnh của người đó. Khâu Nhân Lễ là cán bộ cấp tỉnh, Mai Thái Bình mới là cấp thứ trưởng, nhưng tuổi của hai người so với y thì trẻ hơn, điểm mấu chốt nữa chính là cả hai người đều có bối cảnh và thực lực hùng hậu của gia tộc. Có khả năng không chỉ làm đến vị trí như y bây giờ mà thậm chí còn có thể siêu việt hơn rất nhiều. Bởi vậy, bình thường thì phó bá cử, Khâu Nhân Lễ và Mai Thái Bình khi nói chuyện với nhau thì cũng không lấy cấp bậc ra, cũng không lấy chức vụ phó thủ tướng của mình ra để đè đầu người khác. Bởi vì y biết rằng không cần thiết có ánh mắt thiển cận như vậy. Nhưng hôm nay thì lại là sự khác biệt, bởi vì lúc này người mà y phải ra tay đối phó chính là Hạ Tưởng. Trong quá trình Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong so chiêu với nhau thì không những hắn đã lươn lẹo, thong dong tránh được các bẫy dập, mà cũng đã đánh bại Phó Tiên Phong mấy lần. Nhất là lúc này Hạ Tưởng lại còn muốn trợ giúp Khâu ra một tay, điều này lại càng làm cho y tức giận đến độ ăn uống khó tiêu.
Còn điểm mấu chốt nữa chính là việc đầu tiên là Mai Gia ra mặt thay Hạ Tưởng, tiếp đó lại có Khâu Gia nói tốt về Hạ Tưởng, hai gia tộc lớn này đã bỏ qua các mâu thuẫn để cùng mục đích đối phó với thế cục của Phó Gia. Hai chọi một, vấn đề này mới chính là tiêu điểm để trong lòng Phó Bá Cử cực kỳ căm tức. Khâu Gia và Mai Gia âm thầm liên kết với nhau thì không nói làm gì, lúc vừa rồi tuy rằng Khâu Nhân Lễ và Mai Thái Bình không giao lưu ánh mắt gì với nhau nhưng lời mà Khâu Nhân Lễ vừa thốt lên đã biểu lộ lập trường cùng đứng chung một chỗ với Mai Gia. Chỉ riêng việc ông ta bảo vệ Hạ Tưởng là đã khiến cho Phó Bá Cử phải tức giận, hơn nữa, đứng ở trên khía cạnh khác mà nói thì bởi vì bảo vệ Hạ Tưởng mà không ngờ Khâu Gia và Mai Gia lại cùng biểu lộ ra ngoài sự nhất trí cao độ. Chính điều này làm cho ngọn lửa trong lồng ngực của y như muốn bùng lên. Bởi vì đến tận thời gian gần đây thì bốn gia tộc lớn này đều là làm theo ý của mình, cũng có sự liên hợp, sự cạnh tranh, nhưng chưa có thời điểm nào hai nhà lại chính thức liên kết với nhau như vậy. Cũng bởi vì điều này nên thế cục mới duy trì được một loại cân bằng tương đối. Nhưng hiện tại, bởi vì Hạ Tưởng mà hai nhà đã phá bỏ quy tắc bất thành văn này, không ngờ ngay trước mặt y và ông cụ nhà y mà lại công nhiên phô bày ra lực lượng để bảo vệ một người như Hạ Tưởng. Phó Bá Cử còn có một loại lửa giận phát ra là từ sự kích động. Y đã sớm nghe Phó Tiên Phong nói qua rằng Hạ Tưởng rất giỏi trong việc liên kết các mạng lưới quan hệ, có thủ đoạn rất cao siêu trong việc tìm các điểm tựa khắp nơi. Lúc ấy y còn không tin, cho rằng Hạ Tưởng chỉ là một cán bộ cấp phó giám đốc sở nho nhỏ, cũng không phải con cháu của gia tộc lớn nào ở Bắc Kinh. Là cán bộ xuất thân từ tầng lớp thảo dân thì có thể có kiến thức gì? Có thể có cái nhìn đại cục gì? Có thể có ánh mắt nhạy bén gì? Hiện tại, sự thật đang bày ra trước mắt làm y không khỏi không tin vào những điều kia. Mà càng làm cho y tức giận đến mức gan ruột bầm tím chính là việc bất kể Hạ Tưởng bị y răn dạy thế nào, hoặc là được hai nhà Mai Gia, Khâu Gia nâng đỡ ra sao thì Hạ Tưởng đều luôn với một vẻ mặt bình tĩnh, không vội vàng, không nóng nảy. Đối mặt với tình cảnh khó khăn cũng không xấu hổ, đối mặt với sự khen ngợi thì cũng không kiêu ngạo, một sự bình tĩnh tuyệt đối. Chỉ có điều Hạ Tưởng là một bí thư quận ủy nho nhỏ, vậy hắn dựa vào cái gì? Phó Bá Cử chỉ thấy tức giận trong lòng, nhưng y lại không ý thức được vấn đề rất trọng yếu, chính là việc y đường đường là một phó thủ tướng thế mà lại bị một bí thư quận ủy nho nhỏ làm cho phải tức giận. Hoặc nói cách khác thì một bí thư quận ủy nho nhỏ khi đối mặt với y mà không có điểm gì thất lễ, cũng không có điểm gì sao động, thậm chí còn không nói một lời bất kính nào, vậy mà một phó thủ tướng như y đã gần như sắp trở nên thở hổn hển. Đương nhiên, cũng không phải là y bị Hạ Tưởng làm cho tức giận mà phải nói là bị hai nhà Mai Gia, Khâu Gia, các điểm tựa của Hạ Tưởng làm cho tức giận. Phó Bá Cử đường đường phó thủ tướng, nhưng y cũng là người, cũng chịu không nổi hai nhà Khâu Gia. Mai Gia bất động thanh sắc liên kết nhau lại để bức vua thoái vị. Y cố nén lửa giận trong lòng, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lấy một bộ dạng đang giải quyết việc chung rồi nói. Tôi chịu sự ủy thác của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội để phụ trách sắp xếp phối hợp các công tác trong hội nghị. Người không có phận sự mà đều có thể tiến vào đây được như thế này thì tôi cũng không có cách nào để giải thích với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, xảy ra chuyện gì thì tôi là người chịu trách nhiệm chính. Phó Bá Cử nâng ra trách nhiệm chính trị, lại nâng ra Tông Trường Quy và Hà Đông Thần, hai nhân vật trên đỉnh cao quyền lực. Điều này cũng là tạo cho Mai Gia, Khâu Gia một vấn đề thật nan giải, nếu giải quyết không khéo thì còn có thể bị lỗi nặng với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Ý đồ Phó Bá Cử rất rõ ràng, các người không phải đang muốn giữ gìn Hạ Tưởng sao? Được, nếu thật sự muốn một lòng giữ gìn Hạ Tưởng thì cũng đừng trách khi ở trước mặt Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng thì y sẽ nhắc tới việc này. Điều này sẽ khiến hai nhà Khâu Gia và Mai Gia cũng phải suy nghĩ thật kỹ về độ nặng nhẹ, đó là để Hạ Tưởng ở đây trọng yếu hơn hay là để Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng không vui là trọng yếu hơn. Quả nhiên lời của Phó Bá Cử vừa ra khỏi miệng rất có uy lực. Khâu Nhân Lễ không nói gì nữa, chỉ có liếc mắt nhìn ông cụ Khâu Gia một cái. Mai Thái Bình thì dưới chân cũng chần chừ, theo bản năng nhìn về phía ông cụ Mai Gia với ánh mắt trưng cầu ý kiến. Lúc này Hạ Tưởng đang đứng ở giữa đám người nhưng thật ra thì hiện tại không ai để ý đến. Bởi vì từ sau lúc Phó Bá Cử nâng Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng ra thì Khâu Nhân Lễ trở nên do dự và Mai Thái Bình bắt đầu chần chừ khó quyết định. Cả hai người đều phải trưng cầu ý kiến của hai ông cụ, hành động này có thể toát ra một tin tức cực kỳ quan trọng, đó là Chủ tịch Quốc hội có phải người thuộc thế lực phản đối gia tộc của bọn họ hay không thì Hạ Tưởng không dám đưa ra kết luận. Nhưng Thủ tướng thì tuyệt đối đi lại không gần gũi với thế lực gia tộc bọn họ,
thậm chí có thể nói là có khoảng cách nhất định. Sự tình, càng lúc càng tinh tế, cũng càng lúc càng có ý tứ. Thủ tướng là một nhân vật đỉnh cao của quyền lực, nếu để lại một ấn tượng không tốt với nhân vật này thì sẽ không hay ho gì, điều này tất nhiên làm cho cả hai nhà Khâu gia, Mai gia phải đem lòng kiêng kỵ. Dĩ nhiên trên phương diện các tin tức đối ngoại công khai và các tài liệu công bố ra ngoài thì cũng sẽ không nhìn ra được điều gì. Mặc dù có rất nhiều chính sách được đưa ra sân khấu nhưng về mặt bản chất thì cũng sẽ không tạo ra được sự thương tổn đến các ngành sản xuất lũng đoạn của thế lực các gia tộc đối nghịch. Bởi vì từ trước đến nay để đưa ra được các chính sách thì cơ bản là kết quả thỏa hiệp trong chính trị. Mặc dù rất muốn giữ Hạ Tưởng lại, nhưng sau khi phó bá cử nâng hai nhân vật có quyền lực tối cao là Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng ra thì cũng làm cho một người có tính cách không sợ trời không sợ đất như Mai Thái Bình rốt cục cũng phải lùi bước, mà Khâu Nhân Lễ cũng phải duy trì một thái độ trầm mặc thỏa đáng. Điều này chứng minh rằng hoặc là Thủ tướng, hoặc Chủ tịch Quốc hội, hoặc là cả hai người đang đảm đương vị trí Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đều khiến cho Mai Thái Bình và Khâu Nhân Lễ cảm thấy áp lực. Hôm nay Tháp Tùng Lão Cổ đến đây để xem náo nhiệt, không nghĩ rằng đúng thật là cực kỳ náo nhiệt. Chẳng những gặp mặt được ông cụ Phó Gia và ông cụ Khâu Gia mà còn gặp được Phó Bá Cử, mà quan trọng nhất chính là Hạ Tưởng còn phát hiện ở trong không khí này còn có một số ý tứ sâu xa gì đó. Thu hoạch không nhỏ, có thể nói là rất nhiều thu hoạch, không uổng công đã đi đến đây. Thấy không khí lúc này có vẻ trở nên vắng lặng, cũng là lúc mà hắn nên ra mặt. Vì thế Hạ Tưởng nói, chỉ vì một chút việc nhỏ nhặt của tôi mà đã làm cho mọi người không được vui, thật sự là tôi không phải. Ông cụ Mai, trưởng ban Mai, ông cụ Khâu, trưởng ban Khâu, ông cụ Phó Thủ tướng Phó, tôi xin bày tỏ sự xin lỗi chân thành nhất đối với mọi người. Là do tôi đi nhầm vào trong hội trường nên mới tạo không ít phiền toái cho mọi người. Bây giờ cũng là lúc tôi nên rời khỏi đây, như vậy sẽ bớt phần tạo thêm những phiền phức cho mọi người. Hạ Tưởng cúi đầu chào mọi người, sau đó xoay người bước đi. Tiểu Hạ, cậu không cần phải đi. Rốt cuộc ông cụ Khâu Gia cũng lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn, có vẻ khó nghe. Chất giọng của ông cụ và vẻ người giống hệt nhau, làm cho người khác cảm thấy không được thoải mái. Nhưng Hạ Tưởng thì lại nghe ra sự thân thiết ở bên trong giọng nói của ông cụ nhà Khâu Gia. Chắc chắn là Khâu Tự Phong đã đem đến những ảnh hưởng nhất định tới ông cụ Khâu Gia, từ đó ảnh hưởng tới sự quan tâm của ông cụ đối với Hạ Tưởng. Ông cụ Khâu Gia nói ra suy nghĩ của mình nên Hạ Tưởng phải chỉnh trang lại hành động và thái độ của mình. Hắn vội vàng đứng lại, xoay người lại, tỏ vẻ rất cung kính nói. Ông cụ, ngài có chỉ bảo gì? Vẫn nghe Tự Phong nói rất nhiều về cậu, nói rằng cậu là người bạn tốt nhất của nó mà tôi thì vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Hôm nay thật khó mới có cơ hội gặp gỡ như thế này, ồ, dù sao đây cũng là buổi chúc mừng năm mới, kiểu gì cậu cũng phải ở lại nói chuyện với tôi một chút. Hai mắt của ông cụ Khâu Gia vẫn híp lại đột nhiên chậm rãi mở ra, liếc mắt nhìn Phó Bá Cử một cái rồi thong thả nói. Cậu nói cho Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng biết rằng Hạ Tưởng chính là khách của tôi. Nếu Hạ Tưởng có vấn đề gì thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lời nói của ông cụ Khâu Gia rất chậm, thanh âm cũng không lớn. Hơn nữa tiếng nói khàn khàn mà nếu không cố tình lắng nghe thì sẽ không rõ. Nhưng lúc này, những người ở đây đều nghe rất rõ ràng, giống như tiếng nổ lớn đánh thẳng vào trong tim của mọi người. Nói như vậy xem như ông cụ Khâu Gia hoàn toàn đảm đương việc này. Nói cách khác, để Hạ Tưởng ở lại thì ông cụ cũng không sợ đắc tội với Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Chương 671, hết sức căng thẳng. Ông cụ Phó Gia và Phó Bá Cử liếc nhau, trong lòng đầy hoảng sợ. Ông lão Khâu này đúng thật là nổi điên lên rồi, vì một Hạ Tưởng mà ngay cả những nhân vật hàng đầu như Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng được Phó Bá Cử nâng ra mà cũng không đè được ông ta. Rốt cuộc Hạ Tưởng có điều gì tốt, đến tột cùng là có bao nhiêu tác dụng mà đáng để ông lão nhà Khâu Gia phải làm như vậy. Đúng thực rất khó hiểu, mà lời này của ông cụ Khâu Gia đã nói ra như vậy, với thân phận của ông cụ thì cũng không dễ để mạnh miệng nói chơi, lại còn thể hiện sự quyết tâm gánh vác hết thảy các hậu quả. Đương nhiên, với năng lực của Khâu Gia thì đúng là cũng có sức để gánh vác các hậu quả nghiêm trọng. Trong lòng Mai Thái Bình hoảng hốt, Mai Gia vừa chậm một bước, điều này có thể làm cho Hạ Tưởng cảm thấy Mai Gia không có độ quyết tâm bằng Khâu Gia. Ý niệm này vừa mới nảy sinh trong đầu của Mai Thái Bình thì lời của ông cụ Mai Gia đã ra khỏi miệng. Lão Khâu đúng là tính xấu còn đó, thích cướp đoạt lời nói của người khác. Bất cứ lúc nào tôi ở cạnh ông thì đều bị ông cướp lời cả. Tốt. Tốt,
hai ngày trước tôi cũng đã gặp Tiểu Hạ rồi, có thời gian thì ông cũng nên nói chuyện với cậu ta một chút. Hạ Tưởng là một người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết tinh thần, có kiến thức, và hơn nữa có điểm hiếm có chính là thực sự rất khiêm tốn, là hạt giống tốt để gieo trồng. Lời nói của ông cụ Mai Gia hàm nghĩa hai ý, thứ nhất là biểu lộ lập trường của Mai Gia đối với Hạ Tưởng, chẳng qua là để Khâu Gia giành trước. Thứ hai là ông ta nói ra việc đã gặp mặt Hạ Tưởng ở hai ngày trước, điều này chứng minh giao tình của Mai Gia và Hạ Tưởng cũng không phải là ít. Sau khi Phó Bá cử tung ra hai tên tuổi hàng đầu là Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng ra thì không khí cuộc nói chuyện cũng chỉ tẻ ngắt trong phút chốc, rồi ông cụ Khâu Gia và ông cụ Mai Gia đều lần lượt tỏ thái độ, biểu lộ lập trường tiếp tục gìn giữ bảo vệ Hạ Tưởng. Phó Bá cử vò đầu bứt tai, không còn biện pháp nào nữa cả. Y không dám mạo hiểm một cách nguy hiểm để chọc giận hai ông cụ này, đồng thời y lại vừa muốn tiếp tục đuổi Hạ Tưởng đi. Bởi y biết rằng trong trường hợp làm cho hai ông cụ thực sự tức giận thì hai ông cụ này cũng không nể nang gì, ngay trước mặt mọi người trong hội trường này sẽ lớn giọng mắng mỏ y, mà đến lúc đó thì ngay cả một cơ hội để cãi thì y cũng không có. Không cần nói tới việc hai ông cụ thẳng thừng mắng y, mà đang ngồi ở nơi đây có không ít là các cán bộ lão thành, các cựu quân nhân, những người này ai cũng có thể giáp mặt chống đối y. Thậm chí còn có một số ông lão có tính quật cường thì ngay cả Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng mà các cụ cũng có thể nói ra một vài câu khó nghe, huống chi y chỉ mới là một phó thủ tướng. Mà hai ông cụ này cũng không phải là các cán bộ lão thành bình thường lui về tuyến hai đâu. Uy lực của hai ông cụ này vẫn còn rất lớn. Làm sao bây giờ? Có thể nói vị trí phó thủ tướng là một chức vụ có quyền lực rất lớn, đi đến đâu trong cả nước cũng đều được tiền hô hậu ủng, uy phong lừng lẫy. Nhưng phó thủ tướng cũng là người, cũng có những nhân vật quan trọng khác có cấp bậc tương đương. Vì thế, khi đối mặt với sự kiên định, không chút thoái nhượng của hai ông cụ nhà Khâu Gia, Mai Gia thì rốt cuộc Phó Bá cử phải dao động, cảm thấy một nhân vật phó thủ tướng như y cũng trở nên bó tay bó chân, vô kế khả thi. Có âm thanh tiếng bước chân truyền đến, đánh vỡ không khí ngưng trọng lúc này, Triệu Tuyền Tân đang sải bước đi vào nơi đây. Vẻ mặt y nghiêm túc. Đầu tiên tiến hành chào hỏi theo thứ tự rồi sau đó lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, tỏ vẻ hơi sửng sốt, dường như lúc này mới nhận ra Hạ Tưởng. Cậu là, Hạ Tưởng, sao cậu cũng ở trong hội trường này? Nơi này không phải là chỗ mà cậu có thể vào được, khẩn trương đi ra ngoài nhanh. Chỉ trong chốc lát nữa thôi là Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng sẽ tới, nếu chẳng may có sự nhiễu loạn nào xảy ra thì cậu không có cách nào gỡ được tội đâu. Nhìn như là Triệu Tuyền Tân trong lúc vô ý mà đi ngang qua, y cũng không hỏi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà trực tiếp đuổi Hạ Tưởng đi ra ngoài. Điều này khiến trong lòng Hạ Tưởng hiểu được rằng Triệu Tuyền Tân đây là đang giả bộ thúc giục, thật ra trong lòng y hiểu rõ ở đây đang xảy ra cái gì. Đây là Triệu Tuyền Tân đang sử dụng thân phận của người ngoài cuộc để đuổi hắn đi, chính là muốn lấy lại thể diện cho Phó gia. Liên tưởng đến việc vừa rồi Triệu Tuyền Tân và Phó Tiên Phong chuyện trò vui vẻ. Xem ra, chắc chắn y đã được người chỉ điểm. Phó Tiên Phong cũng đủ thông minh, chắc chắn là đang trốn ở một nơi bí mật nào gần đây, đã nhìn rất rõ tình hình vừa rồi và biết rằng y không tiện ra mặt vào lúc này. Vì thế, Phó Tiên Phong liền tìm cách để Triệu Tuyền Tân tiến ra để khống chế cục diện. Cũng đúng, một Phó Bá cử, một Triệu Tuyền Tân, lúc này hai vị Phó Thủ tướng đều ở đây, đúng thật là mặt mũi quá lớn. Hạ Tưởng không muốn để Khâu Gia và Mai Gia vì một việc nhỏ như thế này mà cứng rắn gây sự với Phó Gia. Ân tình không thể dùng hết trong một lần được, hắn biết mình phải tiến thoái một cách khéo léo, xử lý tình huống một cách tinh tế để tạo ra ấn tượng tốt cho người khác, làm sao để những người này về sau phải nhớ kỹ về hắn. Chứ hắn không nên vì một chút thể diện vào lúc này mà tiêu sạch các món nợ ân tình của hai nhà Khâu Gia và Mai Gia, đây không phải là một cách xử lý tốt. Hạ Tưởng lại lần nữa tiến lên chào hỏi, cho đủ mặt mũi cho Triệu Tuyền Tân. Tôi là do tháp tùng người mà đi vào đây, bây giờ lập tức sẽ rời đi, cảm ơn Phó Thủ tướng Triệu nhắc nhở. Đối mặt với sự ra mặt của hai vị Phó Thủ tướng thì ông cụ Khâu Gia và ông cụ Mai Gia cũng biết rằng Phó Gia đã đưa ra hết cả vốn gốc. Hai người liền liếc nhìn nhau, lại thấy Hạ Tưởng biết tiến thoái như vậy nên không hẹn mà cả hai người đều nghĩ thầm trong bụng rằng dù sao xem như cũng đã bác bỏ được mặt mũi của Phó Gia. Mà Hạ Tưởng cũng rất thông minh tỏ vẻ là vì cấp thể diện cho Phó Thủ tướng Triệu, xem như đã giữ gìn thể diện thay hai nhà Khâu Gia và Mai Gia. Dù sao cũng không phải bởi vì nguyên nhân là Phó Gia mà Hạ Tưởng mới đi ra ngoài, đây là Hạ Tưởng nghe theo lời của Triệu Tuyền Tân. Thôi đi, xem Triệu Tuyền Tân này như là một bậc thang,
mượn cơ hội này cũng nên hạ xuống một chút. Ông cụ Khâu Gia và ông cụ Mai Gia đều không nói thêm điều gì, tỏ vẻ cam chịu. Hạ Tưởng xoay người rời đi, lúc xoay người rời đi thì hắn không lưu ý, thiếu chút nữa đụng phải một người. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng hôm nay làm sao vậy, luôn xảy ra chuyện, hắn nhìn kỹ lại người mà hắn suýt đụng thì hóa ra là Ngô Tài Dương. Ông ta đang từ một lối đi nhỏ ở bên trong vội vàng đi ngang qua. Hạ Tưởng không khỏi sửng sốt, Ngô Tài Dương vừa nhìn thấy đây là Hạ Tưởng thì cũng lập tức ngẩn người ra. Hạ Tưởng, sao lại là cậu? Ngô Tài Dương cũng không thể tưởng được lúc này Hạ Tưởng lại ở trong hội trường. Hiện tại thì ông ta đang gấp rút vội đi ra ngoài để nghênh đón Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Tại sao cậu lại ở đây? Lời vừa nói ra thì Ngô Tài Dương mới chú ý tới không khí đối chọi nhau gay gắt ở trước mắt. Kinh nghiệm của ông ta có thừa, chỉ thoáng cái đã đoán được đại khái đã có chuyện gì đang xảy ra ở đây, vì thế trong lòng lập tức có suy tính. Không đợi Hạ Tưởng trả lời, sắc mặt của ông ta liền trầm xuống. Hạ Tưởng, hội nghị hôm nay cực kỳ trọng yếu, không phải là nơi mà cậu có thể tùy tiện đến được, còn không mau khẩn trương đi ra ngoài. Lời của Ngô Tài Dương vừa ra khỏi miệng thì Triệu Tuyền Tân và Phó Bá Cử thở phào một hơi, nghĩ thầm rằng chắc trong tâm của Ngô Tài Dương còn có khúc mắc gì với Hạ Tưởng nên ông ta cũng có ý định tìm Hạ Tưởng để gây phiền toái, hôm nay Hạ Tưởng nhất định phải gặp xui xẻo. Nói thật, tuy rằng cả Triệu Tuyền Tân và Phó Bá Cử đều là Phó Thủ tướng, nhưng đối với trưởng ban tuyên giáo Trung ương Ngô Tài Dương thì không hiểu sao đều có tâm lý kính sợ. Bởi vì Triệu Tuyền Tân và Phó Bá Cử hiểu rất rõ trong lòng rằng trong số các nhân vật thế hệ thứ hai của Ngô gia thì Ngô Tài Giang có thừa sự mềm dẻo nhưng lại không đủ sự kiên cường. Ngô Tài Hà thì không thể trọng dụng được bởi tính tình khá nhu nhược và cũng không có thủ đoạn. Chỉ có Ngô Tài Dương vừa kiên quyết lại có sự nhanh gọn, dứt khoát, thủ đoạn quyết đoán, hơn nữa tính cách cứng cỏi, đối nhân xử thế lại khá độc, một mình chém giết nhiều năm ở nơi tỉnh xa xôi, dám nói không trước mặt ông cụ Ngô gia. Vậy mà thế cục đảo chiều một cái lập tức nằm trong danh sách những người có khả năng cao nhất trở thành ủy viên thường trực Bộ Chính trị. Hễ là người biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ đối với con đường lên chức của Ngô Tài Dương thì đều bị trí tuệ chính trị và lòng quả cảm của ông ta tạo ra sự kính nể, không những vậy mà rất kính nể, có thể nói là kính sợ. Ngô Tài Dương là một nhân vật lợi hại và rất tâm cơ, chỉ cần ai đã từng cộng sự hoặc đã từng giao đấu với Ngô Tài Dương thì cũng phải xem trọng ông ta. Hoặc là dùng ánh mắt đặc biệt để đối đãi với ông ta. Nếu Ngô Tài Dương muốn Hạ Tưởng ở lại thì không cần nói ra mà Phó Bá Cử cũng sẽ lập tức thoái nhượng, ngay cả Triệu Tuyền Tân cũng sẽ vòng vo để tránh hướng gió. Ai cũng đều biết rằng Ngô Tài Dương cực kỳ có khả năng được chọn trở thành ủy viên thường trực Bộ Chính trị. Cũng không cần nói về bước tiến sau này của ông ta mà với địa vị và lực ảnh hưởng hiện tại của Ngô Tài Dương. Cộng thêm thủ đoạn làm cho người khác phải kinh hồn khiếp đảm thì cũng đã làm cho hai người không thể không thoái nhượng mấy phần. Không nghĩ đến là Ngô Tài Dương cũng mở miệng đòi đuổi Hạ Tưởng đi, điều này khiến cho hai người rất yên tâm. Hạ Tưởng vốn đang muốn rời đi, Ngô Tài Dương vừa mở miệng nói câu này thì hắn lập tức thuận thế trả lời luôn. Vâng, trưởng ban Ngô, tôi lập tức đi ra ngoài. Mấy người thấy trước mặt Ngô Tài Dương thì thái độ của Hạ Tưởng vô cùng cung kính mà trong lòng ai đang đứng ở đây cũng rất rõ ràng gút mắc giữa hai người. Thường bên trong các gia tộc lớn như thế này thì nhà ai lại không có sự tình bí ẩn của mình, không có gì mới là lạ. Nhưng Hạ Tưởng khi ở trước mặt Ngô Tài Dương thì vẻ trấn tĩnh cũng vô cùng tự nhiên, điều này khiến cho tất cả mọi người ở đây không đoán ra rốt cuộc là Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương đã giải hòa với nhau hay là còn có phiền toái chưa được giải quyết. Ngô Tài Dương thấy thái độ của Hạ Tưởng rất cung kính, vốn trong lòng cũng muốn giữ gìn mặt mũi cho Hạ Tưởng trước mặt mọi người một chút. Nhưng liếc mắt một cái nhìn xung quanh thì ông ta biết là hai nhà Khâu Gia và Mai Gia đang liên kết rằng co cùng với Phó Gia, xét cho cùng thì đây là do trong việc chọn người vào vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy thì Hạ Tưởng đã có một ơn lớn giúp cho hai nhà. Nhưng vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng là tâm bệnh của Ngô Gia, vừa nghĩ tới điểm này thì trong lòng Ngô Tài Dương lại trở nên bực bội. Theo tình cảm cá nhân mà nói thì ông ta cũng không hy vọng tạo tình thế khó khăn cho Hạ Tưởng, nhưng khi nhìn nhận trên việc công thì lập trường hiện tại của ông ta và Phó Gia là giống nhau, chắc chắn sẽ phải liên kết với Phó Gia để đối phó với Khâu Gia và Mai Gia. Mặc dù rằng với thế lực của Ngô Gia thì không cần mượn dùng lực lượng của Phó Gia, nhưng vốn trong chính trị thì chỉ có lợi ích là vĩnh hằng chứ không có bạn bè vĩnh cửu. Trước khác, nay khác, mà thôi, trong nháy mắt Ngô Tài Dương lại cải biến chủ ý.
bởi vì nếu lúc này cấp thể diện cho Hạ Tưởng thì cũng giống như cấp thể diện cho hai nhà Khâu gia và Mai gia. Hạ Tưởng, thôi chịu khó chịu chút oan khuất, ai bảo mày lại cổ động cho Khâu gia và Mai gia đứng chung cùng một chỗ, muốn đoạt vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Sắc mặt của Ngô Tài Dương trở nên lạnh lẽo. Hạ Tưởng, ai cho cậu đi? Đầu tiên cậu phải giải thích vì sao mà cậu lại tới hội trường này. Giọng điệu Ngô Tài Dương vô cùng nghiêm khắc, hiển nhiên là đang muốn chất vấn cộng với thái độ muốn truy cứu trách nhiệm. Hạ Tưởng sửng sốt, nghĩ thầm rằng Ngô Tài Dương thực là biết tìm đúng thời điểm, ngoài sáng là muốn khởi binh hỏi tội hắn, nhưng trong tối thì lại tạo áp lực và gây khó khăn cho hai nhà Khâu gia và Mai gia. Lúc này ông cụ Phó gia đã thu hồi vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi, thay đổi bằng một vẻ mặt thoải mái, nở nụ cười yếu ớt, bày ra thái độ tọa sơn quan hổ đấu. Phó Bá Cử và Triệu Tuyền Tân liếc nhau, ánh mắt giao lưu một chút, cả hai cũng hiểu được mũi kiếm mà Ngô Tài Dương chỉ vào là nhằm vào đối tượng nào. Ông cụ Khâu gia và ông cụ Mai gia liếc nhau, trong mắt đều chợt lóe lên sự tức giận. Tất nhiên, bọn họ rất rõ ràng việc Ngô Tài Dương đang muốn mượn việc chất vấn Hạ Tưởng để tìm cách hạ thể diện của bọn họ xuống. Tình thế hết sức căng thẳng. Hiện giờ, chỉ có thể nhìn vào năng lực xử lý chu toàn của Hạ Tưởng. Nếu không thực hiện tốt thì chưa kể bản thân Hạ Tưởng sẽ tự rước tai họa lên người, mà ngay cả hai gia tộc đang ủng hộ hắn là Mai gia và Khâu gia cũng sẽ rơi vào tình huống cực kỳ bất lợi. Bất kể là kết quả nào thì hắn cũng lâm vào tình trạng khó xử. Ngô Tài Dương cũng là đang nhìn trúng cơ hội lúc này, vì thế mới gây áp lực để Hạ Tưởng phải phạm sai lầm. Tốt nhất là để Hạ Tưởng nói sai làm đắc tội hai nhà Khâu gia và Mai gia thì mới tốt. Nếu không vậy thì ông ta cũng không chọn đúng thời điểm Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng sắp đến để dồn ép Hạ Tưởng như thế này. Dường như Hạ Tưởng thật sự bị làm khó, hắn cúi đầu, ước chừng 10 giây đồng hồ không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú xuống mặt đất, dường như đang suy tư cái gì, không khí nhất thời ngưng trệ lại. Khâu Nhân Lễ cũng biết trong sự tình chọn người vào vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy thì nhất định hai nhà Ngô gia và Phó gia sẽ muốn đánh một trận thật ác liệt. Lúc này, ở mặt ngoài đều đang lấy Hạ Tưởng để nói chuyện, nhưng trên thực tế thì căn nguyên của vấn đề là trong việc sở hữu ngai vàng của vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, mà trong việc này thì Hạ Tưởng giúp Khâu gia rất nhiều. Về lý thuyết mà nói thì Hạ Tưởng và Ngô gia có quan hệ chặt chẽ với nhau, về lý thì nên trợ giúp Ngô gia mới đúng. Vậy nhưng Hạ Tưởng lại cố tình giúp Khâu Tự Phong bắt được ngai vàng của vị trí trưởng ban thư ký thành ủy, hiện tại lại vì Khâu gia mà tỉ mỉ bày ra vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Bất kể Hạ Tưởng xuất phát từ mục đích gì nhưng từ sự tính toán lâu dài hay lợi ích trước mắt thì y đều phải cảm tạ sự hỗ trợ của Hạ Tưởng. Các sự việc trong chính trị và mối kết giao giữa người với người thì đều giống nhau, vốn là anh giúp tôi rồi tôi lại giúp anh tới thì tôi đi, quan hệ có tốt thì mới có sự hợp tác lâu dài. Vì vậy, Khâu Nhân Lễ liền hạ quyết tâm, phải thay Hạ Tưởng để xoay chuyển lại cục diện, cho dù có kinh động đến Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng thì cũng sẽ không tiếc. Bởi vì nếu Khâu gia không ra mặt, chẳng những sẽ làm cho trái tim của Hạ Tưởng trở nên băng giá, mà điều này cũng sẽ làm cho Mai gia sẽ trở nên khinh thường. Dù sao những gì mà Hạ Tưởng đã và sẽ làm thì Khâu gia là người được lợi lớn nhất. Tâm tư của Mai Thái Bình thì có sự khác biệt lớn so với Khâu Nhân Lễ. Tuy rằng ông ta cũng là ôm ý tưởng rằng nhất định phải giúp cho Hạ Tưởng ngẩng đầu lên mới được, nhưng cũng không phải bởi vì từ lòng cảm tạ với Hạ Tưởng mà là bất mãn với Phó Bá Cử, đối với Ngô Tài Dương thì có sự khinh thường. Cũng được đấy, ba vị ủy viên Bộ Chính trị ra mặt để áp bức một bí thư quận ủy nho nhỏ, đúng thật là cấp đủ mặt mũi cho Hạ Tưởng, cũng không tự suy ngẫm xem mình bị mất mặt đến thế nào. Đương nhiên, trong lòng ông ta cũng rất rõ ràng rằng thật ra đối tượng mà ba người này nhằm vào thì không hẳn chỉ có riêng Hạ Tưởng, mà là Mai gia và Khâu gia. Bởi vậy, Mai Thái Bình liền cắn răng quyết định tuyệt đối không được thoái nhượng. Hôm nay nhường một bước thì sẽ khiến cho Phó Bá Cử và Ngô Tài Dương cho rằng Mai gia dễ bắt nạt, về sau nói không chừng còn có thể từng bước bị ép sát. Đúng, không thể khoan nhượng, nhất định phải cứng rắn. Ông cụ Khâu gia và ông cụ Mai gia thì cũng có tâm tư giống như vậy. Sự ức hiếp của Ngô Tài Dương đè ép trên đầu hai ông cụ, cũng không cấp chút mặt mũi nào cho hai ông già này. Điều này làm cho trong lòng hai ông cụ như đang có đống lửa lớn được đốt lên. Hai người đều là không hẹn mà cùng nghĩ rằng Ngô Tài Dương mày định cứng rắn, dám trước mặt bọn tao mà lại gây ra khó khăn hay sao? Được, để cho bọn tao cho mày nhìn thấy chút nhan sắc, cho mày biết rằng bọn tao là hai ông lão tuy đã lui về nhưng còn chưa chết, nói chuyện thì vẫn còn có phân lượng.
Thật ra thì Hạ Tưởng vẫn chưa đưa lão cổ ra, cái chính là không nghĩ tới việc phức tạp hóa vấn đề. Hạ Tưởng cũng không nghĩ các sự tình vô duyên vô cớ lại phát sinh ra liên tục như vậy. Vốn hôm nay hắn đến đây là ôm suy nghĩ muốn trải nghiệm thêm vốn sống, lại trong lúc vô ý gây sự cản trở ông cụ phó ra mà sinh ra sự hiểu lầm. Đương nhiên, đây cũng không phải là sự hiểu lầm gì to tát. Từ những gì ông cụ phó ra vừa rồi đã làm cùng biểu hiện lúc trước, khi thăm hỏi hắn ở trong bệnh viện, hoàn toàn là hai người khác nhau. Từ đó có thể rút ra được kết luận rằng lần trước chỉ là đi ngang qua, mà lần này mới chính là thể hiện hành động. Rốt cuộc ông cụ phó gia là một người như thế nào thì hắn không biết, cũng không khờ dại đến mức cho rằng biểu hiện của ông cụ phó gia trong lần gặp mặt trước chính là tính cách của ông ta. Các nhân vật chính trị thì đều có tính hai mặt, tính cách rất phức tạp, đừng nói đến chuyện gặp mặt một lần mà ngay cả những người đã quen biết một vài năm cũng chưa chắc đã hiểu biết thấu triệt được. Hôm nay, ông cụ phó gia mượn cơ hội phát tác, một chút tình cảm cũng không lưu lại, chính là để biểu lộ sự trừng phạt những gì trước đây hắn đã làm sai với ông cụ. Tuy nhiên trong chuyện này thì nói sai thì là sai, nói đúng thì là đúng, miệng nhà quan có gang có thép, há miệng nói như thế nào thì được như thế đấy. Tuy nhiên xem như là bị ông cụ phó gia nắm được tóc, hắn đã nghĩ tới việc có khi mình phải chịu mất mặt một lần. Làm người có thể co cũng có thể duỗi. Bị người khác đuổi đi ra thì cũng không phải chuyện gì quá mức cùng cực. Chương 672, vở kịch chính trị. Nếu không phải hai nhà Khâu gia và Mai gia ra mặt thì Hạ Tưởng đã nghĩ ra sự dàn xếp ổn thỏa, đi ra ngoài thì đi ra ngoài, cũng chẳng phải việc gì lớn, cũng không đáng phải kinh động để lão cổ ra mặt, ngược lại mà náo loạn một hồi thì cái hại còn nhiều hơn cái lợi. Nhưng may mắn thế nào mà lại gặp được hai ông cụ nhà Khâu gia, Mai gia. Hai ông cụ còn ra mặt thay hắn chống đỡ, lúc này thì Hạ Tưởng lại trở nên giống như vòng trang sức ở trên người, không đến thời điểm mấu chốt thì cũng không cần phải xuất đầu lộ diện. Ai ngờ cuối cùng Ngô Tài Dương lại đến chặn ngang đường, đưa một việc nhỏ của hắn phóng đại một cách vô hạn thành điểm tựa để bốn gia tộc lớn đấu sức với nhau. Tuy rằng, điểm tựa có đôi khi có thể khơi dậy lợi ích ở khắp nơi, nhưng đôi khi cũng phải chịu đựng sức nặng của khắp nơi đổ về. Nếu mà không gánh chịu được thì điểm tựa lúc này có thể bị đè dập nát. Muốn trở thành điểm tựa thì chẳng những phải có trí tuệ chính trị mà tâm lý còn phải chịu được áp lực cao và khả năng ứng biến. Nếu không, điểm tựa sẽ không là điểm để tựa vào mà là thành người lính hầu hoặc là vật hy sinh. Nhưng Hạ Tưởng cũng không nghĩ tới việc làm liên lụy tới lão cổ. Chỉ có điều lúc này tình thế mạnh hơn người, hơn nữa bởi vì cặp mắt của hắn lúc vừa rồi rất sắc nên đã nhìn thấy lão cổ đứng ở chốn xa xa liếc nhìn xung quanh nơi này một lát, ông lão chỉ nhìn xung quanh chứ không đi lại đây, chỉ đứng nguyên tại chỗ, dường như đang chờ đợi điều gì. Trong nháy mắt, Hạ Tưởng hiểu ra được chút ít, hắn đại khái đoán rằng hôm nay lão cổ cố ý dẫn hắn tới hội trường này chắc hẳn phải có ý tưởng gì đó. Lão cổ là một người trí tuệ lớn giả vờ ngu ngơ mà thôi. Tuy rằng ông ta tự xưng là quê mùa nhưng thật ra cả đời đã tung hoành ở chốn quan trường, với trí tuệ sáng như đuốc của mình thì chắc chắn ông ta biết hôm nay bốn ông cụ nhà Ngô gia, Mai gia, Khâu gia, Phó gia sẽ đến. Vì vậy, ông lão mới cố tình dẫn hắn vào, mà không chừng thì việc này còn có người khác ủy thác nhờ vả ông lão. Lão cổ không chịu lại đây để giải vây, vì thế Hạ Tưởng cũng không chịu buông tha cho ông ta dễ dàng như vậy. Vừa lúc Ngô Tài Dương truy vấn nên hắn liền suy nghĩ trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên, giơ tay chỉ vào lão cổ đang đứng ở xa xa. Tôi là theo lão cổ đi vào trong hội trường này. Ông ấy mang tôi đi vào, còn muốn tôi ở trong hội trường chờ ông ta trong chốc lát. Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của Hạ Tưởng, thấy lão cổ, sắc mặt của mọi người không khỏi thay đổi. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và lão cổ thì người biết cũng không nhiều lắm. Ít nhất là Khâu Nhân Lễ không biết chút nào. Mai Thái Bình thì cũng chỉ biết một phần, còn Phó Bá Cử và ông cụ Phó gia thì tuy rằng đã nghe qua được một số tin tức gì đó, nhưng chưa lần nào nhìn thấy Hạ Tưởng và lão cổ có giao tình quá sâu đậm. Thật ra trong số những người này thì Ngô Tài Dương lại là người biết được nhiều nhất. Tâm tư của mọi người rất khác nhau, nhận thấy Hạ Tưởng ở trong thời khắc mấu chốt mới tung quả bom siêu nặng lão cổ ra làm trong lòng bọn họ lập tức có những suy tính. Việc lão cổ đồng ý mang Hạ Tưởng đến đây có mang dấu hiệu rằng Hạ Tưởng đã trở thành là người gần nhất của ông lão. Nhưng ít ra điều này cũng biểu lộ được rằng đúng là lão cổ rất tin cậy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đúng thật là một người trẻ tuổi đầy khéo léo, ngay cả một nhân vật như lão cổ mà cũng có thể đi lại gần gũi được, không biết người này còn có điều bí mật gì thêm nữa mà mọi người chưa được biết.
Ngô Tài Dương liếc mắt nhìn cổ lão một cái, ánh mắt trầm hẳn xuống. Phó Bá Cử và Triệu Tuyền Tân liếc nhìn nhau, người nào cũng nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Cả hai không nghĩ tới việc không ngờ là Hạ Tưởng đi theo cổ lão tới. Vừa rồi náo loạn mất một hồi vậy mà Hạ Tưởng cố tình không đề cập gì cả, đến tận thời điểm cuối cùng mới tung ra, đúng thật là một sự trầm lặng đáng tức giận. Đồng thời, cũng là một người sâu sắc tựa như đáy biển vậy. Cổ lão thấy mọi người đều nhìn về phía mình thì ông ta không một chút hoang mang, chỉ phất tay xua xua mọi người, chân không di chuyển chút nào. Mọi người đều thấy khó hiểu, nếu Hạ Tưởng là người do lão cổ mang đến thì lúc này ông ta phải nhìn rất rõ việc Hạ Tưởng đang cần ông lão tới để giải vây. Vậy vì sao ông ta lại không đi tới đây để nói cho rõ ràng? Chỉ thấy một người chạy nhanh như bay đến bên người lão cổ rồi thấp giọng thì thầm mấy câu. Cổ lão nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó mới bước nhanh đi về phía mọi người. Đi đến trước mặt mọi người, lão cổ không hề khách khí, cười ha hả. Mấy ông lão tụ tập lại một chỗ để ức hiếp một chàng trai trẻ, có phải người tuy già nhưng không muốn làm gương để con cháu học tập hay không? Già rồi, phải để cho những người trẻ tuổi một tấm gương, nhất là ông, lão phó, bộ dáng phụng phịu vừa rồi rất dọa người. Tôi đã nhiều năm không thấy vẻ phụng phịu này của ông, không nghĩ hôm nay lại có thể nhìn thấy. Ông cụ Phó Gia lắc đầu cười vu vơ, không để ý tới lão cổ. Ông cụ Khâu Gia và ông cụ Mai Gia cũng gật đầu cười, không trả lời. Nhưng Phó Bá Cử thì có chút không vui nói. Thủ trưởng sắp tới, chúng ta phải khẩn trương đi ra ngoài nghênh đón một chút, không nên chậm trễ thời gian nữa. Y cũng rất rõ ràng việc cổ lão ra mặt thì không sự tình gì của Hạ Tưởng mà không giải quyết được. Vì vậy, y liền mượn cơ hội tìm bậc thang để thoát ra. Triệu Tuyền Tân không nói điều gì, chỉ liếc mắt nhìn Ngô Tài Dương một cái, ý tứ là có lão cổ ở đây xem thử Ngô Tài Dương có còn muốn đè ép Hạ Tưởng nữa hay không. Ngô Tài Dương sau khi chào hỏi lão cổ xong rồi lại nói với Hạ Tưởng. Trước mắt cậu ở lại đây, không cần đi, chờ tôi sau khi xong việc còn có việc hỏi cậu. Anh không cần phải hỏi cậu ta. Lão cổ khoát tay, vẻ mặt cười yếu ớt. Hạ Tưởng là do tôi mang đến. Các anh có ai nghi ngờ điều này và muốn làm phiền toái đến cậu ta thì đầu tiên là phải hỏi xem tôi đồng ý hay không đã. Một câu nói ra tràn đầy sức mạnh, lập tức đè bẹp ngay khí thế của Ngô Tài Dương xuống. Ý của tôi là ở đây còn có Phó Thủ tướng Phó và Phó Thủ tướng Triệu, làm sao chỉ vì một câu nói của ngài mà bỏ qua được. Vốn Hạ Tưởng là không nên tới hội trường này, cậu ta tới đây là chính sai lầm của cậu ta, cần phải có sự truy cứu trách nhiệm. Giọng nói của Ngô Tài Dương không cao nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Ngô Tài Dương cũng khá có ý tứ, trực tiếp kéo Phó Bá Cử và Triệu Tuyền Tân vào. Ý tứ của ông ta rất rõ ràng rằng Phó Bá Cử và Triệu Tuyền Tân đừng mơ tưởng khoanh tay đứng nhìn, việc này thì chúng mày cũng phải bỏ công bỏ sức mới được. Tốt xấu gì thì Phó Bá Cử và Triệu Tuyền Tân cũng là hai phó thủ tướng, bị Ngô Tài Dương sọc gậy như vậy thì cũng phải tỏ vẻ một chút. Hai người đành phải mắng thầm trong lòng Ngô Tài Dương một hồi. Rồi nối tiếp lời của Ngô Tài Dương. Đúng vậy, cấp bậc của Hạ Tưởng không đủ, nếu cậu ta không được mời mà vào đây thì cái lỗi này quá nặng, phải nhận lấy sự xử phạt. Lão cổ cười ha hả. Ai nói Hạ Tưởng không được mời? Một câu này nói ra làm không chỉ tất cả những người khác sửng sốt, mà ngay cả Hạ Tưởng cũng không tin nổi phải liếc mắt nhìn lão cổ một cái. Lão cổ thấy hiệu quả đã đạt được, thấy mọi người đều kinh hãi nên ông lão rất vui vẻ cười ha hả. Hạ Tưởng, đi, đi theo tôi. Vừa rồi thủ tướng nói rằng ông ta cảm thấy rất hứng thú với những đề tài nghiên cứu về kinh tế học của Cốc Nho, mà Cốc Nho cũng đã đề cử cậu với thủ tướng. Vì thế, thủ tướng mời cậu đến đây để ông ta nói chuyện với cậu một chút. Lão cổ nói xong, cũng không để ý tới mọi người liền kéo Hạ Tưởng đi. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng tốt rồi, rốt cuộc là hắn bị lão cổ cố tình tính kế một lần, đầu tiên là để hắn và bốn gia tộc lớn này so chiêu với nhau. Cũng không thể gọi là so chiêu mà nên gọi là chào hỏi với nhau một chút. Nếu lão cổ đã nâng thủ tướng ra thì Hạ Tưởng cũng chỉ có thể thuận theo. Hắn liền gật gật đầu chào từ biệt mọi người rồi cùng với lão cổ nghênh ngang rời đi, cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Cũng không phải là Hạ Tưởng giả bộ, muốn bày đặt ra bộ dáng đắc ý rào rạt mà là bước chân của lão cổ rất nhanh, tay ông cụ dùng sức, gần như là kéo hắn chạy thật nhanh vào, rồi ông cụ còn nhỏ giọng nói với hắn. Phải đi thôi. Muốn làm việc nghĩa thì không được chùn bước, ngay cả quay đầu cũng không được, phải để bọn họ trợn mắt há mồm nhìn mới được.
Đừng thấy bình thường nhìn lão cổ không nóng không lạnh, vậy mà bây giờ các hành động cũng rất hư hỏng, hơn nữa vẻ mặt tươi cười bấn cợt của ông ta còn có vẻ như một lão ngoan đồng khiến cho Hạ Tưởng nhìn thấy cũng cảm thấy rất buồn cười. Đúng thật là cổ lão nói đúng, không chỉ Phó Bá Cử và Triệu Tuyền Tân kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, mà ngay cả Ngô Tài Dương trong lúc nhất thời cũng rất khiếp sợ, đứng sững sờ tại chỗ, cả một hồi lâu cũng không có phản ứng. Biến hóa quá nhanh, trong nháy mắt lão cổ xuất hiện rồi trong nháy mắt lão cổ lại dẫn người đi, mà cũng chỉ trong nháy mắt này Hạ Tưởng cũng rời theo với bộ dạng rất nghênh ngang. Cục diện được đốt cả nửa ngày mới đỏ lửa, vậy mà bị lão cổ ở đâu xuất hiện đã hoàn toàn phá tan, không những thế còn để lại những hiệu quả đặc biệt. Càng làm cho mọi người khiếp sợ chính là một cảnh tượng lại xuất hiện, lão cổ và Hạ Tưởng một già một trẻ chạy như bay đi vào trong hội trường, khi đến trước bục sân khấu thì vừa lúc gặp thủ tướng từ ngoài tiến vào. Thủ tướng vừa vào cửa liền nhìn thấy Hạ Tưởng, không ngờ lại chủ động vẫy vẫy tay với hắn. Hạ Tưởng lập tức tiến đến trước mặt thủ tướng, chào hỏi với thái độ vô cùng cung kính. Bởi vì khoảng cách quá xa nên mấy người ở đây đều không nghe rõ ràng lắm nội dung mà thủ tướng cùng trao đổi với Hạ Tưởng là cái gì. Nhưng từ thái độ vừa nói vừa cười của hai người thì cũng có thể thấy được dường như thủ tướng đúng thật là muốn tìm Hạ Tưởng để nói chuyện. Ngô Tài Giang, Phó Bá Cử, Triệu Tuyền Tân đều sợ đến ngây người ra. Ông cụ Khâu gia, ông cụ Mai gia cùng với ông cụ Phó gia đều với vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt của mọi người đều chớp động, vẻ mặt ngưng trọng, mỗi người dường như đều thoáng có chút suy nghĩ. Mai Thái Bình và Khâu Nhân Lễ cũng liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ sầu lo từ trong ánh mắt đối phương. Một cán bộ cấp phó giám đốc sở nho nhỏ, một bí thư quận ủy quận Hạ Mã của thành phố Yến Sa Tắp kia như Hạ Tưởng, vậy mà chẳng những trở thành điểm tựa của bốn gia tộc lớn, mà còn trở thành tiêu điểm của các thế lực khắp nơi. Tuy tất cả mọi người đều không rõ ràng về nội dung mà thủ tướng muốn nói chuyện với Hạ Tưởng là gì, nhưng từ thái độ đối xử của thủ tướng với Hạ Tưởng và thái độ giữ gìn của lão cổ với Hạ Tưởng thì có thể đưa ra kết luận rằng con đường mà Hạ Tưởng đi chính là một con đường nguy hiểm. Đồng thời, lại là con đường từ trước đến nay chưa bao giờ có. Càng làm cho mọi người giật mình chính là lại xuất hiện cảnh tượng tiếp theo. Đó là Chủ tịch Quốc hội nối tiếp bước vào trong hội trường, bởi vì hôm nay là cuộc hội tụ không chính thức có tính chất liên hoan nên nghi thức không cần phải diễn ra theo quy củ, khi Chủ tịch Quốc hội tiến vào thì cũng không có tiếng thông báo để người khác phải ra nghênh đón. Đầu tiên là Tống Trường Quy bắt tay với lão cổ, nghe lão cổ nói mấy câu gì đó rồi lại chủ động giơ tay ra với Hạ Tưởng. Lại còn nói đùa mấy câu với hắn nữa. Mà Hạ Tưởng, ngoại trừ vẻ mặt cung kính ra thì thái độ cũng có thêm sự nóng bỏng của việc báo cáo công tác. Sau khi hắn nói chuyện với Thủ tướng xong, không ngờ lại tiếp tục nói chuyện với Chủ tịch Quốc hội, thời gian diễn ra khoảng chừng 2 phút. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đều dành thời gian để nói chuyện với hắn, quả thật mặt mũi của Hạ Tưởng là rất lớn đây. Đương nhiên, mọi người cũng biết có lẽ không phải là mặt mũi của Hạ Tưởng quá lớn. Mà là mặt mũi của người đứng thúc đẩy ở phía sau lớn, mà người đứng ở sau bức màn này chính là lão cổ. Một tấn khôi hài chưa giải quyết xong thế mà lại được kết thúc, trong lòng mọi người ở đây đều biết thế cục hiện giờ đang phát triển theo chiều hướng chưa được ai nghĩ đến. Nhất là ánh mắt của Ngô Tài Giang không ngừng chớp động, bỗng nhiên ông ta nhớ tới lần trước Hạ Tưởng đã từng nói rằng Ngô gia không có khả năng bắt được vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trong lòng ông ta không biết sao lại xuất hiện một sự bất an. Lúc chạy xe bon bon trên đường cao tốc để quay về thành phố Yến, Hạ Tưởng vừa lái xe vừa miên man suy nghĩ. Hắn không để ý đến việc Cổ Ngọc đang không ngừng nói líu lo một cách rất hồn nhiên bên tai. Hắn hồi tưởng lại cuộc nói chuyện cùng với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Tuy rằng thời gian không tới 2 phút nhưng cuộc nói chuyện này diễn ra trước mặt công chúng, dưới sự sắp xếp một cách cố ý của lão cổ nên đã thu được sự ngạc nhiên và gây được hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Sau lúc đó, khi hắn rời khỏi hội trường đi về biệt thự của Liên Nhược Hạm thì liên tục nhận được điện thoại của Ngô Tài Giang, Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình không ngừng dò hỏi. Sự sắp xếp tỉ mỉ của lão cổ ngày hôm nay đúng thật thu được hiệu quả rất kinh ngạc. Mục đích của lão cổ đã đạt được, việc Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đã ngoại lệ tiếp kiến hắn đã khiến phân lượng của Hạ Tưởng trong cảm nhận của bốn gia tộc lớn này tăng lên rất nhiều. Đồng thời, việc này cũng để lại cho bốn gia tộc lớn này có thêm một số sự hoài nghi về hắn. Điện thoại của Ngô Tài Giang thì chủ yếu cũng hỏi dò về tình hình, đại loại như hắn có tiếp xúc với Thủ tướng nhiều không, rồi Chủ tịch Quốc hội thì làm sao lại biết hắn. Hạ Tưởng cũng trả lời hàm hồ mấy câu, bởi vì hắn cũng nghe ra đây là Ngô Tài Giang bị người khác nhờ vả, cũng không phải là ý định của ông ta.
Hạ Tưởng có cảm giác rằng từ sau khi Ngô Tài Dương quay về Bắc Kinh và ông ta đi đến tỉnh Ninh thì dường như Ngô Tài Giang đối với việc khuếch trương thế lực của gia tộc không cảm thấy đầy hứng thú giống như trước nữa, có vẻ các tinh lực được đặt chủ yếu trong việc là làm sao để làm tốt vai trò chủ tịch tỉnh của mình. Điện thoại của Khâu Tự Phong thì thẳng thắn hơn rất nhiều, đi thẳng vào vấn đề, mà đầu tiên là phê phán Phó Gia không có việc gì mà lại làm ra những hành vi ác liệt đến như vậy. Đồng thời y cũng tỏ vẻ thái độ lập trường kiên định, luôn cùng chung một chiến hào với Hạ Tưởng. Tiếp theo, y lại hỏi thăm về việc Hạ Tưởng và Lão Cổ có quan hệ chặt chẽ ra sao, rồi làm thế nào mà hắn lại được Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội tự mình tiếp kiến. Hạ Tưởng rất hiểu rằng đây là Khâu Tự Phong chịu sự ủy thác của Khâu Nhân Lễ để tìm hiểu thật giả từ nơi hắn. Hắn cũng nửa đùa nửa thật nói là hắn cũng không hay biết gì về những việc mà Lão Cổ đã thực hiện. Việc hắn cùng với Phó Gia xung đột chỉ là tình huống không ngờ, không phải là do Lão Cổ sắp xếp, còn việc được nói chuyện với Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng có phải là do Lão Cổ cố tình sắp xếp hay không thì hắn cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, hắn cũng thể hiện lòng tin rằng cho dù mọi việc phát triển đến như thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè giữa hắn và Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong cười ha hả vài tiếng, y cũng hiểu rõ rằng Hạ Tưởng sẽ đi theo con đường của chính mình, con đường của hắn không lệch sang trái mà cũng không lệch sang phải mà đi con đường ở giữa. Nếu đã vậy thì y cũng không tiện hỏi thêm điều gì, vì Hạ Tưởng trợ giúp Khâu Gia rất nhiều, cũng không mong cầu sự hồi đáp. Vì vậy, y cũng không có tư cách và lý do để yêu cầu Hạ Tưởng phải làm như thế này hoặc như thế kia. Hơn nữa, bây giờ Hạ Tưởng chính là một điểm mấu chốt trong mối quan hệ phức tạp của thế lực các gia tộc, ai cũng đừng nghĩ tới việc hoàn toàn lôi kéo Hạ Tưởng về theo trận địa của chính mình. Điện thoại của Mai Thái Bình thì càng trực tiếp hơn, ông ta hỏi Hạ Tưởng có phải là đã sớm nghĩ đến việc dựa vào Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội hay không? Có phải vì điều này mà hắn sẽ không ngã về bất cứ một gia tộc nào? Hạ Tưởng trả lời rất rõ ràng và kiên định rằng, Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, không phải là cái bóng của người khác. Hắn sẽ không làm tổn hại đến mối giao tình của hắn với Mai Gia, cũng sẽ không làm tổn hại đến các sự tình của quốc gia, hơn nữa cũng không thất lễ với những bậc cha chú như trưởng ban Mai. Mai Thái Bình trầm mặc trong chốc lát, sau đó mỉm cười. Được, tôi hy vọng rằng cậu vẫn là Hạ Tưởng trước kia. Hy vọng cậu không thay đổi ước nguyện ban đầu, vẫn là người bạn của Mai Gia. Xem xét cẩn thận mà nói thì thật ra tình cảm giữa Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong khá sâu đậm, còn với Lão Cổ thì hắn luôn có một cảm giác không gần cũng không xa. Bởi vì Lão Cổ luôn tạo cho hắn cảm giác rất thần bí, khiến hắn không sao sờ tới điểm đầu hoặc điểm cuối được. Bất kể là Mai Thái Bình hay Khâu Tự Phong, trong cảm nhận của Hạ Tưởng thì quả thật luôn có sự thân thiết giống như bạn bè, người thân lâu năm. Đối với tính cách của hai người này thì có thể nói là hắn rõ như trong lòng bàn tay. Những gì hai người suy nghĩ thì trong lòng hắn đều hiểu rõ. Nhưng Lão Cổ, ở bề ngoài thì thể hiện sự thản nhiên, có nhiều sự việc ông ta tỏ ra thờ ơ, không để ý, nhưng trên thực tế có lẽ là có sự khác biệt về tính cách, hoặc là quan điểm chấp chính trong quân đội và chính quyền có điểm bất đồng nên điều này tạo ra khoảng cách khá lớn trong suy nghĩ giữa hắn và Lão Cổ. Sự chênh lệch này giống như mực nước mặt sông so với mực nước mặt biển. Hạ Tưởng vẫn cảm thấy hắn và Cổ Lão có sự ngăn cách nào đó và sự kết nối giữa hai người thực sự có đôi chút khó khăn. Mặc dù là người sâu không đo lường được như ông cụ Ngô Gia, âm u như ông cụ Khâu Gia, cả hai người này đều là người mà Hạ Tưởng khó có thể đối phó, tuy vậy hắn vẫn luôn sờ được thời điểm chính xác trong suy nghĩ bọn họ. Nhưng đối với Lão Cổ thì lại làm cho hắn cảm thấy có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Hạ Tưởng phải đi con đường của chính mình. Mà chắc chắn Lão Cổ cũng có chủ trương chính trị của ông ta. Trên suy nghĩ của hai người thì có thể có những vùng giao thoa hoặc những điểm không phù hợp với nhau, nhưng tổng thể mà nói thì phần hợp tác lớn hơn phần xa cách. Bởi vậy, Hạ Tưởng mới cố ý để Lão Cổ sắp xếp một màn của vở kịch chính trị, tuy rằng hắn cũng có đôi chút cảm giác bị lợi dụng, bị hiềm nghi, nhưng Lão Cổ cũng không phải chỉ hoàn toàn là bài binh bố trận vì hắn, mà ông ta cũng vì để tranh thủ đủ lợi ích chính trị cho mình. Chính vậy, Hạ Tưởng cũng không có nhiều sự oán hận, ngược lại, hắn còn có chút mơ hồ cảm tạ với Lão Cổ. Bởi vì hắn chẳng những có thể được gặp mặt và nói chuyện với Thủ tướng, tuy rằng Thủ tướng cũng từng đến phòng bệnh để thăm hỏi hắn, nhưng cuộc nói chuyện lần này mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Bởi vì, lần gặp mặt này Thủ tướng đã ám chỉ rằng có khả năng là ông ta sẽ chọn dùng chủ trương kinh tế của Cốc Lão, nói cách khác thì Cốc Nho có thể sẽ trở thành cố vấn kinh tế cho Thủ tướng.
mà rất nhiều lý luận kinh tế của hắn và của Cốc Nho là cùng một mạch, có thể không giống nhau hoàn toàn nhưng khoảng tương đồng thì chắc chắn rất lớn. Thủ tướng chọn dùng chủ trương kinh tế của Cốc Lão, hơn nữa lại vào thời điểm mà bốn gia tộc lớn đang đứng ở xa xa quan sát, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 phút, lại cố ý đề cập đến chuyện này, hiển nhiên là ám chỉ cực kỳ rõ ràng, ám chỉ rằng thủ tướng đã vẽ ra một con đường rộng lớn phía trước cho hắn lựa chọn. Là đi trên con đường chính trị của gia tộc hay đi trên con đường của Cốc Lão, là ý tưởng muốn rời xa thế lực của gia tộc hay rời bỏ ý tốt của thủ tướng. Lúc ấy thì Hạ Tưởng không có bất cứ sự chần chừ nào, lập tức đưa ra ngay câu khẳng định với thủ tướng, đó là hành động thực tiễn của hắn sẽ luôn dựa trên lý luận kinh tế học của Cốc Lão. Đồng thời, còn có thêm một thu hoạch rất lớn khác nữa, nếu nói thái độ hòa nhã, dễ gần của Chủ tịch Quốc hội Tống Trường Quy cũng không vượt ra khỏi dự kiến của Hạ Tưởng thì câu đầu tiên mà Tống Trường Quy vừa gặp mặt liền nói đã làm cho hắn phải kinh sợ. Đồng chí Hạ Tưởng, những gì cậu đã thực hiện được ở cao ốc Hỏa Thụ thì tôi cũng đã được nghe qua. Cậu nói xem, nếu có một lần nữa có thể lựa chọn lại thì cậu có còn cứu người nữa hay không? Tuy rằng Hạ Tưởng không rõ lắm ý tứ của Chủ tịch Quốc hội Tống rốt cuộc là cái gì, nhưng từ vẻ mặt thân thiết và giọng điệu thoải mái của ông ta thì Hạ Tưởng cũng không thể hiện thái độ một cách hùng hồn, cũng như không trả lời một cách sơ lược. Hắn nói cực kỳ cẩn thận. Chủ tịch Quốc hội, con người ở trong thời khắc mấu chốt thì cũng không suy nghĩ được nhiều, cũng chỉ nghĩ trong đầu rằng bất kể sử dụng biện pháp gì thì mục đích chính cũng là để cứu người mà thôi. Đối với câu trả lời của Hạ Tưởng thì Tống Trường Quy rất vừa lòng. Ông ta nói, chỉ có đảng viên trong bất cứ thời khắc nào cũng nghĩ tới lợi ích của quần chúng là số một thì khi ở thời khắc mấu chốt mới có thể cứu người dân từ trong nước sôi lửa bỏng. Hạ Tưởng, người dân vĩnh viễn là hòn đá tảng trong sự nghiệp của đảng và quốc gia, trong công tác của mình thì phải vĩnh viễn đặt việc giải quyết hết thảy các khó khăn của nhân dân lên ngôi vị số một. Sự ám chỉ của Tống Trường Quy thì Hạ Tưởng nghe qua lập tức hiểu. Lợi ích của gia tộc chỉ đại biểu cho lợi ích của một số ít người, người làm quan. Khi ở trên cương vị của mình thì phải biết mình đại biểu cho lợi ích của quảng đại quần chúng, và như vậy nhất định sẽ có những điểm xung đột về lợi ích với thế lực các gia tộc. Cũng gần như ngay lập tức Hạ Tưởng trả lời ngay câu nói của Tống Trường Quy. Tôi sẽ ghi nhớ điều dạy bảo của Chủ tịch, vĩnh viễn đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên trên ngôi vị số một. Hạ Tưởng chỉ nói chuyện vài câu với Tống Trường Quy, Hà Thần Đông nhưng trong lòng Hạ Tưởng như có nhạc nổi lên. Cơ bản là hắn đã đoán được lập trường của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Nếu theo đúng sự suy đoán của hắn thì người đã nhờ vả lão cổ làm việc này chính là một trong hai người này. Bất kể là ai, trong lòng Hạ Tưởng cũng hiểu rõ rằng hắn không cần phải biểu hiện ra lập trường của mình đúng lúc làm gì, cũng không cần bức thiết mà tỏ vẻ đi theo người ta, bất kể khẩu hiệu nào thì chủ yếu vẫn dựa vào chính hành động thực tế của hắn. Sau khi rời khỏi hội trường đưa lão cổ về nhà thì cổ lão cũng không nói rõ thêm điều gì, mà Hạ Tưởng cũng không hỏi, chỉ đề cập đến một số việc không quan hệ gì đến việc này. Sau đó, hắn liền gặp cổ Ngọc đề xuất rằng sáng mai sẽ cùng Hạ Tưởng quay trở về thành phố Yến, Hạ Tưởng lập tức đồng ý. Hiện tại thì cổ Ngọc đang ngồi ở bên cạnh hắn, đang kể với hắn về những điều thú vị khi cô đi mua đồ này vật nọ trên phố, mặt mày hớn hở, vẻ hồn nhiên không khác gì một cô bé. Nếu Hạ Tưởng không biết tuổi của cô thì có lẽ còn nhầm tưởng cô là Tống Nhất Phàm, luôn cảm thấy tò mò đối với mọi chuyện. Cổ Ngọc thấy Hạ Tưởng hơi buồn liền nghĩ tới việc cô làm hắn mất hứng. Cô bất mãn nói, làm gì mà mặt mày bí xị vậy, có phải không thích đi về cùng với em? Không phải như vậy, vẻ mặt anh cũng không thể thật sự phản ánh được tâm trạng của anh. Lúc nào mà anh đang suy nghĩ thì vẻ mặt của anh sẽ trở nên có chút ngưng trọng như vậy. Chứ không phải có em bên cạnh thì anh có vấn đề gì. Hạ Tưởng cười ha hả, bộ dáng lại tỏ ra vẻ thoải mái. Em cũng phải nên thăng chức, có đúng không vậy? Hiện tại cấp bậc của cổ Ngọc là cấp phòng, tuổi của cô không lớn, đối với chính trị thì hứng thú không lớn, vậy nên cô cũng không quá quan tâm với việc có tiến thêm một bước nữa hay không. Thôi đi, để như vậy là tốt rồi. Cấp bậc càng cao thì trọng trách càng nặng, anh thấy em có dáng vẻ làm lãnh đạo lớn hay sao? Em bây giờ đang cố gắng hạn chế bớt trách nhiệm của mình, dù sao làm tốt việc của bản thân mình mới là việc chính. Cổ Ngọc cũng không cho là đúng, cười hì hì, bỗng nhiên cô như nhớ tới cái gì nên nói. Em nghe nói rằng có khả năng Mai Hiểu Lâm sẽ quay về thành phố Yến. Mai Hiểu Lâm đang làm rất tốt ở Trung ương đoàn, vậy sao cô ta không xây dựng cơ sở ở trên ấy cho tốt mà lại nghĩ ra việc quay về như vậy?
Hạ Tưởng cũng không muốn để cho Mai Hiểu Lâm sớm nhảy ra khỏi Trung ương đoàn làm gì, lúc này cũng không cần thiết đi tới tỉnh Yến để dính vào vũng nước đục làm gì, tự nhiên lại làm việc mài dao mà không được đốn củi. Việc từng trải ở Trung ương đoàn tuyệt đối là có lợi đối với sự trưởng thành về sau của Mai Hiểu Lâm. Nếu Cổ Ngọc đã biết một chút tin tức thì chắc chắn không phải là một tin đồn vô căn cứ. Vì vậy, Hạ Tưởng quyết định sẽ phải tiến hành khuyên nhủ Mai Hiểu Lâm để cô không cần vội vã xuống cơ sở vội, cứ làm tốt việc ở trên Trung ương đoàn đã. Hắn suy nghĩ sự tình trong chốc lát, sau đó đột nhiên phát hiện không thấy tiếng nói của Cổ Ngọc nữa. Hạ Tưởng quay đầu về phía sau thì mới thấy Cổ Ngọc đang ngồi dựa cổ sang một bên, cái miệng nhỏ nhắn đang nhoẻn nụ cười, không thấy động đậy, hóa ra là đang đi vào trong giấc ngủ ngọt ngào. Cổ Ngọc đi vào trong giấc ngủ với một tư thế rất động lòng người, vẻ mặt cô điềm tĩnh, lông mi thật dài, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, vẻ mịn màng gây động lòng người. Ánh nắng mặt trời rọi vào trên mặt của cô làm người khác có thể thấy rõ được từng sợi lông tơ bé nhỏ. Cái tai của Cổ Ngọc rất đẹp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi thì gần như trong suốt, làm cho người khác không thể kìm nổi muốn cắn vào đó một cái. Người đẹp như ngọc, cảnh đẹp như mơ, trải qua một loạt các sự kiện vừa rồi ở Bắc Kinh thì Hạ Tưởng cũng hiếm khi có cơ hội được thả lỏng người, vì thế trong lòng hắn bắt đầu có một tình cảm bắt đầu trỗi dậy. Tuy nhiên, bây giờ đã tới thành phố Yến rồi, hắn phải chờ Cổ Ngọc về nhà của cô, sau đó hắn liền về nhà mà cũng không có những hành động nào tiến triển thêm với Cổ Ngọc cả. Trong mấy ngày đón Tết ở Bắc Kinh thì thể xác và tinh thần của Hạ Tưởng đã rất mệt mỏi. Khi về nhà, hắn như muốn buông thả hết cả mọi việc, chỉ muốn nằm xuống để ngủ một giấc thật no, nhưng ngày hôm nay thì hắn còn phải đến quận ủy để trực cơ quan. Tào Thù Lê ấm Hạ Đông ra đón Hạ Tưởng, thấy vẻ mặt của Hạ Tưởng phong trần mệt mỏi, dáng vẻ hơi gầy, tiểu tụy làm cô không khỏi đau lòng. Hạ Tưởng ôm vợ và con vào trong lồng ngực, nói an ủi. Cuối cùng cũng về nhà. Chỉ có ở trong nhà của mình thì mới có sự ấm áp, thoải mái. Ở Bắc Kinh cho dù được đón tiếp quý mến đến mấy thì cũng không ấm áp ân tình như ở thành phố Yến. Tào Thù Lê cảm nhận được tình yêu sâu đậm của Hạ Tưởng nên sự bất an trong lòng đã bị đánh tan, cô hỏi một câu. Chị Liên, chị ấy có khỏe không? Hạ Tưởng gật đầu. Rất tốt, mấy ngày nay anh đi liên tục, thời gian gặp cô ấy cũng có hạn. Một khoảng thời gian nữa cô ấy sẽ cùng Liên Hạ xuống thành phố Yến ở một thời gian, lúc đó em sẽ thường xuyên được gặp mặt. Vâng. Tào Thù Lê liền gật đầu nghe lời, trong lòng cô cũng hiểu rằng Hạ Tưởng chắc hẳn đã chăm sóc cho mẹ con Liên Nhược Hạm. Những khi Hạ Tưởng ở bên cạnh cô thì không sao, nhưng khi hắn đi khỏi thì cô lại thấy không yên tâm về Hạ Tưởng, hơn nữa trong lòng cô cũng ít nhiều có vị giấm chua. Chương 673, có sự tính toán. Mặc dù trong những khoảng thời gian qua thì Hạ Tưởng ở bên cô là nhiều nhất, tuy nhiên phụ nữ dù sao vẫn là phụ nữ, nghĩ tới Hạ Tưởng chăm sóc Liên Nhược Hạm trong mấy ngày liên tiếp thì trong lòng cô cũng không quá thoải mái. Cũng may quả thật Hạ Tưởng là người cẩn thận, nói cho cô biết rằng hắn luôn phải đi lại bận rộn, bất kể là lời nói có thật tâm hay không thì tóm lại là hắn rất để ý đến tâm tư, suy nghĩ của cô, cố gắng để cô an tâm, không lo lắng. Vì thế, trong lòng cô lại tràn đầy sự ấm áp. Đồng thời cũng có một ít sự tự trách mình. Trên thực tế, Hạ Tưởng đã dành không ít cho cô và đứa con, người mà nên oán hận và bất mãn với Hạ Tưởng chắc chắn phải là Liên Nhược Hạm thì mới đúng. Tào Thù Lê cũng có chút hy vọng sau khi thường xuyên gặp mặt Liên Nhược Hạm thì sẽ tìm cách để ở cùng một chỗ với Liên Nhược Hạm, điều này sẽ tạo ra một hạnh phúc mới, chẳng những cô và Liên Nhược Hạm sẽ quên đi việc cùng tranh đoạt một người đàn ông, mà lúc đó bọn cô còn có thể trở lại khoảng thời gian tốt đẹp như những ngày trước. Đàn ông thì luôn tạo ra sự đau lòng, Tào Thù Lê biết rõ rằng một người phụ nữ mà muốn hạnh phúc thì nhất định phải khoan dung trong tình cảm. Yêu một người chính là phải tiếp nhận cả khuyết điểm của người ta, hôn nhân cũng vậy, điểm khó xử của hôn nhân chính là khi kết hôn rồi thì có thể có nhiều thời gian để quan hệ tình dục với nhau nhưng lại thiếu đi khoảng thời gian trao đổi, thông cảm với nhau. Hạ Tưởng chỉ ở nhà trong khoảng nửa giờ thì nghe thấy tiếng còi ô tô ở dưới nhà. Đây là tài xế đúng giờ tới đón hắn lên quận ủy để đi trực. Phó Hiểu Bân đúng là tránh văn phòng quận ủy thật cẩn thận và chu đáo, ngay cả điều động lái xe tới đúng giờ để đón hắn mà cũng nghĩ tới. Hạ Tưởng cười thầm, y là người quản gia của quận ủy, cách làm việc Phó Hiểu Bân chẳng những tương xứng với chức vụ của mình, hơn nữa mọi việc thì y đều làm rất chu đáo, chặt chẽ. Người này về sau cũng sẽ rất có tiền đồ. Tới quận ủy,
khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là chẳng những Phó Hiểu Bân đã có mặt ở đây mà ngay cả Kim Hồng Tâm cũng vậy. Hôm nay vốn không phải là ngày trực của hai người bọn họ, xem ra hai người này tới đây là để góp vui cùng với hắn. Quả nhiên, Phó Hiểu Bân vừa thấy Hạ Tưởng liền lập tức đứng dậy đi ra đón. Lãnh đạo, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Hôm nay tôi không có việc gì, bỗng nhiên nhớ tới năm trước còn có công việc còn chưa hoàn thành, vì vậy hôm nay lên cơ quan để bắt đầu xốc tinh thần đầu nhập vào công tác. Kim Hồng Tâm cũng với vẻ mặt cung kính nói. Lãnh đạo, chúc mừng năm mới. Tôi đến để xem xét, chuẩn bị các công việc cho ngày mai sẽ là ngày đầu tiên đi làm. Tôi cũng phải kiểm tra trước, nếu không ngày mai lại để các lãnh đạo phải luống cuống tay chân mà quét tước, vệ sinh. Thì đúng là tôi đã không làm tròn bổn phận. Nhìn hai quản gia của quận ủy và ủy ban đều có thể tận tâm làm hết phận sự của mình làm Hạ Tưởng cảm thấy vui mừng, liền khen hai người vài câu rồi sau đó lên trên tầng. Nói là trực cơ quan nhưng thật ra cũng không có chuyện gì để làm. Ngay lập tức Hạ Tưởng cùng Phó Hiểu Bân, Kim Hồng Tâm đi kiểm tra vòng quanh trụ sở quận ủy và ủy ban nhân dân một vòng, sắp xếp người quét tước vệ sinh, rửa sạch sân bãi, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để cho ngày mai là ngày bắt đầu làm việc. Khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là sau 11 giờ thì Lý Hàm cũng tới. Lý Hàm vừa nhìn thấy Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm đang ở cùng với Hạ Tưởng thì y liền chạy tới chào hỏi, tiếp đó hàn huyên mấy câu, sau đó cười nói. Bí thư Hạ, trưa nay cùng nhau dùng chút cơm rau dưa được không? Tôi cũng thuận tiện muốn báo cáo với ngài một số công tác. Nếu Hạ Tưởng đã đến trực cơ quan thì nhất định là Triều Vĩ Cương cũng đã có mặt. Tuy nhiên, Triều Vĩ Cương đang ở văn phòng đang vội vàng sửa lại các văn kiện để lãnh đạo diễn thuyết trong buổi hội nghị ngày mai, vì thế chưa thể túc trực bên cạnh Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy Lý Hàm mời thật tâm như vậy, mà dù sao cũng không có việc gì, hắn đang định thuận miệng đồng ý, không ngờ còn chưa kịp mở miệng đã thấy Triều Vĩ Cương đang sồng sộc chạy tới. Lãnh đạo, tôi nhận được điện thoại của Nguyên Minh Lượng ở Thương mại Trường Cơ, ông ta mời ngài cùng ăn trưa với ông ấy. Ý của ngài thế nào ạ? Nguyên Minh Lượng đã lộ diện, Hạ Tưởng nao nao trong lòng, nghĩ thầm rằng Nguyên Minh Lượng lựa chọn thời cơ lộ diện vào đúng phiên trực năm mới của mình thế này thì thật là chuẩn, đúng thật là một người rất có tâm cơ. Hắn liên tưởng tới Nguyên Minh Lượng khi ở hội trường trên Bắc Kinh đã cùng Phó Tiên Phong và Triệu Tuyền Tân chuyện trò vui vẻ tình cảm với nhau thì trong lòng Hạ Tưởng lập tức có chủ ý. Hắn xoay người nói với Lý Hàm. Chủ tịch quận Lý, anh xem thử trưa nay có thể ngồi cùng với nhau không? Lý Hàm vừa nghe thấy Nguyên Minh Lượng mời Hạ Tưởng ăn cơm thì cũng hơi sửng sốt, lại nghe thấy Hạ Tưởng mời y cùng đi thì tất nhiên hiểu rằng đây chỉ là lời mời khách sáo. Y thấy cũng không tiện, vì thế vội xua tay nói. Thôi, tôi không đi góp vui đâu. Y quay đầu lại liếc mắt nhìn Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm một cái rồi nói. Hiểu Bân và Hồng Tâm trưa nay có rảnh không? Chủ tịch quận mở miệng mời thì tất nhiên phải cấp thể diện cho người ta. Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm lập tức liền đáp ứng. Tuy rằng hai người cũng biết Hạ Tưởng sẽ không để ý tới việc bọn họ sẽ đi ăn cơm với Lý Hàm, nhưng vẫn dùng ánh mắt lén lút để trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không chút nghĩ ngợi về việc này, dù sao cũng không nên đẩy Lý Hàm vào cảnh khó khăn, nếu vậy thì dường như hắn đã quá chuyên quyền và độc đoán. Vì vậy, hắn giả bộ không phát hiện ra ánh mắt của Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm, chỉ cười ha hả. Cũng không khách khí mà lập tức quay người rời đi cùng Triều Vĩ Cương. Tới văn phòng, Hạ Tưởng nghe điện thoại của Nguyên Minh Lượng. Xin chào, tôi là Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, tôi là Nguyên Minh Lượng ở Thương mại Trường Cơ. Giọng của Nguyên Minh Lượng 10 phần khách khí, có pha vào trong đó vẻ vui mừng. Chúc mừng năm mới, nghe nói hôm nay Bí thư Hạ trực ở cơ quan, vì thế tôi mới cố ý gọi điện thoại tới mời ngài đi ăn cơm. Không biết tôi có được vinh hạnh đón tiếp Bí thư Hạ không ạ? Nếu xét về việc công mà nói thì Nguyên Minh Lượng là nhà đầu tư lớn của quận Hạ Mã, do đó Hạ Tưởng phải để ý đến thể diện của y, nếu không thì sự biểu lộ nhiệt tình của Hạ Tưởng đối với các nhà đầu tư là không đủ, điều này mà lan truyền thì không có lợi cho công việc của hắn. Đồng thời, trong suy tính sâu xa của Hạ Tưởng thì hắn cũng có thể tiếp xúc với Nguyên Minh Lượng, chủ yếu trên hai phương diện, đầu tiên là công việc kiến thiết kinh tế của quận Hạ Mã. Thứ hai chính là vì quá trình so chiêu sau này với Nguyên Minh Lượng, chắc sẽ rất chiêng trống dùm beng. Đầu tiên cứ gặp mặt cái đã, xem thử đối phương là người như thế nào, từ đó mới có thể suy tính được lòng dạ của đối phương ra sao. Đồng ý. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, giọng nói không chút chần chừ, nhân thể hắn nói thêm.
Cũng là đầu năm, khó mấy khi trong dịp đón năm mới mà ngài ở lại phương Bắc như thế này, được, ngài cứ nói địa điểm rồi tôi sẽ đến. Hạ Tưởng không nói Nguyên Minh Lượng đón Tết ở thành phố Yến mà lại nói đón Tết ở phương Bắc, tất nhiên là hắn đang ám chỉ, phương Bắc thì mặc dù phạm vi rộng lớn nhưng ai chẳng hiểu trong lòng rằng phương Bắc ở đây có nghĩa là tỉnh Yến và Bắc Kinh. Đặc biệt là Bắc Kinh. Cũng không biết Nguyên Minh Lượng có hiểu được ngụ ý của Hạ Tưởng hay không, y cười ha hả nói. Tốt, Bí Thư Hạ là người thật sảng khoái, tôi rất thích điều này. Đã sớm nghe nói Bí Thư Hạ có sự thưởng thức rất cao, quận Hạ Mã mới khai trương một nhà hàng nổi, vậy tôi xin mời Bí Thư Hạ đến nhà hàng này một lần, được không ạ? Sau giờ tan tầm, Hạ Tưởng gần như đúng giờ đi đến sông Hạ Mã, địa điểm mà Nguyên Minh Lượng hẹn. Lúc này trời rét buốt, sông Hạ Mã đã đóng băng lại, bên trên mặt sông hình thành một lớp băng mỏng. Tuy vậy, phía trên bờ sông lại có một nhà hàng mới khánh thành, khách quý chật nhà, cực kỳ náo nhiệt. Nhà hàng có tên là Hạ Mã Cư, hiển nhiên có ý nghĩa là ở cạnh sông Hạ Mã. Thật ra, dựa theo suy nghĩ của Hạ Tưởng thì lúc này đang vào mùa đông, nhà hàng lại ở trên bờ sông, không khí nơi này cực kỳ lạnh lẽo, nếu như vậy thì công việc kinh doanh phải vắng lặng mới đúng. Hắn không nghĩ tới việc chẳng những nhà hàng này đầy ngập khách, hơn nữa vẫn còn nhiều người đang xếp hàng chờ đợi. Điều này làm cho trong lòng Hạ Tưởng rất cảm thán. Hắn nhớ mang máng mấy năm trước đây, vào dịp Tết như thế này thì toàn bộ khách sạn và cửa hàng đều đóng cửa nghỉ lễ. Tết đúng là Tết, ngay cả người đi trên đường cũng ít một cách đáng thương. Tết của những năm gần đây, thời gian cũng không cách xa lắm, tuy vậy có sự khác biệt quá lớn, vẫn còn đường cũ nhưng ngựa xe như nước, khách sạn thì người kín hết chỗ. Hạ Tưởng nghĩ rằng điểm thay đổi lớn nhất trong những ngày Tết lúc này chính là mọi thứ bây giờ đã trở nên thương mại hóa. Tất cả đều thương mại hóa, thậm chí ngay cơm tất niên cũng phải đi ăn ở khách sạn, điều này làm mất đi hương vị của những ngày Tết cổ truyền dân tộc. Nguyên Minh Lượng đã ở sẵn trước cửa khách sạn chờ Hạ Tưởng. Y vừa thấy Hạ Tưởng xuất hiện, hơn nữa lại thấy chỉ một mình, không mang theo thư ký và lái xe thì y liền mỉm cười đến híp mắt lại. Y nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng đúng là một người thật thú vị, rất ít khi thấy hắn kéo theo một đoàn rầm rộ cùng đi, ra khỏi cửa cũng không tiền hô hậu ủng, người mà không biết còn tưởng rằng Hạ Tưởng là một người trẻ tuổi bình thường. Trên thực tế, Hạ Tưởng cũng là một bí thư quận ủy quyết đoán, thông minh và có thủ đoạn cao siêu. Nguyên Minh Lượng nhớ tới cảnh tượng diễn ra bên trong hội trường ở Bắc Kinh thì trong lòng hiện ra một cảm xúc phức tạp khôn kể. Lúc ấy Hạ Tưởng xung đột với Phó Gia, mà hai nhà Khâu Gia, Mai Gia lại bảo vệ hắn, thậm chí sau đó lại xuất hiện thêm một Ngô Tài Dương lạnh lùng đầy thế lực tham gia vào, cuối cùng lại còn có cảnh tượng Hạ Tưởng và Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội khẽ nói chuyện với nhau. Lúc ấy, Nguyên Minh Lượng và Phó Tiên Phong trốn ở một nơi bí mật, tất cả những điều này đều tận mắt nhìn thấy rất rành mạch. Hạ Tưởng ứng phó trong hội trường một cách rất ung dung, không chút hoang mang, cực kỳ trấn tĩnh. Điều này đã khắc ấn tượng rất sâu trong đầu của Nguyên Minh Lượng. Tuy rằng Hạ Tưởng là người trong chốn quan trường, không phải là người thuộc giới thương nhân như y, theo lý thuyết thì càng làm quan thì lại càng phải sợ chức quan to hơn, là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, 100 người khi đối mặt với hai phó thủ tướng thì cả 100 người đều sẽ rất run sợ, còn người mà không run sợ thì chỉ sợ là không có. Chỉ duy nhất điều này được gặp ở trên một người, đó chính là Hạ Tưởng. Nếu nói sắc mặt của Hạ Tưởng không đổi khi ở trước mặt hai vị phó thủ tướng là vì hắn nhận được chỗ dựa từ hai nhà Mai Gia, Khâu Gia. Nếu vậy biểu hiện ra ngoài đúng mức, khiêm tốn của Hạ Tưởng khi nói chuyện với Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng lại càng khiến cho Nguyên Minh Lượng phải âm thầm trầm trồ khen ngợi trong bụng. Bởi vì khi Nguyên Minh Lượng nhìn thấy Triệu Tuyền Tân thì nội tâm cũng không áp chế được sự kích động, lòng hai bàn tay cũng đổ cả mồ hôi, thiếu chút nữa ngay cả nói cũng không lưu loát. Dù sao đối phương cũng đường đường là một phó thủ tướng, là một trong mấy chục người có quyền lực cao nhất nước, ở thời phong kiến thì chức vụ này tương đương với chức quan phó tể tướng. Cho dù y có tự cao là thực lực hùng hậu, thì khi gặp mặt phó thủ tướng được một lần thôi cũng lấy đó làm quang vinh. Hạ Tưởng là bí thư quận ủy, là người trong chốn quan trường, thông thường thì những người như thế này sợ nhất là cấp trên. Người nào người nấy khi gặp cấp trên đều tỏ ra bộ dáng được sủng ái quá mà lo sợ. Bộ dạng luôn cố gắng vuốt đuôi đối phương. Hạ Tưởng có thể ở trước mặt hai vị phó thủ tướng, không, còn có một vị là trưởng ban tuyên giáo trung ương mà vẫn duy trì được sự trấn tĩnh, kể cả là y có cố gắng tỏ ra cách mấy thì cũng khó có được sự trầm ổn như vậy. Trước đây thì Nguyên Minh Lượng nghĩ về Hạ Tưởng khá đơn giản, cho rằng Hạ Tưởng tuổi còn trẻ,
sự thành thục thì còn xa mới bằng y, vì thế y đang cân nhắc không muốn ra mặt. Trước khi đi đến Bắc Kinh thì y vốn tính sau này mới gặp mặt Hạ Tưởng, tuy vậy khi quay trở lại thành phố Yến thì y lại thay đổi chủ ý, cho rằng nên gặp mặt Hạ Tưởng ngay lập tức. Năm sau giá nhà quận Hạ Mã chắc chắn sẽ tăng lên, lúc này càng cần phải thăm dò xem cách nhìn và mức độ khoan nhượng của Hạ Tưởng đối với sự leo thang của giá nhà. Đương nhiên, y cũng muốn tìm hiểu sâu thêm về ý tứ đối nhân xử thế của Hạ Tưởng. Theo lời từ miệng của Phó Tiên Phong thì Nguyên Minh Lượng đã biết được những gì mà Hạ Tưởng đã từng thực hiện, biết Hạ Tưởng là một nhân vật cực kỳ khó đối phó. Nhưng khi người khác kể lại thì hơn một nửa người ta đã lồng thêm vào thành kiến của chính họ. Cũng không phải Nguyên Minh Lượng không tin Phó Tiên Phong, mà y phải dựa trên cơ sở lập trường của chính mình để phán đoán chuẩn xác tính cách và phương thức làm việc của Hạ Tưởng, không muốn mọi việc bị ảnh hưởng theo lối suy nghĩ của Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong là một chính khách, mọi việc mà y xem xét đều xuất phát từ lập trường chính trị, từ các cuộc tranh đấu trong chính trị. Còn Nguyên Minh Lượng là thương gia, mọi việc đều trên nguyên tắc kinh doanh, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì mọi vấn đề nguyên tắc đều có bàn lại. Y cần phải phán đoán chuẩn xác phong cách chấp chính và thiên hướng của Hạ Tưởng. Bởi vì hiện tại thì Bạch Chiến Mặc đã rời đi, đại cục của quận Hạ Mã hoàn toàn được nắm giữ trong tay Hạ Tưởng. Tuy rằng Lý Hàm là một quân cờ chôn sâu của Phó Tiên Phong, nhưng đây cũng chỉ là một chủ tịch quận. Thời điểm Hạ Tưởng còn làm chủ tịch quận cũng đã có thể khiến Bạch Chiến Mặc cảm thấy đau đầu, bó tay bó chân, mà lúc này Hạ Tưởng đã là bí thư, một bí thư đầy mạnh mẽ và cứng rắn, còn Lý Hàm là nhân vật số 2. Liệu có thể đấu được với Hạ Tưởng hay không? Nguyên Minh Lượng cũng hiểu rõ dụng ý của Phó Tiên Phong là không muốn Lý Hàm đối nghịch hoặc là tranh quyền với Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã, mà là muốn Lý Hàm tránh xa tầm mắt của Hạ Tưởng, để Lý Hàm trốn ở một nơi bí mật gần đó trợ giúp cho sự vận tác của thương mại Trường Cơ, không muốn diễn lại cảnh tượng đấu đá giống như Bạch Chiến Mặc, muốn tranh đấu ngoài sáng với Hạ Tưởng. Minh thương khó tránh, ám tiễn khó phòng, chưa chắc Hạ Tưởng đã biết rằng Lý Hàm là người của Phó Tiên Phong. Chưa chắc đã đề phòng các suy nghĩ chấp chính của Lý Hàm lại hoàn toàn nghiêng về phía thương mại Trường Cơ, phải tạo ra hiệu quả bất ngờ, làm cho Hạ Tưởng không hay biết gì. Tuy nhiên, dù sao thì hiện tại Hạ Tưởng cũng là bí thư quận ủy, là nhân vật số 1. Bất kể xuất phát từ góc độ nào thì Nguyên Minh Lượng cũng nên tự mình ra mặt để mời vị quan phụ mẫu như Hạ Tưởng ngồi xuống, ít nhất cũng tạo ra được cảm tình ở bên ngoài, cũng tỏ vẻ rằng y có đủ sự tôn trọng với một bí thư quận ủy như Hạ Tưởng. Nguyên Minh Lượng đúng lúc tiến lên nghênh đón Hạ Tưởng, đối với việc Hạ Tưởng đến đây thì y tỏ vẻ hoan nghênh và cảm tạ. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt nhiệt tình của Nguyên Minh Lượng, vẻ tươi cười nóng bỏng quá mức thì trong bụng lại nghĩ thầm rằng thật ra nếu Nguyên Minh Lượng mà theo nghiệp chính trị thì y cũng là một nhân vật rất giỏi, ít nhất y cũng có thiên phú về biểu diễn, hơn nữa lại còn rất biết chọn lựa thời cơ. Hạ Tưởng liền chủ động bắt tay với Nguyên Minh Lượng. Thành phố Yến trời đông giá lạnh, là người ở phương Nam. Vậy ông Nguyên có cảm thấy thích nghi với mùa đông phương Bắc không? Nguyên Minh Lượng nhanh nhẹn bắt lấy tay Hạ Tưởng. Đa tạ bí thư Hạ quan tâm, thật ra mùa đông phương Bắc so với phương Nam thì tốt hơn nhiều. Tuy rằng không khí ở bên ngoài thì lạnh lẽo hơn và khô hơn, nhưng không khí ở trong phòng thì lại ấm áp như mùa xuân. Tôi lại có điểm thích mùa đông phương Bắc, ha ha, về sau này hy vọng có thể hàng năm được trải qua mùa đông ấm áp ở phương Bắc như thế này. Hạ Tưởng cười ha ha. Việc kiến thiết của quận Hạ Mã vừa mới được bắt đầu, nếu ông Nguyên có tính toán đầu tư lâu dài ở quận Hạ Mã thì mùa đông của thành phố Yến cũng sẽ không thiếu được. Tôi cũng quen biết rất nhiều bạn bè ở phương Nam, bọn họ cũng rất thích được trải qua mùa đông ở phương Bắc. Lời nói của Hạ Tưởng lộ ra một ý rất trọng điểm, Nguyên Minh Lượng nghe xong khẽ mỉm cười nhưng trong lòng cũng hơi động. Lời nói vừa rồi của Hạ Tưởng là có ám chỉ hay chỉ là thuận miệng nói ra vậy? Với thân phận bí thư quận ủy như Hạ Tưởng thì chắc chắn sẽ luôn hy vọng các nhà đầu tư sẽ đầu tư lâu dài tại quận Hạ Mã, mà Hạ Tưởng nói như vậy dường như không tin vào y lắm, chẳng lẽ là y đang đa nghi. Nguyên Minh Lượng giơ tay chỉ ra một con thuyền nhỏ bên cạnh bờ sông Hạ Mã. Khách sạn đầy khách rồi, bọn họ vừa mới mở ra một loại thuyền dịch vụ, một dạng du thuyền có bàn tiệc rượu, rất đặc sắc. Hạ Tưởng đáp, đúng là rất mới lạ, vậy chúng ta cùng lên thuyền đi. Nguyên Minh Lượng và Hạ Tưởng dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đi lên chiếc du thuyền. Gọi là du thuyền nhưng thật ra là một con thuyền không lớn cũng không nhỏ, hình thức trang hoàng trang nhã, bên trong còn có lò sưởi, đúng là rất đặc sắc, rất có ý tưởng. Con thuyền dập dập rình rình, không gian bên trong thì không lớn nhưng có vẻ rất nghệ thuật.
Hạ Tưởng và Nguyên Minh Lượng ngồi đối diện nhau, sau khi nhân viên phục vụ đem đồ ăn đến đầy đủ, nói cho hai người biết rằng đã có thể chạy thuyền ra giữa sông để ăn cơm, trên thuyền cũng có thể giữ nhân viên ở lại để phục vụ hoặc là không cần giữ lại. Hai người cũng không lưu lại người, liền cho con thuyền nhanh chóng rời khỏi bờ sông, đi ra giữa sông. Mặt sông Hạ Mã kết lại thành một tầng băng mỏng, rất mỏng, khi thuyền di chuyển tầng băng vỡ ra tạo thành âm thanh và rung động lao sao. Hạ Tưởng liền cười. Hiện tại chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, nhưng cũng phải cẩn thận một chút chứ không thì lại lật thuyền. Người nói bất kể là có hàm ý gì hay không thì khó nói, nhưng người nghe thì lại có ý. Chương 674, mặt đối mặt. Thuyền không lớn, ở ngay giữa sông, có chút cảm giác sâu xa ít người hiểu, bởi vì xung quanh không hề có chiếc thuyền nào khác, hơn nữa không gian trong thuyền hơi chật hẹp không tiện chuyển động, cũng may trong thuyền được thiết kế cũng không tệ, thoải mái mà ấm áp. Hạ Tưởng liền ngã người dựa vào thành ghế, cùng nói chuyện với Nguyên Minh Lượng. Nguyên Minh Lượng vẻ mặt mỉm cười, cố sức tỏ ra vẻ vừa nhiệt thành lại có sự tự tôn đúng mức. Thân là nhà đầu tư lớn nhất quận Hạ Mã, về lý sẽ là người được nhân vật số một trong đảng chính quận Hạ Mã hoan nghênh nhất, đồng thời cũng cần được tôn trọng và trọng đãi thích hợp. Cười thì cười, câu nói, cùng một chiếc thuyền của Hạ Tưởng vừa rồi vẫn khiến Nguyên Minh Lượng trong lòng hoảng sợ. Vừa đúng lúc trên sông thổi đến một luồng gió lạnh, y lại ngồi ngay chỗ cửa sổ mở liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hạ Tưởng là có ý gì? Cái gì gọi là ngồi cùng một thuyền? Đương nhiên Nguyên Minh Lượng rất muốn đem lời nói của Hạ Tưởng xem là một câu nói vô tâm, bởi vì lúc này hai người quả thật đang ngồi chung một thuyền. Nhưng Nguyên Minh Lượng có tính đa nghi bẩm sinh, lại bởi vì trong lòng cất giấu một bí mật to lớn nên khó tránh khỏi đa nghi. Y vốn định tự khuyên mình không nên nghi ngờ lung tung nhưng nghĩ tới thủ đoạn của Hạ Tưởng, trong lòng lại không khỏi suy đoán lung tung, chẳng lẽ Hạ Tưởng đã nhận ra điều gì? Không thể nào, theo như lời Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng có thông minh đi nữa cũng không phải toàn tài, có lẽ hắn có tài về đấu tranh chính trị, thêu dệt mạng lưới quan hệ hắn cũng có thủ đoạn hơn người nhưng chính trị là chính trị, kinh tế là kinh tế, không thể hoàn toàn nhập lại làm một mà nói. Có đôi khi, sự tình trên kinh tế càng khó thao túng. Cũng cần phải có tầm mắt nhìn xa trông rộng nữa, đồng thời cũng không phải chỉ cần có thủ đoạn là có thể thành công, còn phải xem ai có thể tìm đúng bối cảnh thị trường. Cho dù là bí thư thành ủy, bí thư tỉnh ủy cũng không thể thao túng thị trường, không thể gây mây mưa thất thường trong con nước lớn thị trường, nếu không thì sẽ không có thành phố nghèo, tỉnh nghèo nữa. Chính trị là không thể thay đổi được kết cấu và hoạt động bình thường của kinh tế. Tất cả quốc gia trên thế giới đều có chính trị gia nhưng không phải tất cả quốc gia đều có nhà kinh tế học, đều có nhà doanh nghiệp nổi tiếng. Tầm mắt của chính trị gia rất dễ bị hạn chế bởi cấp bậc bản thân và giới hạn của khu vực, như bí thư quận ủy không có tầm mắt nắm giữ bao quát như bí thư thành ủy, mà bí thư thành ủy lại không có khí thế chỉ điểm toàn bộ tỉnh của bí thư tỉnh ủy. Trái lo phải nghĩ một hồi, Nguyên Minh Lượng lại yên lòng, cảm thấy mình đang là thần hồn nát thần tính. Hạ Tưởng nhiều lắm chỉ là một chàng thanh niên 29 tuổi, là một bí thư quận ủy cấp bậc không cao, sao hắn có thể có tầm mắt vượt qua thành phố Yến. Nguyên Minh Lượng cười thầm, luôn tự mình dọa mình, sao lại có thể bị một câu nói đùa của Hạ Tưởng hù dọa tới mức kinh hồn bạt vía cả buổi. Đúng là càng sống càng thoái lui, dù gì cũng đã sống hơn nửa đời người rồi, sao có thể bị một chàng thanh niên nhỏ hơn mình một nửa số tuổi làm cho hết hồn hê vía. Cũng may Hạ Tưởng sau khi nói xong lại xem như không có việc gì xảy ra rồi thảo luận về sự thích thú trên nhà hàng nổi, khiến cho Nguyên Minh Lượng hoàn toàn yên tâm. Nhà hàng nổi có chút thú vị chính là mùa đông ở trên du thuyền ăn cơm phí tổn hơi nhiều một chút. Một chiếc tàu thế này phải có hệ thống sưởi, phải có phòng, sửa chữa lại ít nhất cũng phải tốn 30 ngàn, sửa hết 10 chiếc thì là 300 ngàn. Một bữa cơm tính theo giờ, du thuyền nhà hàng tới mùa hè là mùa đông khách. Cần phải có mức tiêu phí thấp nhất mới có thể có lời. Hạ Tưởng đã nhạy bén nắm bắt được cảm xúc dao động của Nguyên Minh Lượng từ sự thay đổi vẻ mặt của y, trong lòng cười thầm và cũng không tiếp tục dò xét y mà là kịp thời chuyển đề tài. Tuy nhiên theo tôi phỏng chừng, đến mùa hè, một chiếc du thuyền nhà hàng phải có mức chi tiêu thấp nhất cũng phải là 500 tệ mới được. Quận Hạ Mã về sau sẽ vì sông Hạ Mã mà sẽ xuất hiện nhiều điều mới lạ, cùng với số người tràn vào quận Hạ Mã càng ngày càng đông. Quận Hạ Mã sẽ trở thành một quận có vật giá cao nhất trong thành phố Yến. Lời nói Hạ Tưởng không phải là bắn tên không đích mà là mượn du thuyền nhà hàng để đề cập vật giá leo thang, từ đó từ từ dẫn dắt ý nghĩ của Nguyên Minh Lượng tới gần thị trường bất động sản. Hắn cũng biết Nguyên Minh Lượng mời hắn ăn cơm,
mặt ngoài là gắn kết tình cảm, trên thực tế là có liên quan đến chính sách của quận Hạ Mã vào năm sau. Chính sách đã được lập định từ trước Tết Nguyên đán, nhưng chính sách là chính sách, cụ thể có được thiết thực chấp hành hay không thì phải xem quyết tâm của bí thư quận ủy hắn đây có được bao nhiêu. Với mức thu nhập trung bình của cư dân thành phố Yến, 500 tệ một bữa cơm có phải quá mắc hay không? Nguyên Minh Lượng thử thăm dò hỏi, y cũng biết hiện tại cư dân thành phố Yến thu nhập bình quân hàng tháng chỉ khoảng 1.000 tệ. Thành phố Yến là một thành thị tiềm tàng dân giàu có, rất nhiều người nhìn qua thì ăn mặc bình thường, đồ dùng cũng bình thường nhưng trên thực tế lại hoàn toàn là người có tiền. Hạ Tường thấy nồi lẩu đã sôi liền gắp một ít thịt thả vào, vừa đảo vừa nói. Có một số địa phương nhìn qua rất giàu sang, trên thực tế trong tay dân chúng không có được bao nhiêu tiền. Có một số địa phương nhìn qua hơi nghèo nàn, ví dụ như không có nhà cao cửa rộng, không có ô tô sang trọng, nhưng trên thực tế trong tay người dân đều có tiền dư dả. Quan niệm tiêu dùng không giống nhau dẫn đến hình tượng bên ngoài có khác biệt to lớn, có một số người ở địa phương thích che giấu sự giàu có một số người ở địa phương thích phơi bày sự giàu có. Thành phố Yến là một thành thị khiêm tốn, bởi vì người thành phố Yến là một đám người khiêm tốn. Hạ Tưởng cũng thấy qua những người ở các nơi có phong tục và tập quán khác nhau, có người ở một số nơi vừa ra khỏi cửa thì ăn mặc sang trọng, trang phục trang sức cực kỳ tinh xảo, hơn nữa trên người đều là hàng hiệu, nhưng trên thực tế nếu tới nhà anh ta sẽ phát hiện trong nhà lung tung lộn xộn, chẳng những vừa bẩn vừa lộn xộn, hơn nữa không có món đồ nào đáng giá, có thể nói gần như toàn bộ gia sản đều mặc ở trên người, chỉ trói lọi ở bên ngoài mà thôi. Còn có người ở một số nơi có lẽ nhìn qua rất đỗi bình thường, mặc quần áo cũng không cầu kỳ nhưng trong nhà lại là vô cùng xa hoa, thậm chí có thể dùng trang hoàng lộng lẫy để hình dung. Thổ nhưỡng thế nào thì nuôi người thế đó, người thành phố Yến bình thường về nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại từ trước đến nay đều rất tiết kiệm, không quá chú trọng, nhưng khi mua những món đồ lớn ví dụ như mua nhà ở, lúc kết hôn đều ra tay rất xa xỉ, bởi vì bình thường khoản tiền tiết kiệm dư dả, gặp chuyện lớn thì rất hào phóng. Nếu bình thường quen tiêu xài phung phí thì khi có việc cũng không còn tiền để dùng. Điểm đặc sắc của người thành phố Yến là không thích ăn mặc, không thích hàng hiệu nhưng thích ăn chơi, bởi vậy quán ăn ở thành phố Yến vô cùng thịnh vượng. Cùng phát triển đồng thời với quán ăn là phòng tắm hơi, thời điểm hưng thịnh nhất thì tất cả phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố Yến phân bố rất nhiều trung tâm tắm hơi lớn nhỏ, gần như trở thành một cảnh tượng của thành phố Yến. Ngay lúc đó thị trưởng thành phố Yến thậm chí muốn biến thành phố Yến thành thủ đô tắm hơi của Trung Quốc. Sau lại vì trung tâm tắm hơi có quá nhiều khu vực đèn mờ nên sau khi Bắc Kinh đóng cửa khu vui chơi giải trí quy mô lớn nào đó, thì việc thành phố Yến đề nghị tạo ra thủ đô tắm hơi cũng liền như bào thai chết từ trong bụng, không giải quyết được gì. Tuy nhiên mặc dù như thế, khí thế xa hoa, cao cấp của trung tâm tắm hơi ở thành phố Yến vẫn là đứng đầu toàn quốc. Hạ Tưởng kiếp trước cũng đi qua rất nhiều địa phương trong cả nước, bất kể là thành thị phía Nam phát đạt, hay là ở Bắc Kinh, hoặc là tỉnh lân gần đó, thì trung tâm tắm hơi những nơi đó mà đem so với trung tâm tắm hơi ở thành phố Yến là không thể sánh nổi, cho dù là mức độ sang trọng hay là chất lượng phục vụ đều có mức chênh lệch to lớn. Tuy rằng không thể nói thành phố Yến là thành thị đặc biệt tiềm tàng dân giàu, nhưng cư dân thành phố Yến có khả năng chịu đựng lớn. Đợi đến đời sau khi giá nhà tăng lên đến hơn 5.000 một m2, lúc ấy cư dân thành phố Yến thu nhập hàng tháng cũng chỉ khoảng 2.000 tệ nhưng mức tiêu thụ bất động sản ở thành phố Yến vẫn gia tăng trong ổn định. Thành phố Yến không phải thành phố du lịch, lại không phải là thành phố nhỏ thích hợp dưỡng già, có rất ít người ngoài vùng vào mua, trên cơ bản đều là người tiêu dùng bản địa mua lại. Một câu, tiềm tàng dân giàu, của Hạ Tưởng khiến trong lòng Nguyên Minh Lượng vui sướng, y không ngại xa ngàn dặm đến thành phố Yến. Không chỉ để ý nguồn tài nguyên chính trị của Phó Tiên Phong, cùng với sự tiềm tàng giàu có và sự khiêm tốn của người dân thành phố Yến, đương nhiên cũng là vì sự khởi công xây dựng của quận Hạ Mã có thể mang đến sự bùng nổ tăng vọt của thị trường bất động sản. Nguyên Minh Lượng đã nghiên cứu qua, đây là một thành thị thiếu nước, dân thành phố đặc biệt khao khát sự ẩm ướt. Công trình bộ mặt không hoàn thiện của thành phố Yến là sông Bách Tính hiện tại tuy trở thành con kênh thối nhưng dọc hai bên sông Bách Tính lại dựng lên không ít công viên và khu chung cư. Công viên thì khoan hãy nói, các khu chung cư đều bởi vì có sông Bách Tính, chẳng những đặt một số tên hơi khoa trương như là Thủy Vân Gian, Dương Quang Thủy Ngạn, Thủy Tạ Hoa Đô v.v. hơn nữa thị trường tiêu thụ cực tốt, kiếm được bộn tiền. Dù rằng sau này sông Bách Tính nào là tắt nước, nào là trở thành nước cống, nào là trở thành chỗ nuôi muỗi vào mùa hè, các khu chung cư hai bên đều trở thành trò cười,
cho nên Thủy Vân Gian bị người ta đặt là Bụi Bẩn Gian, cái gọi là Dương Quang Thủy Ngạn bị đổi thành Ống Cống Dương Quang, còn Thủy Tạ Hoa Đô cũng bị mọi người châm chọc là nước thối hoa tàn. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhà đầu tư phát triển vào lúc ấy cũng đã kiếm đủ tiền. Sông Hạ Mã so với sông Bách Tính thì khác một trời một vực. Sông Hạ Mã nước sông mênh mông cuồn cuộn, rộng trên 100 mét, dài trên 100 cây em, hoàn toàn có khí thế của một con sông nhỏ, hoàn toàn có thể trở thành một vành đai xanh ở một thành phố phương Bắc khô hạn như thành phố Yến. Vành đai xanh chính là vành đai kinh tế, nhất là duy nhất chỉ có quận Hạ Mã có sông Hạ Mã, khẳng định có thể mượn lợi thế của sông Hạ Mã nhảy vọt trở thành một quận mới có sức sống và tiềm lực giàu có nhất của thành phố Yến. Cũng sẽ trở thành mồi lửa châm nóng thị trường bất động sản thành phố Yến. Dương Quang Thủy Ngạn và Thủy Vân Gian thật sự chỉ có tại hai bên sông Hạ Mã, muốn không phát đạt cũng khó. Hơn nữa trong Tết Nguyên Minh Lượng đã tới Bắc Kinh một chuyến, cũng ngầm dò hỏi thị trường bất động sản Bắc Kinh, ngay cả đến Bắc Kinh cũng không có được dòng sông rộng lớn hùng mạnh như ở sông Hạ Mã. Có thể nói toàn bộ tỉnh Yến tính cả Bắc Kinh trong đó, sông Hạ Mã là một con sông nằm trong thành phố lớn nhất. Nguyên Minh Lượng ở lại Bắc Kinh vài ngày, càng thêm kiên định lòng tin phải tỉ mỉ bố cục ở quận Hạ Mã. Đồng thời, y lại làm việc với Phó Tiên Phong, ở Bắc Kinh triển khai một loạt công tác, gặp mặt, bàn bạc, hợp tác và đàm phán, tóm lại khiến cho nền móng của y làm cho vững chắc hơn, cũng khiến y hiểu biết thêm về thực lực chính trị hùng hậu và mạng lưới quan hệ thâm hậu của Phó Tiên Phong ở Bắc Kinh. Nguyên Minh Lượng về thành phố Yến sớm hơn Hạ Tưởng một ngày, y hỏi thăm trước và biết hôm nay Hạ Tưởng trực ban, cũng thấy nhà hàng nổi mới mở ở sông Hạ Mã liền cố ý mời Hạ Tưởng họp mặt. Tính toán thời gian thì cũng nên cùng Hạ Tưởng mặt đối mặt lần nữa. Mặt đối mặt chưa chắc có thể đạt được hiệu quả mong muốn, nhưng không mặt đối mặt thì nhất định không có cơ hội đạt tới hiệu quả. Nguyên Minh Lượng vớt một miếng thịt dê, chấm chút nước chấm, đưa vào miệng. Cũng được, mùi vị cũng khá, hẳn là thịt dê của nội Mông Cổ. Y lại gắp thêm một miếng đậu hủ. Dân thành phố Yến thích ăn uống tôi hoàn toàn hiểu thấu, chính là thời gian gần đây ở quận Hạ Mã. Quán ăn mới mở không có tới 100 cũng có vài chục căn, tỷ lệ sống sót rất cao, có một số quán ăn nhìn qua có cấp bậc không có đặc sắc cũng có thể sống sót, chứng minh, dân dĩ thực vi thiên, dân coi cái ăn bằng trời, là một đạo lý không thể bàn cãi. Tuy nhiên Bí Thư Hạ nói thành phố Yến là một thành phố tiềm tàng sự giàu có, tôi đến thành phố Yến thời gian còn ngắn, cảm thấy người dân thành phố Yến thích ăn ham chơi, những mặt khác thật sự vẫn chưa thấy được người dân thành phố Yến có tiền dư dã trong tay. Đã đến lúc thăm dò rồi. Hạ Tưởng biết rằng Nguyên Minh Lượng sớm muộn gì sẽ dẫn đề tài tới việc giá nhà gia tăng và năng lực chịu đựng của người dân, cũng là muốn mượn cớ để thăm dò ý tứ của hắn. Hạ Tưởng liền ha hả cười. Dân thành phố Yến khá thờ ơ đối với hàng hiệu, cho nên tại thành phố Yến không có trung tâm thương mại quá cao cấp, có một cửa hàng thời trang hàng hiệu mở một thời gian cũng đóng cửa, chứng minh con người thành phố Yến đều thuộc loại tính cách khiêm tốn thiết thực. Tuy nhiên người dân ở thành phố Yến bình thường đều tiết kiệm, hầu hết đều có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, vẫn là có một khả năng mua sắm nhất định. Ha ha! Nguyên Minh Lượng bật cười ha hả, tiếp tục vừa ăn vừa nói. Không dối gạt Bí Thư Hạ, tôi vừa mới mua một căn biệt thự, hiện tại đang muốn bán ra, giá nhà tăng không ít, hiện tại bán ra có thể kiếm được khoản nhỏ. Hạ Tưởng thấy Nguyên Minh Lượng đã nhập đề, cũng liền cười nói. Tôi nghĩ ông Nguyên đây không đến mức để ý chút tiền ít ỏi này, chủ yếu là nếu bây giờ ông bán đi căn nhà rồi đi mua lại căn mới cũng không có lời. Hơn nữa căn cứ vào tốc độ giá nhà tăng cao, sang năm còn tiến thêm một bước khống chế đất, giá nhà hẳn là còn có thể. Hạ Tưởng làm bộ nói lỡ lời, phất tay tự giễu mà cười. Ăn cơm, đừng nói nữa, hương vị lẩu của nhà hàng này cũng được, có thể đem so với Tiểu Phì Dương. Nguyên Minh Lượng là người lão luyện. Tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nói về đề tài mới rồi, cũng liền tiếp lời Hạ Tưởng. Nguyên liệu của Tiểu Phì Dương cũng khá, chỉ là quá nhiều dầu mỡ, ăn vào dễ bị tiêu chảy, nguyên liệu của lẩu nên thanh đạm một chút mới tốt, bây giờ người ta ăn đồ gì cũng quá nhiều chất béo, không có lợi cho sức khỏe. Hạ Tưởng mỉm cười, bỗng nhiên như nghĩ ra gì đó, liền hỏi. Sân gôn của thương mại Trường Cơ khi nào thì bắt đầu khởi công? Quận Hạ Mã chỉ có một sân gôn của tập đoàn Đạt Tài, không đủ thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Nếu sân gôn bên thương mại Trường Cơ có thể khởi công, tôi cam đoan quận ủy và ủy ban nhân dân quận sẽ chiếu cố đến tất cả các khía cạnh. Nguyên Minh Lượng cũng không nghĩ đến Hạ Tưởng đột nhiên giữa chừng lại nhắc tới vấn đề sân gôn. Nói thật,
y gần như đã quên mất khu đất sân gôn, dù gì thì cũng đã tốn mấy trăm triệu nhưng hiện tại đất tăng giá, y cũng không cảm thấy là lãng phí, ngồi chờ tăng giá cũng tốt. Hạ Tưởng thình lình nhắc tới, tay y vừa định giơ chén rượu lên lại từ từ buông xuống. Không dối gạt lãnh đạo, hôm nay tôi mời ngài ăn cơm chính là muốn nói về vấn đề đất sân gôn. Nguyên Minh Lượng phản ứng cũng khá nhanh, trong nháy mắt đã nghĩ ra sách lược đối đáp lại. Thương mại Trường Cơ quyết định đầu tư siêu thị cỡ lớn ở quận Hạ Mã, kế hoạch sân gôn sẽ tạm thời gác lại. Hạ Tưởng đối với quyết định của Nguyên Minh Lượng từ chối cho ý kiến, lại hỏi. Cụ thể có kế hoạch gì, nói nghe thử. Quận Hạ Mã là quận mới, các cơ sở hạ tầng còn chưa hoàn thiện lắm, sân gôn là nơi chi tiêu cao cấp. Trong khoảng thời gian ngắn quận Hạ Mã vẫn chưa thể hình thành thị trường tiêu dùng cao cấp, nhưng siêu thị lại là công trình cần thiết cho nơi đông người. Tôi quyết định đem đất sân gôn vốn có sửa thành siêu thị cỡ lớn, chuẩn bị năm sau thì đưa lên Ủy ban Nhân dân quận xin lập dự án. Nguyên tắc của tôi là không can thiệp vào ý tưởng kinh doanh của doanh nghiệp, đầu tư siêu thị cũng là một ý tưởng không tồi, tôi không có ý kiến. Hạ Tưởng bày tỏ thái độ. Hắn đối với cách nói thay đổi kế hoạch muốn đầu tư siêu thị của Nguyên Minh Lượng cũng không ôm hy vọng gì nhiều, cho rằng Nguyên Minh Lượng cũng chỉ là lại ra một đòn gió nữa mà thôi. Công việc cụ thể ông trực tiếp tìm đồng chí Lý Hàm Thương Lượng, đơn xin phê duyệt và lập dự án đều là công việc bên chính quyền. Điều này thì tôi rõ, đơn xin phê duyệt và lập dự án là chuyện nhỏ, tôi chủ yếu là muốn mời Bí Thư Hạ phát biểu một chút ý kiến chỉ đạo, phân tích một cách khách quan về triển vọng thị trường siêu thị. Nguyên Minh Lượng lại lần nữa nâng ly rượu lên, kính Hạ Tưởng một ly, đồng thời không để lỡ cơ hội nịnh bợ một chút. Sớm đã nghe qua Bí Thư Hạ có tầm mắt hơn người, có thể nắm bắt chuẩn xác mạch đập thị trường, xin được lãnh đạo chỉ điểm. Lấy siêu thị để nói bóng nói gió về dự đoán của hắn đối với thị trường bất động sản quận Hạ Mã, Nguyên Minh Lượng thật đúng là một người có cơ mưu khắp mọi mặt. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi cùng Nguyên Minh Lượng nhẹ nhàng cũng ly, rồi nói. Theo dự tính lạc quan, quận Hạ Mã năm 2004 sẽ có 50-100.000 người tràn vào, có hơn 20 khu chung cư xây dựng hoàn tất, có thể bố trí việc làm cho hơn 50.000 người, cộng thêm việc lần lượt bắt đầu tái định cư và những người mua nhà ở quận Hạ Mã. Đến cuối năm 2004, nhân khẩu sống ở quận Hạ Mã sẽ vượt mức 200.000 người. Bình thường mà nói, một khu tập trung 50.000 người thì có thể khiến một siêu thị cỡ lớn có lời. Quận Hạ Mã ở năm 2004 cần 4-5 căn siêu thị cỡ lớn, đương nhiên đây chỉ là dự đoán chung chung, là dựa theo tiến triển bình thường mà tính thôi. Nếu thị trường bất động sản phát triển như hình thức giếng phun, nói không chừng đến cuối năm quận Hạ Mã sẽ vượt qua 300.000 người, đến lúc đó đừng nói ông đầu tư một căn siêu thị cỡ lớn, trực tiếp khởi công hai siêu thị cũng cam đoan có thể kiếm lời. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng nếu Nguyên Minh Lượng đặc biệt quan tâm đến dự đoán của hắn đối với thị trường bất động sản quận Hạ Mã, thì hắn sẽ cho y một triển vọng lạc quan to lớn, cũng tiện thể khiến y tiếp tục giữ vững lòng tin tiến quân vào bất động sản ở quận Hạ Mã. Thấy Nguyên Minh Lượng ngầm lộ vẻ vui mừng, Hạ Tưởng đã làm người tốt thì làm tới cùng, liền theo đề tài siêu thị mà nói tới cùng, khiến cho Nguyên Minh Lượng hoàn toàn yên lòng, không để y hoài nghi mình nhìn ra bất cứ ý đồ gì của y. Tôi có một người bạn là Phùng Húc Quang, chính là người sáng lập siêu thị Giai Gia, cũng chuẩn bị tiến quân vào thị trường siêu thị quận Hạ Mã. Ha ha, tôi phải nhắc nhở ông một câu, Phùng Húc Quang có tầm mắt có quyết đoán, hơn nữa siêu thị Giai Gia đã rất thành công, nếu anh ấy thực sự tiến quân vào quận Hạ Mã sẽ tạo nên khó khăn không nhỏ đối với kế hoạch siêu thị của ông. Nguyên Minh Lượng gật đầu cười. Đa tạ Bí Thư Hạ nhắc nhở, tôi biết rõ phải làm gì, muốn làm thì phải mau chóng khởi công. Không thể rớt lại phía sau, rót lại phía sau sẽ bị đánh bại. Hạ Tưởng cũng gật đầu cười. Không chỉ siêu thị, nhà đầu tư khai thác bất động sản cũng như thế, đất ở quận Hạ Mã có hạn, suy xét từ việc khống chế bành trướng, bước tiếp theo sẽ thắt chặt đất đai, nhà đầu tư khai thác giai đoạn đầu đều có thể kiếm lợi nhuận, người đến sau, sẽ phải trả giá cao hơn tốn nhiều phí tổn hơn. Tuy nhiên một hậu quả không tốt khi thắt chặt đất đai là sẽ trực tiếp làm cho giá nhà tăng lên. Nhưng kinh tế thị trường chính là như thế, quận ủy và ủy ban nhân dân quận cũng không tiện trực tiếp can thiệp. Chương 675, bắt đầu. Một câu cuối cùng của Hạ Tưởng đối với Nguyên Minh Lượng mà nói là thu hoạch lớn nhất trong buổi gặp hôm nay, tương đương là Hạ Tưởng đúng như mong muốn của y, bị y kéo đi một vòng rốt cục cũng nói ra lập trường về giá nhà tăng cao. Rất rõ ràng, Hạ Tưởng biết rõ giá nhà sẽ tăng,
nhưng vẫn giữ thái độ khoan nhượng và cũng giống như hầu hết các cán bộ trong nước, không có sách lược ứng phó gì hết. Hoặc nói, căn bản sẽ không nghĩ cách ứng phó. Ai cũng không ngốc, cần gì phải chèn ép giá nhà. Giá nhà tăng, đất tăng, chính phủ có thể chỉ cần trông vào đất bán ra là hưởng thụ sự gia tăng nhanh chóng của GDP, cho dù là uống rượu độc giải khát, về sau chắc chắn sẽ có lúc không thể kiểm soát nhưng bọn quan viên đều là thà bị độc chết chứ không chịu bị chết khát, bởi vì sau này là sau này, hiện tại là hiện tại, ai cũng sẽ không nghĩ đến việc xa xôi như vậy. Cũng giống như phần đông tham quan, biết rõ tham ô nhận hối lộ không đúng, biết rõ chỉ cần tham ô là có khả năng bị bắt nhưng ai ai cũng tham. Vì sao? Chính là vì thà chết vì tham ô chứ không muốn sống liêm khiết, hoặc nói thông tục hơn là thà chết trong đống tiền còn hơn sống trong bần cùng. Sau bữa cơm trưa, Hạ Tưởng và Nguyên Minh Lượng vẫy tay cáo biệt, hắn đã không để Nguyên Minh Lượng đưa hắn quay về quận ủy, cũng không cho tài xế tới đón mà đi bộ về quận ủy. Quận ủy cách khoảng 500 mét, Hạ Tưởng đi được hơn 10 phút, hắn vừa đi vừa nhìn ngắm, mặc dù lúc này thời tiết lạnh cóng nhưng vẫn đang có rất nhiều công trường còn đang thi công. Trên cơ bản, sau mùng 5 phần lớn công trường đều bắt đầu khởi công, rất nhiều công nhân ở phía Nam năm mới không về nhà mà ở lại quận Hạ Mã. Hạ Tưởng đặc biệt sắp xếp Phó Hiểu Bân và Thi Trường Nhạc tiến hành thăm hỏi các anh em công nhân vẫn đang duy trì cương vị công tác, và nhờ họ truyền đạt lời chúc phúc của hắn. Hạ Tưởng đứng trên một gò đất, nhìn ra toàn bộ quận Hạ Mã, trong lòng tràn ngập lòng hăng hái. Vô số tòa cao ốc mọc lên, vô số công trường sục sôi ngất trời. Thời tiết lạnh giá nhưng không làm rét lạnh được lòng hăng hái hướng về phía trước của nhóm công nhân, quận Hạ Mã đang ở tốc độ thay đổi từng ngày cho người đời thấy. Vi hữu hy sinh đa tráng trí, cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên, câu thơ của Mao Chủ tịch. Quận Hạ Mã năm 2004 là một năm đặt nền tảng toàn diện, hy vọng không chỉ ở trên kinh tế có được thu hoạch, trên chính trị cũng có thể duy trì một cục diện chính trị yên ổn đoàn kết mới tốt. Đương nhiên, nếu không có Nguyên Minh Lượng trốn ở chỗ tối thì tốt biết bao, toàn quận Hạ Mã sẽ vững vàng, yên ổn, chỉ có điều bất cứ một địa phương phồn thịnh phát đạt nào luôn dẫn dụ những ong bướm có ý đồ kiếm lợi ùn ùn kéo đến. Hạ Tưởng nghĩ đến cuộc gặp mặt giữa Nguyên Minh Lượng và Triệu Tuyền Tân, trong lòng luôn có một tia lo lắng, chỉ sợ quận Hạ Mã năm sau sẽ bởi vì việc thay đổi nhân sự của tỉnh Yến, cục diện chính trị thành phố Yến điều chỉnh cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Chờ đợi xem thế nào đã. Tuy rằng chưa chắc là xe đến trước núi ắt có đường nhưng sự việc là do con người làm ra, luôn luôn có thể linh động xoay chuyển. Buổi chiều không có chuyện gì, Hạ Tưởng và Phó Hiểu Bân, Kim Hồng Tâm ngồi lại một lát rồi mạnh ai nấy tự về nhà. Về đến nhà, vừa vào cửa, không ngờ gặp được Lam Miệt và Phương Cách. Hôn lễ của Phương Cách và Lam Miệt là vào mùng 2, ngay trong đêm hai người đã bay ra nước ngoài du lịch đi hưởng tuần trăng mật. Hạ Tưởng còn tưởng rằng phải qua 15 họ mới quay về, không ngờ còn khá chuyên nghiệp, trở về sớm để đi làm. Tuy nhiên xem vẻ mặt hí hửng của Phương Cách, Hạ Tưởng liền đoán biết là đã xảy ra bất ngờ nhỏ. Quả nhiên, Lam Miệt còn chưa nói được mấy câu với Tào Thù Lê liền cảm thấy buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh. Hạ Tưởng rất thả lỏng ở trước mặt Phương Cách, tuyệt không có ý thức của một bí thư quận ủy, cười giơ tay đánh Phương Cách một quyền. Chả trách Lam Miệt vội vã đòi kết hôn sớm, hóa ra anh đã trúng chiêu. Phương Cách cười ha hả. Tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, rõ ràng là đã tính đúng kỳ an toàn mới lớn mật thử một lần, không ngờ vẫn bị trúng chiêu. Lam Miệt luôn luôn cẩn thận, không ở kỳ an toàn đều bắt tôi dùng biện pháp phòng ngừa. Lại lắc đầu. Lòng của phụ nữ như kim đáy biển, thật khó đoán. Cô ta mang thai cũng không nói cho tôi biết, liền thúc giục tôi kết hôn. Sau khi kết hôn mới nói cho tôi biết, nếu chẳng may tôi không đồng ý với cô ta sẽ bỏ đứa bé, anh nói có đáng sợ hay không? Hai người ở cùng nhau đã lâu như vậy, có chuyện gì sao không thể cùng nhau bàn bạc, sao cứ phải đoán tới đoán lui thử đi thử lại? Giữa nam và nữ chính là một người thích ra đề tài để người kia đi suy đoán, anh đoán càng đúng cô ta cảm thấy anh càng yêu cô ta. Hạ Tưởng tràn đầy cảm xúc nói. Đừng cảm thấy phiền việc phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi, trời sinh ra các cô là như thế, cũng đành chịu. Thân là đàn ông, đối với phụ nữ phải rộng lượng một chút, một người đàn ông ngay cả sự phiền não của người phụ nữ của chính mình cũng không thể chấp nhận thì còn có tâm trí nào để quan tâm đến thiên hạ. Phương Cách trịnh trọng mà gật gật đầu. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, có thể khiến lãnh đạo cấp trên yêu thích đồng thời cũng khiến phụ nữ thích mới là lãnh đạo toàn năng, mới là thần tượng trong lòng tôi.
Nói thì hay nhưng Phương Cách vẫn chưa nói xong thì bắt đầu nháy mắt ra hiệu khiến cho Hạ Tưởng cảm giác y có chút dụng tâm bất lương, liền vừa giận vừa cười. Ít nói nhảm lại đi, làm nhiều việc thực tế hơn, Lam Miệt mang thai về sau cố mà chăm sóc tốt cho cô ấy, phụ nữ sau khi mang thai rất dễ nóng nảy, còn hay ngờ vực vô căn cứ, anh nên chú ý nhiều chút. Vừa dứt lời, Lam Miệt từ nhà vệ sinh đi ra, vừa lên là đánh một cú vào sau lưng Phương Cách. Đàn ông các anh đều là người xấu, thoải mái xong rồi như không có việc gì, chỉ có phụ nữ chúng em phải chịu tội. Ông trời ơi, phải mang thai 10 tháng, mới bắt đầu đã khó chịu vậy rồi, em phải làm thế nào bây giờ? Hạ Tưởng tuy đã là cha của ba đứa nhỏ nhưng đối với phản ứng của phụ nữ mang thai vẫn chưa có ấn tượng gì quá sâu, chủ yếu là Mai Hiểu Lâm từ khi mang thai đến khi sinh đứa nhỏ, hắn từ đầu đến cuối đều chẳng hay biết gì. Còn Liên Nhược Hạm khi mang thai, phản ứng khi bắt đầu cũng không rõ ràng, sau lại bay ra nước ngoài. Đương nhiên chủ yếu là Tào Thù Lê phản ứng khi có thai là nhẹ nhất, gần như là bụng cứ lặng yên mà to ra không một tiếng động, sau đó thì thuận lợi sinh con, Hạ Tưởng liền vô cùng thoải mái mà trở thành bố. Ba đứa con, hai trai một gái, mẹ của bọn nhỏ đều không cho Hạ Tưởng trải nghiệm phản ứng kịch liệt khi thai nghén, hôm nay Lam Miệt xem như khiến hắn hiểu biết thêm về sự chênh lệch giữa người với người quả nhiên rất lớn. Lam Miệt vừa mới mắng Phương Cách một câu, lại không kìm nổi nhanh chóng chạy về buồng vệ sinh, ói tới trời đất mù mịt. Hạ Tưởng liền bất đắc dĩ mà vỗ vỗ vào vai của Phương Cách. Tự bảo trọng đi, ai cũng có số mệnh, tự giải quyết cho tốt. Phương Cách tỏ vẻ mặt đau khổ. Vì sao tôi lại khổ thế này? Hạ Tưởng giả bộ thấu hiểu nói. Nghe nói nếu nhóm máu đứa nhỏ và mẹ hợp nhau thì phản ứng nhẹ, nếu cùng mẹ không hợp, thì phản ứng rất kịch liệt. Lời còn chưa dứt vẻ mặt Phương Cách liền biến sắc. Lãnh đạo anh ngàn vạn lần đừng làm tôi sợ, tôi rất nhát gan, đừng hù dọa tôi. Tuy rằng Lam Miệt tính tình nóng nảy nhưng tôi rất yêu cô ấy, không muốn cô ta làm càng làm ẩu. Sao vậy? Hạ Tưởng không hiểu Phương Cách nói cái gì. Tôi là nhóm máu B, Lam Miệt cũng là nhóm B, đứa nhỏ cũng phải là B mới đúng. Nếu đứa nhỏ không phải nhóm B có phải là nói Lam Miệt xảy ra vấn đề gì, cô ta cắm sừng tôi hay sao? Phương Cách vẻ mặt vô tội, buồn rười rượi. Anh đừng trêu đùa Phương Cách nữa, xem anh đã dọa cậu ấy thành bộ dạng gì rồi kìa. Tào Thù Lê không thể nghe tiếp, cười đánh Hạ Tưởng một cái, lại nói với Phương Cách. Ai nói với cậu cha mẹ nhóm B, thì đứa nhỏ nhất định là nhóm B. Cậu đừng tự nghi ngờ lung tung, có một bảng so sánh nhóm máu có thể xem qua. Hạ Tưởng ở một bên cao hứng mà cười to. Mấy người đừng có chán nản có được không? Một lời giải thích không thể hiểu rõ đâu, lại cũng không thể nắm bắt được trọng điểm của vấn đề. Phương Cách và Tào Thù Lê đều tỏ vẻ kinh ngạc. Trọng điểm của vấn đề là cái gì? Trọng điểm chính là vừa rồi tôi đã nói nhóm máu đứa nhỏ cùng người mẹ có phù hợp hay không, là điều kiện tiên quyết của việc phản ứng kịch hay không khi mang thai. Giả thiết này không thành lập, chính là sai lầm, cho dù dùng phương pháp gì đi chứng minh cách nói của tôi thì cuối cùng cho ra kết luận đều không có giá trị. Hạ Tưởng ha hả cười, ở trên chính trị lúc nào cũng có việc lãnh đạo cấp trên đưa ra một đề nghị sai lầm để cấp dưới đi chứng minh, kết quả cấp dưới cố gắng hết nửa ngày mới phát hiện bản thân mệnh đề mà lãnh đạo đưa ra đã sai sẵn rồi, tự dưng lãng phí thời gian và sức lực, có lẽ còn có khả năng kinh tế. Từ việc nhỏ giữa Phương Cách và Lam Miệt, sau khi Hạ Tưởng cười xong bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, nhớ tới chuyện qua lại giữa hắn và Nguyên Minh Lượng. Kỳ thật chính là dựa vào tiền đề mà một bên cho rằng bên kia sai lầm mà so chiêu với nhau. Vấn đề là, hắn biết động cơ của Nguyên Minh Lượng không biết ý nghĩ thật sự của hắn, nhưng vấn đề sâu xa là thật ra hắn cũng không hiểu rõ khẩu vị của Nguyên Minh Lượng là bao nhiêu. Khẩu vị lớn hay nhỏ sẽ quyết định nguồn tài chính mà Nguyên Minh Lượng đưa vào nhiều hay ít cùng với việc khi nào y sẽ quyết định rút vốn. Cho vào quá ít. Sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ không lớn đối với thị trường bất động sản ở quận Hạ Mã, đồng thời bên phía Hạ Tưởng đạt được lợi nhuận cũng ít, nếu rút vốn quá nhanh và đột ngột khiến Hạ Tưởng trở tay không kịp, cũng có khả năng khiến Nguyên Minh Lượng kiếm được chút lời, cuối cùng toàn thân rút lui. Xét đến cùng, song phương cùng chơi một trò chơi nguy hiểm so trí tuệ so kiên nhẫn, song phương đều cho rằng mình đúng, kỳ thật đều là căn cứ vào một tiền đề sai, chính là song phương đều cho rằng đã hoàn toàn hiểu rõ về đối phương. Trên thực tế Hạ Tưởng cẩn thận ngẫm lại, mức độ hiểu biết của hắn về Nguyên Minh Lượng tuyệt không nhiều hơn bao nhiêu so với việc Nguyên Minh Lượng hiểu về hắn.
cũng giống như Hạ Tưởng và Nguyên Minh Lượng mỗi người đều mang tâm tư riêng không thể để cho người khác biết, hai người đều biết sự tồn tại của đối phương, cũng đều có lòng đề phòng đối với đối phương, chuẩn bị cho đối phương một đòn chí mạng bất cứ lúc nào, âm thầm giấu sẵn vũ khí. Điểm bất đồng duy nhất chính là Nguyên Minh Lượng chỉ có phòng bị đối với Hạ Tưởng, y cũng biết Hạ Tưởng có thể cũng có cảnh giác đối với y không nghĩ rằng Hạ Tưởng biết y có súng. Hơn nữa một điểm mấu chốt là y không biết Hạ Tưởng chẳng những có súng mà còn có một khẩu súng lớn đã lên sẵn đạn. Nhưng Nguyên Minh Lượng cũng có ưu thế, y có ưu thế ở chỗ, Hạ Tưởng là bị động ứng chiến, đang chờ đợi thời cơ và Hạ Tưởng không biết Nguyên Minh Lượng khi nào sẽ đột nhiên nổ súng. Ngày hôm sau chính thức đi làm. Vừa vào làm, không gì khác là thăm hỏi, chúc Tết, quét dọn vệ sinh, thậm chí còn có người mua pháo đến muốn đốt, sau khi bị Hạ Tưởng phát hiện đúng lúc ngăn lại. Quận ủy đi làm đốt pháo thật đúng là nói hay mà nghe không hay. Một số doanh nghiệp chú trọng điều may mắn và khởi đầu tốt đẹp, mùng 8 khai trương đốt pháo chúc mừng là bình thường, đường đường là trụ sở quận ủy thì đốt cái gì mà đốt. Hạ Tưởng liền quyết định từ việc này mở một buổi hoạt động tư tưởng giáo dục, tăng cường tác phong cẩn thận, nghiêm túc trong công tác. Buổi chiều, Hạ Tưởng chủ trì mở cuộc họp hội nghị toàn thể, cũng ở trong cuộc họp làm một bài phát biểu quan trọng. Trước tiên Hạ Tưởng vấn an chúc Tết đến tất cả mọi người, sau đó là bài phát biểu động viên nhằm vào bước công tác tiếp theo, kêu gọi tất cả mọi người thu hồi tâm tư, năm mới đã qua, không nên lười nhác, phải đem tinh thần và nhiệt huyết đưa vào trong công tác, vì xây dựng nền kinh tế quận Hạ Mã hãy cống hiến toàn bộ sức lực. Bài phát biểu của Hạ Tưởng luôn ngắn gọn, bình thường khi hắn nói chuyện không vượt quá 5 phút, tiếp theo thì giao cho Lý Hàm phát biểu. Lý Hàm không giống Hạ Tưởng. Ông thích soạn sẵn bản thảo phát biểu, mỗi lần đều lấy ra bản thảo phát biểu, sau đó cứ theo đấy mà đọc ra. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ông ta lấy ra bài phát biểu dài 3 trang giấy, sau đó nói một đống lời khách sáo, như là tống cũng nghinh tân, vui mừng khôn xiết, xuân về trên đất nước v.v. Sau khi đọc hết khoảng một trang giấy ông ta mới bắt đầu nhập đề. Các đồng chí, công tác kinh tế của quận Hạ Mã năm nay rất nặng nề, nhiệm vụ rất gian khổ. Phải hoàn thành toàn bộ công trình hệ thống thủy lợi sông Hạ Mã, phải xây xong tòa cao ốc đầu tiên trong toàn thành phố, phải xây dựng trạm vào của đường cao tốc phía Bắc, phải khánh thành nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì. Mặt khác tập đoàn chúng đại cũng có ý đầu tư một cơ sở sản xuất điện gia dụng ở quận Hạ Mã và đang cùng Ủy ban Nhân dân quận bước đầu tiến hành thảo luận. Năm nay, là năm kiến thiết của quận Hạ Mã, là năm hot của quận Hạ Mã. Chúng ta phải dồn hết tất cả tinh thần và ý chí chiến đấu để cống hiến toàn bộ sức lực vào việc kiến thiết quận Hạ Mã. Hạ Tưởng cũng phải thừa nhận Lý Hàm tuy rằng đảm nhiệm chức chủ tịch quận không lâu, tuy rằng ông ta có truyền thống bảo thủ, nhưng ông ta làm việc nghiêm túc, thái độ nghiêm chỉnh, trên cơ bản làm việc gì xong việc đó rất rõ ràng, khiến cho Hạ Tưởng cũng coi trọng ông ta. Phải nói Lý Hàm ngoài việc cổ hủ, làm việc có chút cứng nhắc thì cũng là một chủ tịch quận xứng đáng với chức vụ. Xứng đáng với chức vụ nhưng không ý nghĩa là xuất sắc. Ở quận Hạ Mã, Hạ Tưởng cần chính là trợ thủ trẻ trung khỏe mạnh, cần chính là một chủ tịch quận có tinh thần tiên phong, nhưng hắn đã không có quyền lựa chọn chủ tịch quận, mà lại có biện pháp nuôi dưỡng lực lượng ở bên trong quận Hạ Mã, Trần Thiên Vũ chính là ứng cử viên tốt nhất. Sau cuộc họp, Hạ Tưởng thấy cũng không còn việc gì, vừa mới trở lại phòng làm việc ngồi xuống thì Trần Thiên Vũ liền gõ cửa tiến vào. Có thể đến báo cáo công tác sớm nhất. Trong lòng Hạ Tưởng liền xem Trần Thiên Vũ cao thêm một bậc. Trần Thiên Vũ vừa vào cửa trước tiên là cười và chào hỏi, nói vài câu vấn an thăm hỏi, sau đó ngồi xuống rồi liên tiếp tung ra mấy chuyện. Một là, nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì đã xin cho vay và chính sách ưu đãi với Ủy ban Nhân dân quận, hy vọng được Ủy ban Nhân dân quận nâng đỡ. Hai là, siêu thị Dai Gia để ý đến một mảnh đất, đề xuất xin Ủy ban Nhân dân quận lập dự án. Ba là, thương mại Trường Cơ muốn đem sân golf xây dựng lại thành siêu thị Trường Cơ, cũng đang chính thức đưa ra đơn xin. Bốn là, tập đoàn chúng đại đã bước đầu tiếp xúc với Ủy ban Nhân dân quận, cũng có ý đầu tư 100 triệu tệ vào quận Hạ Mã để xây dựng cơ sở linh kiện điện gia dụng, chủ yếu là sản xuất linh kiện cung ứng cho nhà máy điện gia dụng ở Bắc Kinh và Thiên Tân. Hai chuyện đầu đều đã được biết đến từ năm ngoái, Phùng Húc Quang hiện tại bắt tay khởi công dự án siêu thị ở quận Hạ Mã, cũng là ý nghĩ thích hợp. Mỗi một nhà doanh nghiệp tinh mắt đều ra tay từ sớm cho kịp, để tránh bị bỏ lại phía sau, nhưng Nguyên Minh Lượng ra tay quá nhanh, giữa trưa mới gặp ông ta, buổi chiều liền có đơn xin chuyển đổi, khiến trong lòng Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng, Nguyên Minh Lượng thật sự là một nhân vật lợi hại,
hành động cực nhanh, ý nghĩ rõ ràng, là một người có một không hai trong số các thương nhân mà hắn đã từng gặp. Nếu Hạ Tưởng biết Nguyên Minh Lượng vừa mới quyết định cải biến thành siêu thị Trường Cơ, sau khi chia tay với Hạ Tưởng mới mệnh lệnh cấp dưới lập tức đệ trình một phần đơn xin thì e là hắn sẽ càng kinh ngạc. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Nguyên Minh Lượng không có ý định đầu tư công thương nghiệp ở quận Hạ Mã, đầu tư vào siêu thị tuy rằng không nhiều gì mấy nhưng cũng coi như là một loại công thương nghiệp, chẳng lẽ nói Nguyên Minh Lượng đã thay đổi ý định? Không thể không nói, Nguyên Minh Lượng quả thật là một người rất khó đấu và rất khó để người ta thăm dò được nước cờ. Nếu siêu thị Trường Cơ thật sự đúng hạn khởi công thì ít nhất ở mặt ngoài sẽ mê hoặc được rất nhiều người, làm cho người ta không làm rõ được thương mại Trường Cơ đến quận Hạ Mã đầu tư rốt cuộc là muốn làm cái gì. Một siêu thị, cho dù là siêu thị cỡ lớn, nếu không tính giá đất thì 1 đến 200 triệu hẳn là có thể làm được, cũng không được xem là đầu tư lớn, so với lời hứa đầu tư 20 tỷ của thương mại Trường Cơ thì thật đúng là hạt cát trong sa mạc. Nếu tính luôn mảnh đất trước kia tổng cộng cũng chỉ trong khoảng 1 tỷ. Nói cách khác, nếu siêu thị Trường Cơ khởi công xây dựng, 20 tỷ đầu tư của thương mại Trường Cơ chỉ cụ thể thực hiện được khoảng 1 tỷ. Về phần cơ sở linh kiện điện gia dụng, Hạ Tưởng cười thầm, Trịnh Nghị ban đầu nói là đầu tư cơ sở điện gia dụng tại thành phố Yến, hiện tại chỉ chớp mắt lại biến thành cơ sở linh kiện, cũng coi như là rất biết tính toán, từ góc độ thương nghiệp thì là lựa chọn vô cùng lý trí và thông minh. Nếu cơ sở điện gia dụng ở quận Hạ Mã thì sợ là không có triển vọng, nhưng nếu là cơ sở linh kiện điện gia dụng nói không chừng còn có triển vọng thị trường tốt đẹp. Quận Hạ Mã cũng được, thành phố Yến cũng tốt, bởi vì cách Bắc Kinh và Thiên Tân quá gần, bình thường trước đây có rất ít cơ sở công nghiệp lớn thành công, Trịnh Nghị thay đổi ý nghĩ chứng minh sau lưng có người chỉ điểm, đồng thời cũng chứng minh một điều anh ta đã hạ quyết tâm phải ở lại thành phố Yến muốn theo đuổi cổ ngọc tới cùng. Hạ Tưởng gật gật đầu với Trần Thiên Vũ. Tỏ vẻ hắn đều đã biết, bỗng nhiên nhớ tới một điểm, lại nói. Thương mại Trường Cơ là trực tiếp đệ trình đơn xin với Nguyên Thanh hay là với Lý Hàm? Tạ Nguyên Thanh phụ trách đơn xin đất và lập dự án, trực tiếp trình đơn xin với y xem như phù hợp quy tắc, nếu bỏ qua Tạ Nguyên Thanh trực tiếp trình đơn cho Lý Hàm là biểu hiện không biết làm việc. Cho dù có quan hệ tốt với chủ tịch quận thì cũng phải tôn trọng ý kiến phân công quản lý của phó chủ tịch quận, ở trong quan trường điều kiêng kỵ nhất chính là vượt cấp. Trần Thiên Vũ ha hả cười. Thương mại Trường Cơ rất có ý tứ, vừa không đệ trình đơn xin cho Nguyên Thanh, lại không trực tiếp đệ trình cho chủ tịch quận Lý mà là trực tiếp tìm tôi. Tôi còn bảo bọn họ có việc phải tìm phó chủ tịch quận phân công quản lý trước, kết quả bọn họ nói đã đi tìm phó chủ tịch quận Tạ, phó chủ tịch quận Tạ không có ý kiến, còn nói là bảo bọn họ trực tiếp báo với tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi Nguyên Thanh là ông ta có thái độ gì. Dựa theo trình tự bình thường thì sau khi báo cáo đến tay Tạ Nguyên Thanh ký tên trước, sau đó viết ý kiến cụ thể lên đó hoặc là không có ý kiến, thông qua ông ta rồi chuyển tới tay Trần Thiên Vũ, sau khi Trần Thiên Vũ phê duyệt lại chuyển tới tay Lý Hàm, sau khi Lý Hàm phê duyệt, cuối cùng mới chuyển tới tay Hạ Tưởng, do Hạ Tưởng định đoạt. Bình thường nếu phía trước đều là ý kiến khẳng định, Hạ Tưởng chắc chắn sẽ không ngăn trở trừ phi có chỗ sơ suất quan trọng. Tạ Nguyên Thanh trực tiếp cho qua mà không quan tâm, bảo Thương mại Trường Cơ tìm đến Trần Thiên Vũ, chẳng lẽ là Tạ Nguyên Thanh có ý tưởng gì sao? Chương 676, nhanh chân bước. Trần Thiên Vũ nhìn ra sự nghi vấn của Hạ Tưởng, vội giải thích. Lúc đó tôi liền gọi điện cho Nguyên Thanh, cũng không nghe ra anh ta có gì lạ cả, anh ta cũng không nói gì, chỉ nói là do tôi toàn quyền xử lý là được, anh ấy không có ý kiến. Tôi còn hỏi anh ta có phải là có ý kiến gì về công việc không? Anh ấy nói không có, nói là chuyện riêng, sau đó không nói thêm gì nữa. Hạ Tưởng khoát tay, nghĩa là sẽ không quan tâm đến thái độ của Tạ Nguyên Thanh nữa. Tính cách Tạ Nguyên Thanh luôn cao ngạo, không hợp với tập thể. Hắn cũng không có ý nghĩ coi ông ta là trợ thủ đắc lực, tùy ông ta vậy, chỉ cần ông ta không sinh sự là được. Không ngờ Trần Thiên Vũ lại lắm lời nói thêm một câu. Tôi cảm thấy phó chủ tịch quận Tạ có thể thật có ý gì đó, gần đây số lần anh ta báo cáo công việc với chủ tịch quận Lý nhiều hẳn lên. Trần Thiên Vũ nói được một nửa, để lại khoảng trống để Hạ Tưởng phán đoán. Tạ Nguyên Thanh sẽ dựa dẫm vào Lý Hàm sao? Hạ Tưởng suy nghĩ, cảm thấy nói không chừng là có khả năng đấy. Vì Tạ Nguyên Thanh luôn không xuất chiêu theo bài, giữa y và hắn cũng không có giao tình để nói, có lẽ sự lão luyện thành thục của Lý Hàm khiến cho y cảm thấy đáng tin cậy. Đáng dựa dẫm hơn, ông ta và Lý Hàm giữ được một thể thống nhất cũng là bình thường. Tuy ông ta vậy,
Hạ Tưởng cảm thấy không cần phải để tâm đến thái độ của Tạ Nguyên Thanh, nên hắn liền chuyển hướng đề tài. Mấy dự án vừa rồi, anh cố hết sức làm theo ý của chủ tịch quản lý, sau đó bày tỏ sự quan tâm, và nghiêng theo thích hợp. Nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì là nhà máy công nghiệp kỹ thuật cao đầu tiên của quận Hạ Mã, đáng phải được cho vay và có chính sách nâng đỡ. Anh tham khảo thái độ của chủ tịch quản lý một chút, tìm ra một phương án. Trần Thiên Vũ ghi nhớ hết, cuối cùng thấy thời gian không còn sớm nữa nên cẩn thận nhắc một câu. Lãnh đạo, buổi tối có phải có thời gian ngồi với nhau một chút không? Buổi tối Hạ Tưởng vốn định về nhà ăn cơm nên còn chần chừ, Trần Thiên Vũ lại nói tiếp. Vừa rồi tôi và Bí Thư Biệt, chủ nhiệm phó và cục trưởng Hoàng gặp nhau, họ nhất trí quyết định để tôi thay mặt họ mời anh. Coi như một buổi tụ họp nhỏ vào đầu năm ư, Hạ Tưởng nghĩ đến Phùng Húc Quang, Lý Hồng Giang và Tôn Hiện Vĩ cũng gọi điện muốn tụ tập, hắn chưa đồng ý, thật ra là không có thời gian. Có điều buổi tụ tập đồng nghiệp của quận Hạ Mã bắt buộc phải đi, hắn liền cười gật đầu. Được, anh sắp xếp là được rồi. Trần Thiên Vũ vui mừng đi ra ngoài. Buổi tối, Hạ Tưởng cùng mấy người đến khách sạn cao cấp, Tề Á Nam nghe tin liền lập tức đến thật sớm đợi nhóm người Hạ Tưởng tới. Trong thời gian mừng năm mới Tề Á Nam không có cơ hội gặp mặt Hạ Tưởng, nên giờ gặp được thì vô cùng mừng rỡ, ân cần chu đáo đích thân tự mình dẫn nhóm người đi lên tầng. Hạ Tưởng đi đầu, Biện Tú Linh, Trần Thiên Vũ, Phó Hiểu Bân và Hoàng Kiến Quân một hàng năm người, có thể nói toàn là nhân vật then chốt của quận Hạ Mã, cũng là thành viên thân tín của Hạ Tưởng. Trong lòng Tề Á Nam rõ, nhìn vẻ mặt thoải mái của Hạ Tưởng là liền biết mấy người kia không phải người ngoài, nên trực tiếp dẫn mấy người lên tầng, vào phòng sang trọng nhất để ngồi. Sau khi ngồi xuống, Hạ Tưởng cũng không khách khí với Tề Á Nam. Á Nam, rượu ngon, mỹ vị cứ mang lên đây, tối rồi, mọi người uống một chút cũng không vấn đề gì. Và nếu cậu không có việc gì thì ở lại đây nói chuyện. Đương nhiên Tề Á Nam cầu còn không được, vội trả lời rồi đi sắp xếp, không lâu sau, sắp xếp thỏa đáng rồi mới ngồi xuống chỗ thấp nhất, y ngồi cạnh Hoàng Kiến Quân. Hoàng Kiến Quân và Tề Á Nam không quen biết, không rõ lắm dụng ý Hạ Tưởng cứ muốn Tề Á Nam ở lại. Y thấy bộ dạng Tề Á Nam hơi non trẻ, trong lòng không thoải mái lắm, nên hơi nhíu nhíu mày. Tề Á Nam để ý sắc mặt, sớm đã nhận ra thái độ không thân mật lắm của Hoàng Kiến Quân, y cũng không để bụng. Hoàng Kiến Quân xuất thân là quân nhân, thẳng tính, thích những người ngay thẳng, thủ đoạn quyết liệt, mạnh mẽ, vừa vặn Tề Á Nam đều không hội tụ tố chất đó. Nhưng Tề Á Nam của hiện tại cũng là người tâm tư trong sáng, cười lại trước ánh mắt không thân thiện của Hoàng Kiến Quân. Xin chào Cục trưởng Hoàng, tôi là Tề Á Nam, là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tề Thị. Khách sạn Hào Môn là sản nghiệp của tập đoàn. Sau này nếu ngài có sự kiện gì, cần cái gì thì cứ đến Tề Thị tìm tôi, ngài là người bí thư Hạ tin tưởng, tôi không nói hai lời ngài là bằng hữu mà tôi phải kính trọng. Lời của Tề Á Nam nghe rất xuôi tai, thái độ thể hiện tôn trọng. Nhất là tập đoàn Tề Thị khiến lòng Hoàng Kiến Quân dao động. Hoàng Kiến Quân nhìn đánh giá Tề Á Nam thêm lần nữa, đột nhiên hỏi. Có phải Vương Cảnh Lược làm việc ở tập đoàn của các người? Tề Á Nam sửng sốt, cúi đầu nghĩ một chốc, có chút ấn tượng. Vương Cảnh Lược là quân nhân chuyển nghề, là đội trưởng đội bảo vệ khách sạn Yến Kinh. Ban đầu làm việc cũng được, chăm chỉ, chịu khó, sau đó không biết vì sao toàn để xảy ra sai sót, đến muộn, về sớm. Đánh chửi bảo vệ, thậm chí là uống rượu say gây sự nên bị Tề Á Nam cho thôi việc. Tề Á Nam nhỏ giọng nói. Vâng, ngày trước có làm việc ở tập đoàn, sau đó xảy ra chuyện nên bị cho thôi việc, Cục trưởng Hoàng biết người ấy. Hoàng Kiến Quan hơi hơi thở dài. Là một chiến hữu của tôi, vốn là một người cũng tốt, chỉ tiếc là số mệnh không tốt, tìm được một cô người yêu thì lại bị lừa mất. Gã tinh thần sa sút, uống rượu hàng ngày. Sau này sau khi bị đơn vị khai trừ, lại hối hận rồi. Bây giờ vẫn chưa tìm được việc, đáng tiếc. Trong lòng Tề Á Nam khẽ động, mới biết dụng ý thật sự của Hoàng Kiến Quân khi nhắc đến Vương Cảnh Lược, liền cười gật đầu. Đội trưởng Vương khi còn làm việc chăm chỉ, điều chỉnh đội ngũ bảo vệ chỉnh tề, đâu ra đó, là một nhân tài hiếm có, chỉ là sau này cứ uống rượu là làm rối loạn trình tự quy tắc. Hoàng Kiến Quân ha hả cười, chủ động đưa tay ra. Hôm nay vốn là tụ họp với mấy đồng nghiệp ở quận Hạ Mã, lãnh đạo đã để cậu ở lại thì có thể thấy được vị trí của cậu trong lòng lãnh đạo không nhẹ, người bằng hữu thế này tôi phải quen. Tề Á Nam cũng biết tầm quan trọng của việc có người trong hệ thống công an,
huống chi anh ta cũng nghe qua quan hệ giữa y và Hạ Tưởng rất chắc chắn, liền vui vẻ bắt tay Hoàng Kiến Quân. Có thể được cục trưởng Hoàng coi là bằng hữu thật là vinh hạnh cho tôi. Hoàng Kiến Quân cười ha ha. Đã là bằng hữu rồi, thì không nên khách sáo nữa phải không? Sau đó, Hoàng Kiến Quân chủ động giới thiệu Tề Á Nam với Biện Tú Linh, Trần Thiên Vũ và Phó Hiểu Bân. Biện Tú Linh bắt tay với Tề Á Nam, vừa vuốt tóc, cười nói. Á Nam đúng là trẻ tuổi nhiều tài, nghe nói vẫn còn độc thân. Tôi thì không có cơ hội rồi, nhưng tôi còn một em gái họ nữa, cùng lứa tuổi với cậu, có muốn giới thiệu nhau? Trần Thiên Vũ không nói thêm gì, chỉ gật đầu cười. Phó Hiểu Bân nhiều lời nhất, cũng thân mật nhất, y kéo tay Tề Á Nam không buông. Trong họ hàng của tôi, các cô gái trẻ, đẹp cực nhiều, cô nào phẩm hạnh tốt, cô nào khéo tay thông minh trong lòng tôi đều rõ. Á Nam, khi nào có thời gian tôi giới thiệu cho, phải áp dụng chiến lược tung lưới rộng, vớt nhiều cá rồi bồi dưỡng nhiều vào để tìm bạn gái. Mọi người đều cười, Tề Á Nam cũng cười thoải mái theo, nhưng lại không tiếp lời giới thiệu bạn gái của mấy người. Hạ Tưởng đè tay. Được rồi, tiếp theo vào vấn đề chính nào, ăn cơm. Tề Á Nam cũng có lòng, gọi thêm mấy món thanh nhẹ tới, lễ mừng năm mới đều ăn thịt, cá ngấy rồi, lại thêm sơn hào hải vị cũng không còn cảm giác, mọi người tụ họp là vì thắt chặt tình cảm, để vui vẻ chứ không phải là để ăn uống. Rượu qua ba lần, không khí càng náo nhiệt hẳn lên. Hạ Tưởng cũng nhìn ra, vì hôm nay hắn vui nên mọi người đều thoải mái hơn. Hạ Tưởng cũng uống thêm vài ly, hơi hơi say. Á Nam, quan hệ giữa cậu và Lý Thấm có tiến triển gì không? Hạ Tưởng vừa theo dõi mọi người tranh nhau giới thiệu bạn gái cho Tề Á Nam, nhưng Tề Á Nam không biểu lộ chút gì thì có thể thấy trong lòng cậu ấy có người khác rồi. Quả nhiên Hạ Tưởng vừa hỏi, Tề Á Nam liền ngại ngùng cười. Đang ở giai đoạn đầu, chỉ sợ là người có ý nhưng nước chảy vô tình, tính cách Lý Thấm độc lập quá, muốn chinh phục cô ấy không dễ tí nào. Phụ nữ càng độc lập, thực ra càng có mặt yếu đuối, đừng nản lòng. Lý Thấm là cô gái tốt, có phần cố chấp, nhưng cô ấy có tài có năng lực, rất thích hợp làm người vợ hiền của cậu. Hạ Tưởng cổ vũ Tề Á Nam. Cảm ơn lãnh đạo, tôi sẽ cố gắng theo đuổi cô ấy. Hôm nay Tề Á Nam cực vui, không những quen được mấy vị đang ngồi là nhân vật quan trọng của quận Hạ Mã, cũng có cơ sở ban đầu làm bạn với Hoàng Kiến Quân, đồng thời hôm nay Hạ Tưởng giữ gã ở lại, tương đương với việc tiến thêm một bước thừa nhận gã. Gã có tâm trạng rượu không say mà tự mình lại say. Hôm sau Tề Á Nam phái người đặc biệt đến nhà Vương Cảnh Lược, phát hiện hoàn cảnh gia đình không được tốt, liền sắp xếp cho ông ta quay về tập đoàn đảm nhiệm chức vụ phụ trách bộ phận bảo vệ, còn bố trí cho ông ta một căn phòng. Vương Cảnh Lược cảm kích vô cùng, làm việc tận tâm, sau này dần dần được thăng lên chức cao hơn, cuối cùng cũng có vị trí nhỏ nhoi ở tập đoàn Tề Thị. Lại nói thêm sau khi tàn tiệc mấy người tự về nhà mình, Biện Tú Linh cùng đường với Hạ Tưởng, nên để Hạ Tưởng đưa về. Hôm nay Biện Tú Linh uống hơi nhiều, hai má ửng đỏ, thủy mị thướt tha. Cô ngồi ở ghế cạnh tay lái, nửa đùa nửa thật nói. Vẫn là đàn ông sướng, không thấy già đi, phụ nữ mà đến tuổi 40 thì cảm thấy già không thể chịu được nữa. Hạ Tưởng liền cười. Làm gì có, tôi thấy bí thư Biện hiện giờ vẫn là thủy mị mê người. Thật không? Biện Tú Linh liếc ngang sang Hạ Tưởng, biểu lộ ra phong tình thành thục. Thân là lãnh đạo, nhân vật số một, khi phải đứng ở nơi cao chính trị nhìn nhận vấn đề, thì không thể ăn nói lung tung lừa gạt cấp dưới. Nhìn Biện Tú Linh vô ý toát ra vẻ phong tình, trong lòng Hạ Tưởng nghĩ phụ nữ bất kể là 20, hay 40, đều hy vọng người khác khen họ xinh đẹp. Hắn liền cười ha ha, nói. Từ góc độ công việc mà nói, người phụ nữ đẹp càng làm việc càng xinh đẹp. Từ góc độ xinh đẹp, người phụ nữ đẹp khi đang chăm chú làm việc, mới có thể toát ra vẻ đẹp nhất của mình. Biện Tú Linh nghe ra ý tứ của Hạ Tưởng, cười. Tôi xem như là nghe hiểu rồi, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, nói năng thật có nghệ thuật. Ý của anh là, muốn đẹp cũng dễ, chăm chỉ làm việc là được phải không? Hạ Tưởng cười không nói, gật đầu ngầm thừa nhận. Biện Tú Linh ở tại Đông Hoa Viên, vừa đúng cách công viên rừng rậm không xa, để Biện Tú Linh về xong, Hạ Tưởng lái xe về nhà, bỗng nhớ tới Cổ Ngọc. Vốn định gọi điện thoại cho cô nhưng thấy trời đã tối liền kìm lòng lại. Không ngờ hôm sau vừa đi làm, Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu thì đã cùng nhau đến trụ sở quận ủy, đến phòng làm việc của bí thư quận ủy.
Hạ Tưởng không kinh ngạc trước sự thăm viếng của hai người đẹp, tiếp đón họ ngay tại phòng làm việc, hắn biết hai người vì chuyện cho vay mà đến. Vì vừa nghe Trần Thiên Vũ báo cáo công việc xong, thái độ Lý Hàm đối với việc đăng ký xin cho vay của nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì không được tích cực lắm, ứng đối lại có chút tiêu cực. Hạ Tưởng không rõ suy nghĩ thật sự của Lý Hàm, tuy rằng hắn cũng rõ vốn của nhà máy vật liệu tiểu thì đầy đủ, không cần xin vay, nhưng bất kể là ai chỉ cho Nghiêm Tiểu thì đề xuất đăng ký xin vay cũng là chuyện bình thường, không có doanh nghiệp nào không xin vay tiền, với lại xin vay cũng có thể hạ thấp rủi ro cho vốn của chính mình. Toàn bộ xung quanh đều như vậy, Hạ Tưởng cũng không phải người cổ hủ, cứ muốn tự cổ ngọc bỏ tiền xây dựng nhà máy. Hơn nữa nếu Ủy ban Nhân dân quận ủy có chính sách giúp đỡ cho nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì, cũng là biểu hiện rõ với bên ngoài thái độ giúp đỡ tích cực của Ủy ban Nhân dân quận ủy quận Hạ Mã đối với công nghiệp kỹ thuật cao. Thái độ tiêu cực của Lý Hàm cũng không nằm ngoài dự đoán của Hạ Tưởng. Tư tưởng của Lý Hàm bảo thủ, không quá có hứng thú với công nghiệp kỹ thuật cao, nhận thức về lợi ích, sự đổi mới do công nghiệp kỹ thuật cao mang lại không nhiều, quyết định của y chưa chắc là xuất phát từ suy nghĩ đấu tranh chính trị. Có lẽ chỉ là ở quan điểm và bản năng của y mà thôi. Hạ Tưởng suy xét cẩn thận một lúc, nói với Nghiêm Tiểu thì đang ngồi đoàn trang trên sofa. Các cô trực tiếp tìm Chủ tịch quận Trần, để ông ấy cân đối vấn đề cho vay một chút. Chủ tịch quận Trần và Chủ tịch Ngân hàng xây dựng quận Mạnh Học Lộ có mối quan hệ khá, để ông ta ra mặt sẽ có mở đầu tốt đẹp. Nghiêm Tiểu thì mặc bộ trang phục công sở, còn đặc biệt đeo một cặp kính gọng đen, toát ra vẻ vừa tri thức vừa tao nhã lịch sự. Mặc dù Hạ Tưởng biết Nghiêm Tiểu thì không bị cận thị, nhưng không thể không thừa nhận quả thực cô rất biết cách ăn mặc, đôi kính gọng đen đeo vào, giúp cô tăng thêm vài phần lộng lẫy. Cổ Ngọc vẫn ăn mặc theo lối nhẹ nhàng, quần jean, áo lông vũ, tóc buộc đuôi ngựa tùy tiện, vẫn là bộ dạng con gái nhà hàng xóm. Có điều cũng không biết là cô cố ý hay không, cô ngồi ưỡn ngực, lưng thẳng, cũng ẩn hiện vẻ đẹp hình tượng dân công sở. Nghiêm Tiểu thì lấy ra một tờ đăng ký, đưa cho Hạ Tưởng. Mời bí thư Hạ ký tên, tôi cũng dễ tìm cục trưởng Trần nói chuyện. Hạ Tưởng lấy bút ra, trịnh trọng ký tên, rồi viết bổ sung thêm. Căn cứ vào chính sách nghiêng về công nghiệp kỹ thuật cao, xin đồng chí Lý Hàm, Trần Thiên Vũ xét tình hình chiếu cố. Nghiêm Tiểu thì nhận lại tờ đăng ký, quay người đi tìm Lý Hàm ký tên. Lý Hàm thấy Hạ Tưởng gật đầu rồi, cũng không nói thêm gì, chỉ là sau khi ký tên xong lại viết một câu. Xin đồng chí Trần Thiên Vũ nghiên cứu giải quyết. Sau khi Nghiêm Tiểu thì tìm tới Trần Thiên Vũ, trong lòng y biết rõ là chuyện thế nào, không dở giọng quan lại, cũng không chậm trễ một phút, lập tức gọi điện hẹn Chủ tịch Ngân hàng xây dựng Mạnh Học Lộ, vừa đúng lúc ông ta có thời gian nên hẹn buổi trưa gặp mặt. Nghiêm Tiểu thì liền ở lại văn phòng của Trần Thiên Vũ chờ đợi, cô cũng biết, Cổ Ngọc có chuyện khác tìm Hạ Tưởng. Cổ Ngọc đợi Nghiêm Tiểu thì đi khỏi mới trầm tĩnh lại, tựa người trên ghế sofa. Không ra dáng gì cả, cười. Đi theo Tiểu thì mệt quá, cô ấy giả vờ trước anh thật tài tình, hại em cũng chịu mệt theo. Hạ Tưởng cũng không quan trọng cười. Em không đi làm tử tế ở tỉnh ủy, cứ muốn theo Tiểu thì đến đây là có lời muốn nói hay là có chuyện cần làm. Sao anh tinh tường như quỷ thế, vừa đoán đã đúng. Cổ Ngọc mở to mắt, rồi lại lắc đầu. Vốn định giấu anh, nhưng anh biết em không nhịn nói được, nên nói với anh vậy, ông nói. Vừa nghe lão Cổ có lời, lòng Hạ Tưởng liền căng thẳng, mới mấy ngày, lão Cổ lại có tinh thần gì muốn truyền đạt. Hắn bây giờ không phải không muốn lập tức đứng vào đội, mà là không cần nhất thiết phải phân ra khoảng cách gần xa. Thực ra Hạ Tưởng cho rằng lần gặp mặt Thủ tướng lần trước, hắn đã truyền đạt một tin trước Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, chính là sẽ không đi lại gần với thế lực gia tộc, cũng sẽ không nghiêng về bất kỳ một trong bốn nhà nào. Với tấm lòng rộng lượng của các vị lãnh đạo tầng trên và trí tuệ chính trị của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ không bắt ép hắn quá chặt, cũng không bắt hắn phải hứa hẹn ngoài miệng. Thực sự hắn chọn thế nào là việc của hắn đi không đúng đường thì cuối cùng cũng là tiền đồ của hắn chịu cản trở, Thủ tướng có thiện ý nhắc nhở cũng được, là phóng ra tín hiệu nào đó cũng kệ, với cấp bậc và sức ảnh hưởng của hắn trước mắt, Thủ tướng sẽ không coi hắn là một điểm chốt quan trọng. Mặc dù Hạ Tưởng rất muốn trở thành một điểm tựa quan trọng, nhưng hiện tại phân lượng của hắn chưa đủ. Sẽ có một ngày khi đợi hắn thăng lên cấp phó tỉnh rồi, thì có sức ảnh hưởng thực sự tiến vào trong mắt tầng cao nhất. Vậy thì lão Cổ vội vàng để Cổ Ngọc đến truyền lời là vì chuyện gì? Ông nội nói, ông có một cấp dưới tin tưởng muốn tham gia vào bất động sản,
muốn đến quận Hạ Mã phát triển, chuẩn bị để người ấy đến đây tìm anh, hy vọng anh có thể chiếu cố. Cổ Ngọc hồn nhiên không phát giác thâm ý gì trong cách làm của lão cổ, chỉ phụ trách truyền lời, cười hi hi. Anh nói xem em có phải cũng nên lấy ra 100 triệu xây nhà chơi. Chuyện của lão cổ bỗng nhiên nhiều hẳn ra, ông ấy lại sắp đặt một người đến quận Hạ Mã nhúng tay vào thị trường bất động sản, rốt cuộc là có ý gì? Hạ Tưởng không để ý câu nói đùa của Cổ Ngọc, hắn biết tâm tư Cổ Ngọc đơn giản, bất kể là làm kinh doanh hay là chính trị, đều mang một tâm trí thản nhiên thích ứng theo số phận an bài, không bao giờ quá đề cao theo đuổi cái gì, cho nên cô ấy mới có thể vui vẻ một cách đơn thuần. Nhưng lão cổ lại không vậy, ông có lập trường chính trị, tiếp cận hắn cũng có mục đích chính trị rõ ràng. Ngược lại là Cổ Ngọc bị kẹt ở giữa, lại thản nhiên cực kỳ, cũng làm cho lòng Hạ Tưởng hoàn toàn bình yên. Nếu Cổ Ngọc là cô gái có tâm tư phức tạp, mối quan hệ giữa hắn và cô lại có đột phá, có lúc thật đúng là có khả năng bị Cổ Ngọc bức ép đến thế đứng giữa hai lựa chọn khó khăn. Tuy rằng con người Cổ Ngọc tốt, lão cổ chưa chắc đã xấu, nhưng gần đây lão cổ hiện rõ là tăng nhanh nhịp bước. Đột nhiên muốn cho người đến quận Hạ Mã tham gia vào thị trường bất động sản, là thật lòng đến làm kinh doanh hay là có ý đồ khác? Đừng tính toán giống như Nguyên Minh Lượng mới được, nếu cũng có ý định giống với Nguyên Minh Lượng, Hạ Tưởng cũng không thể tha thứ có thêm một kẻ đến quận Hạ Mã làm sằng làm bậy, dù cho ông ta là người của lão cổ cũng không được. Đến thì đến, chỉ cần kinh doanh hợp pháp, đương nhiên quận Hạ Mã hoan nghênh tất cả nhà đầu tư có thực lực. Hạ Tưởng nói một tràng, rồi lại hỏi Cổ Ngọc. Khi nào đến, lai lịch người ấy thế nào? Tên là Triệu Khang, là bộ đội chuyển ngành, sau đó từ chức, đầu tiên là làm kinh doanh đối ngoại, nghe nói kiếm được một khoản tiền, bây giờ thấy thị trường bất động sản bùng nổ, chuẩn bị đến quận Hạ Mã phát triển. Hình như đã đến rồi, đoán chừng hai ngày này sẽ đến tìm anh. Cổ Ngọc vừa nói vừa ưỡn ưỡn thẳng lưng, bộ dạng hơi nghịch ngợm nhưng khiến người ta thích thú, cô ấy đến gần trước Hạ Tưởng. Ông nội cứ muốn đích thân em nói với anh một tiếng, em nói gọi điện thoại là được rồi. Ông không đồng ý, đúng là phiền phức, có điều vừa hay có thể đến thăm anh, cũng là chuyện tốt. Chương 677, tai họa ngầm. Cổ Ngọc vừa đến gần, Hạ Tưởng liền ngửi thấy hương thơm trên người cô, thấy cô mở rộng áo lông bên ngoài làm lộ ra chiếc áo len đỏ bó sát mặc bên trong, trên ngực đeo miếng ngọc bội quen thuộc, trong lòng không tự chủ được khẽ dao động, ánh mắt lộ ra cái nhìn nóng bỏng. Cổ Ngọc để ý tới ánh mắt biến hóa của Hạ Tưởng, khe khẽ cười, cúi xuống nói khẽ bên tai Hạ Tưởng. Có phải có chút nhớ em rồi? Ừ, nói cho anh hay, em cũng nhớ anh lắm. Cô bé này cũng to gan cũng thú vị, Hạ Tưởng liền vội ho khan một tiếng, tuy nói là cách phòng của Hoàng Vĩ Cương ở bên ngoài một cánh cửa, hiệu quả cách âm cũng khá tốt, nhưng dù sao cũng là ở văn phòng làm việc, lá gan của Cổ Ngọc cũng có chút lớn quá rồi. Hạ Tưởng còn chưa nói gì, điện thoại lại reo lên. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu Cổ Ngọc ngồi trở về sofa, hắn muốn gọi điện thoại, không ngờ Cổ Ngọc lại quay mũi chân, nhanh nhẹ rời đi, còn vẫy tay chào tạm biệt hắn. Có thời gian nhớ đến tìm em đi trước đây, không làm phiền anh nữa, đỡ phải anh làm phiền em. Hạ Tưởng gật đầu, cũng không rảnh tiễn Cổ Ngọc, vì hắn nhìn số thấy điện thoại gọi tới, là số của Mai Thái Bình. Xin chào trưởng ban Mai. Hạ Tưởng hỏi thăm trước. Hạ Tưởng, có một việc tôi muốn thương lượng với cậu một chút, cậu cho ý kiến nhé. Thái độ Mai Thái Bình vẫn như trước, thậm chí trong giọng nói cũng nghe không ra có gì khác biệt. Chuyện lần trước trong sự kiện hội trường coi như đã khơi dậy cơn sóng trong lòng Mai Thái Bình, phỏng chừng đến bây giờ cũng tan rồi. Mời trưởng ban Mai chỉ bảo. Hiểu Lâm muốn đi làm lại, tôi muốn cho nó đến tỉnh Yến, nó nói cậu có đề nghị nó ở lại đoàn trung ương. Tôi không hiểu, đoàn trung ương sẽ có tiền đồ tốt đẹp gì. Mai Thái Bình có ý thu xếp Mai Hiểu Lâm đến huyện Đam thành phố Yến đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, y tính kỹ thời gian rồi, sau 2 năm Mai Hiểu Lâm làm bí thư, vừa đúng chủ tịch quận Kiều Tây kết thúc nhiệm kỳ, tới lúc đó lại điều chỉnh thăng chức Mai Hiểu Lâm lên làm chủ tịch quận, trực tiếp thăng lên cấp phó giám đốc sở. Nhưng Mai Hiểu Lâm lại nói muốn ở lại đoàn trung ương thêm 2 năm, nói là Hạ Tưởng gọi điện cho cô. Lý do là, mà đào bất ngộ khảm xài công, mài dao cũng không làm chậm trễ việc bổ củi, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Mai Thái Bình cũng biết bình thường Hạ Tưởng không hay can thiệp vào chuyện người khác, nhất là những chuyện trọng đại, hắn không dễ dàng phát biểu, nhưng hắn đã chủ động nói Mai Hiểu Lâm hãy ở lại đoàn trung ương là có lợi, chắc chắn là có gì sau lưng rồi.
Mai Thái Bình liền không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng, nên gọi điện thoại hỏi cho ra lẽ. Hạ Tưởng cũng không dễ nói ra rõ ràng việc Đoàn Trung ương càng về sau này sẽ trở thành chiếc nôi ngôi sao mới trong chính trường trong nước. Lịch sử vẫn hay xảy ra sự sai lệch nhất định, cũng nói không chừng sau này sẽ có sự không giống nhau lớn hơn, nhưng ít nhất giai đoạn hiện thời còn tốt, vẫn còn có nhiều chuyện đều tuân theo quỹ đạo ban đầu đi tới, nhưng cũng có một số việc trọng đại chưa xuất hiện, ví dụ như Phi Điển. Phi Điển chưa xuất hiện, Hạ Tưởng bớt đi cơ hội cứu người trong nước sôi lửa bỏng. Ngược lại, không xuất hiện mới là chuyện cực tốt, coi như hắn có dự kiến trước, cũng không thể cứu được mọi người, còn có người vì vậy mà bị chết. Không có Phi Điển, cũng là chuyện may mắn của đất nước, là may mắn của nhân dân, hắn thà không làm anh hùng, cũng không mong muốn cả đất nước này đều rơi vào tình trạng khủng hoảng. Đoàn Trung ương có thêm Ngô Tài Giang là sự kiện bất ngờ không hề có trong lịch sử trước kia. Nhưng bí thư đầu tiên của Đoàn Trung ương hiện tại lại là một nhân vật có danh tiếng hiển hách của hậu thế. Là một trong số ít người có triển vọng bước lên đỉnh cao tột đỉnh. Nếu Mai Hiểu Lâm xây dựng mối quan hệ với ông ta thật tốt, sau này theo sát bước chân tiến tới của ông ta, có không muốn trở thành vị nữ bí thư tỉnh ủy đầu tiên trên toàn quốc cũng khó. Nhưng có một số chuyện chỉ có thể mịt mờ nhắc qua, Hạ Tưởng trầm ngâm trước vấn đề của Mai Thái Bình, trả lời. Từ trước đến giờ Đoàn Trung ương cho ra những người tài, Mai Hiểu Lâm vừa được điều đi chưa lâu, làm quen với các công việc đoàn thể cũng là cần thiết. Lại thêm chủ tịch tỉnh Ngô cũng vừa đi khỏi Đoàn Trung ương chưa lâu, tôi tin sau này vị trí bí thư được đưa đi địa phương đảm nhiệm vai trò nhân vật số 1, số 2 cũng sẽ trở thành thông lệ, không phải Hiểu Lâm cứ phải đến tỉnh Yến mới có tiền đồ, nếu cô ấy có thể nhận được sự tán thưởng của vị bí thư đầu tiên hiện tại, đợi sau này khi vị bí thư đó được phân công nơi khác. Trực tiếp đi theo đến địa phương đó, cũng có thể trực tiếp làm từ vị trí phó thị trưởng đi lên. Mai Thái Bình cũng hơi hơi kinh ngạc trước những ám chỉ trong lời nói của Hạ Tưởng, vì sự nổi lên của thế lực hệ thống đoàn, ông cụ Mai cũng có tiên đoán nhưng y lại không tin lắm, cho rằng hiện nay thế lực thái tử đảng mới lớn, hệ thống đoàn thi thoảng có một vài nhân vật đi ra cũng không thành lực lượng lớn. Không ngờ Hạ Tưởng đã nhạy bén phát hiện manh mối trong đó, và quan điểm của hắn giống với ông cụ, cho rằng hệ thống đoàn sẽ có triển vọng lớn, nên khiến y không thể không bái phục con mắt nhìn xa trông rộng của Hạ Tưởng. Ông cụ nói rồi, Mai Thái Bình không tin lắm. Hạ Tưởng nói rồi, y cũng chưa chắc đã tin. Nhưng ông cụ và Hạ Tưởng không hẹn mà cùng đưa ra cái nhìn giống nhau, nên y không thể không tin vài phần. Ý của cậu là, về sau có khả năng sẽ xuất hiện hệ thống đoàn. Có thể đưa ra cách nói, hệ thống đoàn, Mai Thái Bình cũng là người phi thường, vừa nói ra hệ thống đoàn phải mấy năm sau mới dần dần hình thành nhận thức chung, hiện giờ chỉ có thể mới là một tia sáng mà thôi. Mai Thái Bình hỏi rất thẳng, Hạ Tưởng lại trả lời hàm xúc. Chuyện sau này cũng không dễ nói, nhưng tôi vẫn cho rằng Hiểu Lâm nên ở Đoàn Trung ương thêm 2 năm nữa, không có gì xấu cả, chỉ có thu hoạch. Cúp điện thoại của Mai Thăng Bình, Hạ Tưởng nhớ tới hôm qua hắn nói chuyện điện thoại với Mai Hiểu Lâm, nói với cô xem lại cách nhìn của hắn, cho rằng cô ở lại Đoàn Trung ương là nước cờ tốt, không cần vội vàng đến tỉnh Yến. Mai Hiểu Lâm chăm chú nghe ý kiến của hắn, tỏ vẻ sẽ suy xét thận trọng. Tuy rằng Mai Thái Bình không cho hắn câu trả lời chính xác, rõ ràng, nhưng Hạ Tưởng tin y đã bị hắn làm dao động, sẽ xem xét lại vấn đề đi, hay ở lại của Mai Hiểu Lâm. 3 ngày sau, việc xin vay của nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì đã sáng rõ. Nghe Trần Thiên Vũ nói, Chủ tịch Ngân hàng xây dựng Mạnh Học Lộ vừa thấy Nghiêm Tiểu thì đã vô cùng nhiệt tình, cực kỳ thoải mái đồng ý cho vay tiền, đồng thời còn đề ra mời Nghiêm Tiểu thì ăn cơm, cho tiện bàn bạc bước hợp tác tiếp theo. Nghiêm Tiểu thì liền đồng ý rồi. Dù cho Trần Thiên Vũ kể lại rất ngắn gọn, Hạ Tưởng cũng nghe ra hiển nhiên là Mạnh Học Lộ có hứng thú với sắc đẹp của Nghiêm Tiểu thì, trong lòng hắn thầm thấy buồn cười, Mạnh Học Lộ cũng không thử nghe ngóng xem Nghiêm Tiểu thì là ai mà còn muốn có ý định với cô ấy. Không bị Nghiêm Tiểu thì trêu đùa trong tay đã là may mắn rồi. Đàn ông, sao cứ thấy người đẹp thì tụt hết chỉ số thông minh? Hạ Tưởng bất đắc dĩ thở dài, thèm mà đi quan tâm chuyện vặt này. Ngày hôm sau, cuối cùng Triệu Khang cũng xuất hiện trước mặt Hạ Tưởng. Cách ngày mà Cổ Ngọc đề cập đã qua 3, 5 ngày rồi. Đang lúc Hạ Tưởng suýt nữa quên mất chuyện này thì Triệu Khang xuất hiện bất ngờ. Dáng vẻ Triệu Khang vạm vỡ, bộ dạng cao lớn thô kệch, vai rộng, eo trong, vừa nhìn thấy là có ấn tượng là một thanh niên trai tráng, chỉ là có thứ không tương xứng với vẻ ngoài của anh ta lắm, con người anh ta không được thẳng thắn, ăn nói ấp a ấp úng thì đã đành.
khi nói chuyện lộ ra hai tin tức. Triệu Khang dám lấy danh hiệu của lão cổ, để Hạ Tưởng phê đất cho gã, sau đó gã làm đơn xin vay tiền, rồi tìm đơn vị thi công cho vay thi công, muốn chơi theo kiểu kỹ xảo tay không bắt sói. Ban đầu Hạ Tưởng vốn còn có chút nhiệt tình với gã, dù sao đích thân lão cổ trịnh trọng dặn cổ Ngọc phải chiếu cố gã một chút. Nhưng từ thái độ hơi hơi tự cao tự đại và suy nghĩ không thực tế của gã, Hạ Tưởng kết luận, cổ Ngọc nói Triệu Khang làm mấy năm kinh doanh đối ngoại, phỏng chừng là công ty vỏ bọc vẫn hay thấy. Từng có vài năm các công ty thương mại đối ngoại nhiều như nấm, trên thực tế đại đa số là kiểu thủ đoạn tay không bắt sói, lừa lọc phần hoàn thuế của nhà nước. Có không ít các công ty gọi là công ty thương mại đối ngoại, thậm chí chính là công ty vỏ bọc, tùy ý thuê mặt bằng làm văn phòng, sau đó bắt đầu câu kết với một số doanh nghiệp 3-0, giả vờ mượn phương thức thương mại xuất khẩu và giả vờ mượn phương thức gia công thuê, giả vờ báo cáo xuất khẩu, hoặc là lấy việc hợp vốn giả, lừa lấy chính sách thuế ưu đãi cho những doanh nghiệp hợp vốn đủ tư cách, để vơ vét của cải. Hạ Tưởng không trả lời thẳng vấn đề của Triệu Khang, mà chỉ là nói bóng nói gió hỏi gã trước kia làm kinh doanh thương mại xuất khẩu đối ngoại gì. Triệu Khang trả lời không rõ ràng cho lắm, lập lờ ứng phó vài câu, Hạ Tưởng cũng không phải muốn nghe gã trả lời ứng phó cho xong chuyện, lại tiếp tục hỏi mấy câu, hỏi đến nổi khiến cho Triệu Khang bực. Bí thư Hạ, thủ trưởng nói anh rất đáng tin cậy, đáng để tin cậy tôi mới đến tìm anh. Hình như anh không tín nhiệm tôi lắm. Giọng điệu Triệu Khang có chút không thân thiện. Hạ Tưởng mới không thèm chấp thái độ của Triệu Khang, vì hắn đã coi như đá gã vào, lãnh cung, rồi, liệt vào danh sách kẻ không đáng tin tưởng. Nếu không phải nể mặt lão cổ, hắn đã hạ lệnh đuổi khách. Tín nhiệm là phải tin lẫn nhau. Hạ Tưởng cười nhẹ. Các nhà phát triển đến quận Hạ Mã đầu tư cho vay không phải là không có, nhưng rất ít. Không những ít mà tỷ lệ vay còn không vượt quá 50% vốn đầu tư tự có. Vì vậy, với điều kiện tương đương, chắc chắn sẽ ưu tiên chiếu cố cho các nhà đầu tư đủ vốn, với lại quận Hạ Mã ra chính sách là thực lực ai hùng hậu, thì người đó mới đủ khả năng lấy được khu đất tốt. Tập đoàn Đạt Tài, tập đoàn Viễn Cảnh còn có thương mại trường cơ, do đó khu đất của họ ở quận Hạ Mã đều là vị trí đẹp nhất. Triệu Khang hiểu rõ ý của Hạ Tưởng, biết là Hạ Tưởng không nể mặt một chút nào rồi, nên hơi hơi đỏ mặt. Tôi còn cho rằng thể diện của thủ trưởng lớn thế nào. Sắc mặt Hạ Tưởng trầm xuống. Giao tình là giao tình, nguyên tắc là nguyên tắc, quận Hạ Mã không phải là của một mình tôi, hiện giờ có rất nhiều nhà đầu tư cầm tiền đến đều không có đất để lấy, không thể có loại người nào không đưa một đồng cũng có thể có được miếng đất đẹp. Nếu tin bị truyền ra ngoài, Ủy ban Nhân dân quận ủy quận Hạ Mã chính là không công bằng không thể tín nhiệm rồi. Triệu Khang hơi xấu hổ đứng dậy. Làm phiền bí thư Hạ rồi. Hạ Tưởng thấy gã muốn đi, cũng không níu giữ, đứng lên. Để tôi tiễn anh. Mặt Triệu Khang biến sắc, chần chừ rồi nói một câu. Nếu như tôi có đủ tiền vốn, có phải anh có thể nghiêng lệch phù hợp một chút? Với điều kiện tương tự, tất nhiên có xa gần thân lạ, chẳng sợ điều kiện của anh hơi kém một chút cũng có thể chiếu cố một, hai phần. Hạ Tưởng không phải là không biết điều, mà là sẽ không làm ra những chuyện tình người không có nguyên tắc. Dù là lão cổ đích thân đến, hắn cũng không cho phép để xảy ra chuyện tay không bắt sói ở quận Hạ Mã, vấn đề nguyên tắc không thể bị dao động. Đồng thời, Hạ Tưởng cũng không hiểu vì sao lão cổ muốn giới thiệu Triệu Khang đến tìm hắn. Lẽ nào lão cổ không hiểu con người của Triệu Khang? Tôi và công ty Tường Bảo có mối làm ăn, có món tiền nợ của Tường Bảo, tôi sẽ đàm phán với bọn họ, tranh thủ lấy được tiền mặt, đến lúc đó tôi sẽ lại đến tìm anh. Thái độ của Triệu Khang ít nhiều cũng nghiêm chỉnh một chút. Có khả năng gã cũng nhớ tới lời dặn của lão cổ, biết con người và cách làm của Hạ Tưởng. Triệu Khang vừa đi, Hạ Tưởng liền ngồi ngay ngắn trên ghế, trầm tư suy nghĩ. Nếu không phải Triệu Khang bất ngờ nhắc đến công ty Tường Bảo, Hạ Tưởng gần như quên đi công ty Tường Bảo, công ty lừa gạt lớn nhất tỉnh Yên. Trong ấn tượng, năm 2003 ở kiếp trước, công ty Tường Bảo vì chuyện lừa thuế nên bị điều tra. Công ty Tường Bảo có tên đầy đủ là công ty xuất nhập khẩu tỉnh Yên Tường Bảo, vốn từng là doanh nghiệp có tiếng của tỉnh Yên, sau khi bị điều tra, xử lý đã từng chấn động một thời. Vì vụ án lừa thuế của công ty Tường Bảo là vụ án lừa thuế ưu đãi xuất khẩu với số tiền lớn nhất từ khi nhà nước Trung Quốc được thành lập đến nay. Số tiền lên tới 200 triệu tệ. Có lẽ là lịch sử xảy ra sự sai lệch, hiện tại công ty Tường Bảo vẫn còn sừng sững chưa đổ. Nhất là người sáng lập Trương Tường Bảo vẫn còn đang đội nhiều vòng hào quang trên đầu.
phía nhà nước có bằng khen nhà khoa học trẻ tuổi, giáo sư và nhà thiết kế kỹ thuật cao cấp có cống hiến xuất sắc, chiến sĩ thi đua toàn quốc, ủy viên thường vụ Mặt trận Tổ quốc lần thứ 8 tại tỉnh, là cán bộ doanh nghiệp cấp giám đốc sở do tỉnh quản cấp, với lại tượng đồng toàn thân Trương Tường Bảo còn đang đứng sừng sững trước cổng lớn công ty Tường Bảo, mỗi nhân viên khi đi ngang qua tượng đồng đều hành lễ chăm chú nhìn. Hạ Tưởng liền lập tức cho Hoàng Vĩ Cương điều tra dữ liệu về Trương Tường Bảo, nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì Triệu Khang xuất hiện bất ngờ, vô tình nhắc đến công ty Tường Bảo, khiến hắn có một cảm giác trách nhiệm và cảm giác sứ mệnh, cảm thấy cần phải đem một số chuyện đặt kíp nổ trước, hoặc là đem một số chuyện bóp chết khi còn nằm trong nôi. Bởi vì sự kiện về công ty Tường Bảo khiến Hạ Tưởng nhớ đến sữa bột tứ ngưu chứa melamin mang đến hậu quả nghiêm trọng cho trẻ thơ toàn quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tư liệu hiện rõ, công ty Tường Bảo là doanh nghiệp có tiếng nhà nước, là một doanh nghiệp duy nhất trên toàn quốc được lãnh đạo ký tên mệnh danh doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn, là trụ cột doanh nghiệp kinh doanh đối ngoại cỡ lớn của tỉnh Yên, cái mà gọi là tạo ngoại hối nhà giàu, mỗi năm vì tỉnh, vì quốc gia tạo ngoại hối với lượng lớn, năm 1999 đã từng đạt đến 300 triệu đô la Mỹ. Ai có thể ngờ được, doanh nghiệp như vậy cũng có hành động lừa thuế. Hiện giờ Trương Tường Bảo còn chưa bị sụp đổ, Hạ Tưởng lại không biết chỗ nào xảy ra sai lệch. Vì hắn không nhớ rõ lắm đời trước là vì nguyên nhân nào liên lụy đến Trương Tường Bảo, kết quả là mới khiến cho một doanh nghiệp danh giá chỉ trong một đêm đã sập ầm ầm, giống như bức tượng đồng Trương Tường Bảo đứng ngay thẳng trước cửa lớn công ty vậy. Sau khi gã bị lập án điều tra, lập tức bị người ta đẩy đổ, nghe nói sau khi bị người nhặt xác trộm đi, bị biến thành kim loại phế liệu đem bán, cũng là món hời bất ngờ. Vụ án lừa thuế của công ty Tường Bảo nếu nói là không gây sự chú ý quá nhiều của công chúng. Mấy năm sau lại vụ án sữa bột tứ ngưu, mang lại thương tổn và tổn thất cho nhà nước và trẻ em, lại là nỗi đau quá lớn không thể bù đắp. Tập đoàn Tứ Ngưu thành lập tại quận Kiều Tây, hiện giờ là khoản thuế lớn đầu tiên của quận Kiều Tây, nghe nói chỉ phần thuế của một mình Tứ Ngưu giao nộp đã tương đương với 1/3 thu nhập tài chính của quận Kiều Tây. Hạ Tưởng cũng biết, là khoản lợi thuế lớn nhất của quận Kiều Tây, là 100 doanh nghiệp thực phẩm công nghiệp cường mạnh Trung Quốc, 500 doanh nghiệp cường mạnh Trung Quốc. Doanh nghiệp trọng điểm đi đầu quốc gia trong công nghiệp hóa nông nghiệp, cũng là tập đoàn doanh nghiệp được tỉnh, thành phố Yên ủng hộ nhiệt liệt, hắn căn bản không thể nhúng tay vào sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu, với lại lời của hắn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tứ Ngưu Dương Quốc Anh chưa chắc đã nghe. Hiện giờ Dương Quốc Anh vẫn là doanh nghiệp danh giá ở thành phố Yên, thậm chí là tỉnh Yên, đừng nói hắn chỉ là một bí thư quận ủy nhỏ bé, chính thị trưởng Hồ Tăng Chu cũng phải nhượng bộ 3 phần. Dương Quốc Anh là chiến sĩ thi đua toàn quốc, là tay cờ đỏ, 3 tháng 8, toàn quốc, là công dân có đóng góp nổi bật cho trẻ em toàn quốc, là công dân tiên tiến quản lý chất lượng toàn quốc, là doanh nhân Trung Quốc sáng nghiệp đầu tiên, là nữ doanh nhân ưu tú toàn quốc, v.v. Hơn 100 danh hiệu xếp hạng vinh dự, hưởng thụ tiền trợ cấp đặc biệt từ nhà nước. Là ủy viên Mặt trận Tổ quốc lần thứ 9, thứ 10, là người quản lý chuyên nghiệp đạt được giấy chứng nhận tư cách giám đốc cao cấp đợt đầu tiên. Trên đầu còn đội một đống vòng nguyệt quế chói mắt, nói không chừng trong mắt Dương Quốc Anh, bí thư quận ủy quận Hạ Mã vẫn là một tên hậu bối không đáng nhìn bằng nửa con mắt. Cũng phải, Dương Quốc Anh quả thực là một người có tài, tập đoàn Tứ Ngưu chính vì có sự dẫn dắt của bà mới có thể từ một xưởng nhỏ không có danh tiếng phát triển thành một tập đoàn doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa lớn mạnh, gia công sản phẩm sữa, nghiên cứu phát triển thành tập đoàn xí nghiệp quy mô lớn. Vì vậy, trong mắt lãnh đạo tỉnh thành, Dương Quốc Anh tuyệt đối là đại biểu doanh nhân ưu tú của thành phố Yên. Nên nói là ở giai đoạn hiện thời, tập đoàn sữa bột Tứ Ngưu đang trong thời kỳ phát triển bồng bột, vẫn chưa xảy ra chuyện thêm melamin amin vào sữa, nhưng trước mắt đã ẩn giấu tai họa ngầm rồi. Thực ra khi bình tâm mà suy luận, thị trường sữa bột Trung Quốc phồn vinh, cả về sau này có xuất hiện sự kiện thêm melamin vào sữa, từ bề ngoài nhìn vào là các doanh nghiệp sữa bột kiếm tiền từ lòng dạ ác độc mà thành. Nhưng thực chất còn là vì người tiêu dùng quá cuồng nhiệt và không lý trí cuối cùng mới dẫn tới sự kiện nguy hiểm xảy ra. Thị trường quyết định tất cả, không thể đem những chuyện kinh khủng toàn bộ đều quy cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn thỏa hiệp với thị trường, muốn có lợi ích từ thị trường, nhưng thị trường không tốt không hợp lý lẽ, kết cục sẽ ép doanh nghiệp đi vào con đường tuyệt vọng, xét đến cùng, trồng nên quả đắng cuối cùng vẫn là bản thân người tiêu dùng. Nhưng nếu toàn bộ đều quy tội cho người tiêu dùng thì vừa không hợp lý lại bất công. Kỳ thực khi nghĩ sâu xa vào vấn đề, là do thị trường kinh tế dị dạng của Trung Quốc, là cái mà Trung Quốc gọi là chuyên gia,
là một số lãnh đạo cao cấp có dụng tâm khác của Trung Quốc, v.v. Do đủ các loại nguyên nhân thúc đẩy, mới dẫn tới sự cuồng nhiệt của người dân về sữa bột, mới khiến rất nhiều phụ nữ không nuôi con bằng sữa mẹ, mà điên cuồng cho con uống sữa bò. Sữa bò dù sao cũng là sữa cho bê uống, không có lợi cho hấp thụ và tiêu hóa của con người. Từng có người lập cờ hiệu, một cốc sữa cường tráng một dân tộc, để chấn hưng ngành sản xuất sữa Trung Quốc, đằng sau có phải có ẩn giấu làm lợi cá nhân gì đó thì không cần nói nữa. Lại từ năm 2001 trở đi, Trung Quốc bắt đầu điên cuồng đề xướng nuôi con bằng sữa bột, nơi nơi tràn ngập ngôn luận của các nhà chuyên gia, giáo sư tuyên truyền mặt tốt của sữa bò, dường như chỉ cần uống một cốc sữa, trong một đêm, thể chất người dân Trung Quốc sẽ có chất để bay vọt vậy. Ai mà ngờ được sau khi sự kiện sữa bột tứ ngưu xảy ra, lại bắt đầu có vô số chuyên gia nhảy ra tuyên truyền mặt tốt khi nuôi con bằng sữa mẹ, lại từ luận chứng cao độ lý luận sữa bò không tốt cho cơ thể người hấp thu, đại đa số dinh dưỡng đều bị lãng phí, trên thực tế thì giá trị dinh dưỡng của sữa bò bị đánh giá cao nghiêm trọng, thậm chí còn không bằng bát cháo loãng. Đúng vậy, ai cũng rõ bất kể là chuyên gia hay giáo sư, tuyệt đối đa số là lớn lên bằng sữa mẹ. Không uống sữa bò mà bọn họ vẫn đủ thông minh. Cũng như vậy, không uống sữa bò, bọn họ cũng nói dối không chớp mắt. Có thể thấy đứng trước lợi ích trước mắt, trí thông minh hoàn toàn không liên quan đến việc uống sữa mẹ hay uống sữa bò. Chỉ cần có tiền, thổi phồng uống sữa mẹ, chỉ cần có lợi ích, uống sữa bò chửi mẹ ruột. Thực ra sữa bò không có bao nhiêu dinh dưỡng mà cơ thể người có thể hấp thụ. Các chuyên gia tuy thổi phồng là thổi phồng, nhưng lại không thay đổi được sự thật. Những em bé uống sữa bò có béo mập nhưng thể chất yếu. Qua những nghiên cứu trong 10 năm dài của đời sau mới phát hiện, thể chất thanh niên Trung Quốc liên tục đi xuống trong 10 năm, thì có thể rút ra kết luận, sữa bò không có tẹo quan hệ gì với sự cường tráng của một dân tộc. Chương 678, lựa chọn. Nhưng chính vì các chuyên gia thổi phồng và sự cố ý dẫn lối của giới truyền thông mới làm cho người dân toàn quốc đều cho rằng uống sữa bò là có lợi. Bất kể nghèo thế nào, có khóc gào thế nào cũng đòi cho con uống sữa bò. Các nhà sản xuất sữa bột vì muốn tăng cao tiêu thụ, đối mặt với một đám người tiêu dùng cuồng nhiệt, không lý trí, chỉ còn cách nghĩ ra quái chiêu tăng thêm vật phẩm gia tăng thành phần dinh dưỡng trong sữa. Kết quả đương nhiên là so bì lẫn nhau, đều tự thổi, tự biên tự diễn sữa bột công ty tôi dinh dưỡng nhiều thế nào, hiệu quả ra sao, có thể tăng thêm bao nhiêu trí lực, v.v. Từ ngữ quảng cáo thì ba hoa chích chòe. Trên thực tế thì trong sữa bột có ghi chú thành phần dinh dưỡng càng nhiều, thì càng chứng minh thêm nhiều chất phụ gia. Và sự thực gần như đa số các chất phụ gia đều là sản phẩm hóa học, chỉ cần là do người tạo ra thì đều có khả năng gây tổn hại đến cơ thể. Hễ là thành phần dinh dưỡng vượt qua dinh dưỡng của chính sữa bò đều là những thành phần con người tự thêm vào, đều ít nhiều tồn tại nguy hại giống như melamin amin. Hạ Tưởng rất rõ một điểm chính là, hắn không thể đi thao túng thị trường. Đi phát động một trận dư luận cách mạng, đi đánh tan lời nói dối về sữa bột sớm mấy năm, không hiện thực, cũng không thể. Những người dân chìm đắm trong cuồng nhiệt, muốn tỉnh táo lại chỉ có thể dùng thuốc cực mạnh, nhưng vẫn chưa tàn nhẫn bằng thuốc melamin amin hại trẻ nhỏ, có thể đưa chuyện này bóp chết khi còn trong nôi có lẽ là một công lớn. Hắn cũng không thể gặp trực diện Dương Quốc Anh, nói với bà ấy rằng sau này không được cho melamin amin vào sữa bột, nếu không sẽ gây ra mạng người. Sẽ hủy mất tập đoàn Tứ Ngưu. Nếu như hắn nói như vậy, Dương Quốc Anh khẳng định coi hắn là tên điên, sẽ còn đuổi hắn đi không chút nể tình gì. Việc thường nên lỏng không nên chặt, nhưng lỏng như thế nào là vấn đề cần phải tỉ mỉ sắp đặt. Hạ Tưởng rơi vào trầm tư thật lâu, bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, mắt sáng bừng lên. Ở phía tây quận Hạ Mã có khu đất hơn 1.000 mẫu ruộng tốt, nằm dưới chân núi, khí hậu ôn hòa, độ ẩm tốt, cực kỳ thích hợp cho việc trồng hoa màu. Nhưng bởi vì việc xây dựng quận Hạ Mã, nên cũng bị thu hồi, bây giờ đang ở trạng thái không dùng để đó. Ý ban đầu của Hạ Tưởng là muốn để đến thời khắc quan trọng sau này mới tung ra, để dành cho tập đoàn Viễn Cảnh hoặc tập đoàn Đạt Tài một khu cao cấp, lấy đó đo mức giá đất, tiến tới kéo vào kế hoạch của Nguyên Minh Lược. Hiện giờ hắn cũng đổi ý rồi, quyết định để dành miếng đất cho tập đoàn Tứ Ngưu. Tập đoàn Tứ Ngưu phát triển đến bây giờ, đúng lúc cần phải mở rộng khu vực nuôi trồng. Quận Hạ Mã không gần cũng không xa thành phố, nhất là khu đất để dành đó tuyệt đối vô cùng thích hợp cho việc xây dựng trang trại nuôi trồng. Nếu tập đoàn Tứ Ngưu thật sự muốn xây dựng trang trại nuôi trồng ở quận Hạ Mã, tương đương với căn cứ nguyên liệu sản xuất nằm ngay dưới mắt Hạ Tưởng,
hắn có thể có đủ lý do tiếp xúc với tập đoàn Tứ Ngưu, rồi dần dần tăng sức ảnh hưởng đến bọn họ. Hạ Tường liền gọi điện thoại cho Trần Phong. Bí thư Trần, tập đoàn Tứ Ngưu có phải là đang tìm một khu đất thích hợp để xây dựng trang trại nuôi trồng không? Hạ Tường cũng không khách khí, vừa gọi là nói ra ý định của mình luôn. Trần Phong cũng quen với những cuộc gọi và vấn đề đột ngột của Hạ Tường, cười ha hả. Cậu thật là thạo tin, đến cả tập đoàn Tứ Ngưu cũng có ý đồ. Không sai, bọn họ muốn tìm một địa điểm thích hợp để xây dựng trang trại nuôi bò, quận Kiều Tây nộp báo cáo lên thành phố còn chưa trả lời, trên nguyên tắc thành phố không can thiệp sự lựa chọn tự do của doanh nghiệp. Có phải cậu muốn kéo dự án khu đất nuôi trồng của tập đoàn Tứ Ngưu về quận Hạ Mã của cậu? Hạ Tường cười. Sống ở quận Hạ Mã phải biết yêu quận Hạ Mã nhiệt liệt, càng phải xây dựng quận Hạ Mã chứ. Lãnh đạo, quận Hạ Mã có một khu đất tốt cực kỳ thích hợp cho việc nuôi bò sữa. Chú và Dương Quốc Anh có mối quan hệ tốt, giúp cháu nói thử xem, thế nào ạ? Tôi là bí thư thành ủy, phải công bằng xử lý công việc. Trần Phong cười mắng lại một câu, rồi lại trầm ngâm. Ừ, theo lý mà nói quận Hạ Mã đất rộng người ít, thực sự có vài khu đất thích hợp cho việc xây dựng trang trại nuôi trồng hơn. Có điều, huyện Thường Sơn đã sớm nghe thấy phong thanh rồi, hiện tại ngày ngày cho người qua lại với tập đoàn Tứ Ngưu, cậu muốn kéo dự án về cũng phải thắt chặt hoạt động mới được. Tôi có thể nói giúp cậu, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do tập đoàn Tứ Ngưu nắm. Hạ Tưởng đương nhiên biết rõ thực lực hiện giờ của tập đoàn Tứ Ngưu, Trần Phong cũng không dễ trực tiếp mở lời gây áp lực, dù tập đoàn Tứ Ngưu là doanh nghiệp nhà nước, nhưng cũng có được quyền tự chủ cực lớn. Trên nguyên tắc, thành ủy sẽ không can thiệp vào con đường kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, Hạ Tưởng cũng không nghĩ là chỉ một câu nhẹ nhàng của Trần Phong thì có thể xong việc, hắn đã chuẩn bị kỹ tâm lý để đánh hạ lô cốt rồi. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Khúc Nhã Hân, ý ban đầu của Hạ Tưởng là để Khúc Nhã Hân phụ trách cụ thể việc này, là nữ phó thị trưởng của quận Hạ Mã, và cũng cùng giới với Dương Quốc Anh, nếu giao lưu thì có lẽ dễ dàng hơn một chút. Phụ nữ với phụ nữ cũng dễ có tiếng nói chung. Đột nhiên điện thoại reo vang, cầm máy lên, là Lý Thấm gọi tới. Thời gian đón Tết Lý Thấm không có liên lạc với Hạ Tưởng, cô đón Tết ở đâu hoặc làm gì Hạ Tưởng đều không rõ, cũng không quan tâm, hắn chỉ để ý năng lực và thái độ làm việc của cô. Lý Thấm gọi điện đến cực đúng lúc, nói là kịp lúc, vì đề nghị của cô ấy vừa chạm đúng vào chỗ khó xử của Hạ Tưởng. Lãnh đạo, công ty bất động sản của Tề Á Nam đều đã chuẩn bị bố trí ổn thỏa, chuẩn bị chính thức tiến quân vào thị trường bất động sản thành phố Yến. Anh ta nhờ tôi chọn một miếng đất, tôi thấy đoạn thôn thành Tây vùng núi phía Tây. Hơn 1000 mẫu ruộng đoạn thôn thành Tây chính là miếng đất Hạ Tưởng vốn có ý quy hoạch cho tập đoàn Tứ Ngưu. Đoạn thôn thành Tây tuy xa khu vực quận thành, nhưng không khí trong lành, khí hậu ôn hòa, lại nằm dưới chân núi, dựa sơn tựa thủy. Xuân về hoa nở. Đến mùa hè non nước đẹp thanh khiết. Bắt đầu từ bây giờ mà lấy đất, thì đến xuân vừa đúng thời gian khởi công, tuyệt đối bán được giá. Mắt nhìn của Lý Thấm chuẩn lạ thường, cô phân tích mảnh đất thôn thành Tây rất đến nơi đến chốn, hoàn toàn phù hợp với dự đoán của Hạ Tưởng. Xa thì có xa một chút, nhưng theo sự thông dụng của xe ô tô, khoảng cách không thành vấn đề, mà tương phản, môi trường sống tốt mới là vấn đề quan tâm nhất của người dân thành phố luôn theo đuổi cuộc sống chất lượng cao. Hưởng thụ cao. Xây dựng vài khu nhà cao cấp tại thôn thành Tây, không những có thể nâng cao phẩm vị của thị trường bất động sản quận Hạ Mã, còn có thể có tác dụng nâng giá nhà lên. Bởi vì giá khu đất thôn thành Tây thấp hơn nhiều so với trung tâm quận, đồng thời, do bất động sản Nam Tân và liên hệ thêm mấy nhà bất động sản nữa, nếu đưa toàn bộ khu đất hơn 1000 mẫu ruộng đó đều xây thành một khu sinh sống lớn, chắc chắn sẽ có hiệu quả cho việc kiềm chế hành động tiếp theo của thương mại Trường Cơ. Mặc dù Lý Thấm không hay biết hành động tiếp theo của Hạ Tưởng là gì, Hạ Tưởng cũng không từng tiết lộ cho cô tác dụng của khu đất thôn thành Tây, chỉ là trong một lần hội nghị vô tình nhắc một câu, không ngờ Lý Thấm bắt đầu từ đây, đưa ra suy luận lại không xa kém với sự tưởng tượng của hắn là bao, đúng là rất giỏi. Nhất là sự phân tích triển vọng bất động sản thôn thành Tây của Lý Thấm càng chú ý của Hạ Tưởng, thậm chí có thể nói là giai đoạn hiện thời, trong số những người chung quanh Hạ Tưởng, bất kể là Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân, hay Thiếu Giai, đến cả Liên Nhược Hàm ai cũng không lĩnh hội sâu sắc dụng ý của hắn như Lý Thấm, ngay chính bản thân Hạ Tưởng cũng phải vô cùng tán thưởng sự thông minh sắc sảo của cô. Nhưng đề nghị của Lý Thấm cũng chính là chỗ khó của hắn hiện tại. Thôn Thành Tây là một trong những đòn sát thủ mà hắn để dành,
trong trận chiến đối kháng vốn lưu động của thương mại Trường Cơ, cũng là một phần cực kỳ quan trọng. Nhưng hắn đột nhiên thay đổi ý định, vì muốn đến gần với tập đoàn Tứ Ngưu, vì muốn đem mầm nguy hại của Melamine Amin bóp chết trước lúc mới nhú, không thể không ra lựa chọn trọng đại khác, lấy mảnh đất thôn thành Tây đổi lấy sức ảnh hưởng lên tập đoàn Tứ Ngưu. Tuy rằng nói hai người đều là đứng ở góc độ vì nước vì dân mà suy xét, nhưng ngăn chặn thương mại Trường Cơ dù sao cũng là chuyện phạm vi nhỏ, mà sự nguy hại của sữa bột Tứ Ngưu đến hàng nghìn hàng vạn em nhỏ, lớn và rộng, cả thị trường bột sữa nguy hại đến cả thế hệ sau của Trung Quốc. So sánh lẫn nhau vẫn là sữa bột Tứ Ngưu mang đến hậu quả nghiêm trọng, nên chỉ có thể bắt to thả nhỏ thôi. Vấn đề mấu chốt là, hắn chưa có cách nào để giải thích rõ ràng. Hạ Tưởng Trần trừ một lát, cũng biết có những chuyện chỉ một mình hắn gánh vác, cũng chỉ có mình hắn ra quyết định, không ai lý giải, không ai ủng hộ không quan trọng, cái quan trọng là, phải ra lựa chọn khó khăn, phải làm được để không hổ thẹn với lương tâm, phải làm được việc không phụ mình được hồi sinh lại, thì phải chịu trách nhiệm. Khu đất thôn thành Tây tôi có ý dùng khác, bất động sản Nam Tân tìm một địa điểm khác thích hợp hơn là được. Lời Hạ Tưởng vừa thốt ra, Lý Thấm lập tức biểu thị nghi ngờ và bất mãn. Tôi muốn hỏi vì sao? Lãnh đạo, anh nói để Tề Á Nam tiến quân vào bất động sản, được, tôi ủng hộ, còn giúp anh ta làm xong hết các thủ tục ở Bắc Kinh. Anh cũng nói để giám đốc Tiếu đem toàn bộ tiền vốn chuyển sang dự án bất động sản, được, tôi vẫn cực lực ủng hộ và tuân theo. Tôi nói thật, thật ra miếng đất thôn thành Tây một mình bất động sản Nam Tân không ăn hết, tôi muốn Quảng Hạ của giám đốc Tiếu cũng được chia một bát canh, thậm chí tôi đều đã làm xong quy hoạch rồi. Nhưng một câu của anh làm rối loạn hết toàn bộ kế hoạch của tôi, anh phải đưa ra một lời giải thích hợp lý mới được. Lý Thấm chính là Lý Thấm, cô ở nước ngoài nhiều năm, nuôi dưỡng thành tính cách dám chống đối lại cấp trên, chỉ cần cô cho rằng đúng, cô liền dám lý luận với Hạ Tưởng một phen. Thực ra Hạ Tưởng cũng thích tính cách thẳng thắn của Lý Thấm, một người nghe quen lời nịnh hót và nói dối đầu óc dễ phán đoán sai lầm, sẽ cho rằng bản thân mình vĩnh viễn là đúng, thiên hạ đệ nhất. Chỉ có bên cạnh luôn có người gõ tỉnh, có người nghi ngờ hắn mới có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo, không đến mức tự cao tự đại. Tự cao tự đại không có kết cục tốt gì, hoặc là hại người, hoặc là hại mình. Quyền lực càng lớn, thì càng hại nước hại dân. Nhưng sự nghi vấn của Lý Thấm, Hạ Tưởng thật sự không dễ giải thích thật sự, hắn hơi trầm ngâm, mới nói. Tôi định dùng để khởi công dự án trang trại chăn nuôi. Trang trại chăn nuôi. Lý Thấm càng bực hơn. Trang trại chăn nuôi có lợi ích gì? Nhìn vào thế cục trước mắt của quận Hạ Mã, bất kỳ dự án nào đều không kéo được lợi nhuận cao bằng đầu tư bất động sản, lợi ích lâu dài, đồng thời còn sẽ kéo được nhiều ngành lẻ khác, càng có thể lập chiến tích, nâng cao GDP, đường đường là bí thư hạ, là lãnh đạo vẫn luôn anh minh, sao đột nhiên lại đưa ra quyết định không hợp lẽ thường? Chăn nuôi cái gì, bò sữa hay là cừu? Lý Thấm hiểu biết về nghiệp chăn nuôi có hạn, chỉ biết đến cừu. Đổi là người khác, Hạ Tưởng mới thèm mà giải thích gì, nhưng Lý Thấm không phải người ngoài, là một trong những cánh tay nể trọng nhất trước mắt của hắn, hắn cũng muốn cô yên tâm. Vậy đi, cô thông báo Thẩm Lập Xuân, Tôn Hiện Vĩ và Tiêu Ngũ, Tề Á Nam buổi tối họp ở Thấm Viên Xuân, đến lúc đó gặp mặt rồi bàn tiếp. Lý Thấm bất mãn thì bất mãn, cũng biết Hạ Tưởng tuy hiền lành nhưng quyền uy của hắn vẫn là không dễ xâm phạm, nên không phục nói. Được. Tôi hy vọng lãnh đạo đến lúc đó cho tôi một đáp án hài lòng, nếu không, sẽ khiến sĩ khí tôi giảm sút. Hay, một câu sĩ khí giảm sút, buông điện thoại, Hạ Tưởng cười ha ha, lắc đầu vô vị. Là lúc nên gặp mặt trao đổi một chút đại sự rồi, hiện tại thương mại Trường Cơ đang dục dịch, với lại đã nắm được trên 60% nguồn bất động sản của quận Hạ Mã, phỏng chừng bước tiếp theo có lẽ nên nâng giá lên rồi. Và lại Hạ Tưởng cũng nghe được một chút phong thanh. Siêu thị Trường Cơ của Nguyên Minh Lượng khởi công, gần như biểu lộ sách lược của ông ta có hơi chút chuyển biến. Đương nhiên, hắn còn muốn cùng thảo luận một chút với mọi người là làm thế nào mở rộng hơn nữa con đường phát triển của thị trường bất động sản quận Hạ Mã, để cho vài lực lượng hậu bị chính thức tiến quân vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, thổi vang kèn lệnh tiến tới, chuẩn bị nghênh chiến. Định xong cuộc hội nghị buổi tối, Hạ Tưởng liền nhấc điện thoại, đích thân gọi cho Khúc Nhã Hân. Bình thường bí thư uy phong một chút muốn gặp một phó chủ tịch quận, đều sẽ để thư ký đi thông báo. Hạ Tưởng đích thân gọi điện thoại khiến cho Khúc Nhã Hân được cổ vũ lớn, trong lòng cực hưởng thụ, cảm thấy Hạ Tưởng vẫn là chưa quên người bạn cũ này. Khúc Nhã Hân chải vuốt tỉ mỉ một chút tóc tai,
rồi chỉnh lại quần áo, còn cố ý soi gương mới bước nhẹ nhàng đến văn phòng làm việc của Hạ Tưởng, khi đi qua trước mặt Hoàng Vĩ Cương, còn không quên gật đầu cười với gã. Hoàng Vĩ Cương không có ấn tượng sâu sắc về Khúc Nhã Hân, vì gã và Khúc Nhã Hân rất ít giao tiếp. Trong ấn tượng, gã luôn cảm thấy Khúc Nhã Hân nói năng thận trọng, chỉ có vài lần gặp mặt cũng không nói chuyện được một lần. Không ngờ hôm nay Khúc Nhã Hân thản nhiên cười, khiến cho Hoàng Vĩ Cương người chưa từng nói chuyện yêu đương như chúng một luồng điện đứng ngây ra đó. Gã bị nụ cười tươi sáng và sự quyến rũ chín chắn trong phút chốc của Khúc Nhã Hân đánh trúng rồi, từ giờ khắc này, trong khoảng thời gian dài Khúc Nhã Hân đều là người tình trong mộng của Hoàng Vĩ Cương, làm cho mối tình chị em trong gã tràn lan, cuối cùng vẫn là tìm một người bạn gái hơn gã 5 tuổi mới thôi. Hoàng Vĩ Cương ngây ngất nhìn theo bóng dáng Khúc Nhã Hân mất dần vào phòng trong, không khỏi miên man bất định, hóa ra vẫn là người phụ nữ thành thục mới là mê người nhất, phong tình nhất. Hóa ra dáng người phó chủ tịch quận Khúc thướt tha nhiều vẻ, đường cong mê người, tuy quần áo có rộng thùng thình, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp trời phú của cô. May mắn là Khúc Nhã Hân không quay đầu lại nhìn, nếu cô ấy vô tình quay đầu lại, nói không chừng còn khiến cho Hoàng Vĩ Cương mê đắm hơn nữa, từ đấy cứ say đắm không biết thế nào là ngày tận thế nữa. Vừa rồi Khúc Nhã Hân cười với Hoàng Vĩ Cương, thực chất là không có ý gì, trong lòng cô chỉ nghĩ là làm thế nào biểu hiện thật tốt trước mặt Hạ Tưởng, không phụ sự phó thác của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy Khúc Nhã Hân bước vào, đứng dậy nghênh đón, coi như là phép lịch sự đối với cô. Khúc Nhã Hân vội gật đầu thăm hỏi. Lãnh đạo nhanh mời ngồi, có gì dặn dò và tinh thần chỉ thị xin cứ nói. Hạ Tưởng mời Khúc Nhã Hân ngồi xuống, thấy cô hôm nay nét mặt tỏa sáng, toát ra phong thái mê người, trong lòng so sánh Khúc Nhã Hân và Biện Tú Linh, càng trẻ càng có phong tình khác thường. Biện Tú Linh thắng ở điểm phong độ trưởng thành, Khúc Nhã Hân thắng ở điểm trong cái thành thục vẫn hơi có chút sắc thái ngây thơ, có thể nói mỗi người một vẻ, xem như hai bông hoa xuất chúng của quận Hạ Mã. Trong các phó chủ tịch quận ở Ủy ban Nhân dân quận, còn có một nữ phó chủ tịch quận nữa, tên là Tề Hân Hoa. Tính cách Tề Hân Hoa hơi giống Khúc Nhã Hân, nhưng diện mạo lại không bằng Khúc Nhã Hân và Biện Tú Linh, hơi thiên về tầm trung bình, nhưng người tốt, ít nhất rất thiết thực và rất nhiệt tình, bây giờ ở trong Ủy ban Nhân dân quận có tiếng là người hiền lành. Hạ Tưởng thu hồi lại suy nghĩ, thuận theo lý biểu hiện của cô trong mấy tháng đến quận Hạ Mã, đánh giá cô tầm trung cao, tài năng và nhân cách đều tốt, chỉ là có lúc gặp chuyện không đủ bình tĩnh, đương nhiên vì cô là nữ, suy xét từ sự khác biệt về tính cách cũng không coi đó là khuyết điểm. Cô có quen biết Tổng Giám đốc Tập đoàn Tứ Ngưu Dương Quốc Anh không? Hạ Tưởng hỏi tạm một câu, coi như là mở đầu cho vấn đề, hắn không cho rằng Khúc Nhã Hân biết Dương Quốc Anh. Biết. Khúc Nhã Hân sợ Hạ Tưởng giao cho cô nhiệm vụ gì không thể đảm nhiệm, nếu không hoàn thành sẽ khiến cậu ấy có ấn tượng không tốt về mình, không ngờ vừa mở miệng lại là Dương Quốc Anh, ánh mắt cô bỗng nhiệt tình hẳn lên. Lãnh đạo có chuyện gì cần tìm Tổng Giám đốc Dương, có phải muốn mua sữa bột cho con trai? Vừa hay tôi và Tổng Giám đốc cũng coi là quen thân, tìm cô ấy phê cho một văn bản, chắc chắn sẽ rẻ đi không ít. Hạ Tưởng khóc dở mếu dở, Khúc Nhã Hân quả đúng là nhiệt tình. Hắn vừa hỏi một câu thì nghĩ là hắn muốn mua sữa bột, cũng đúng, con trai hắn đang trong độ tuổi uống sữa bột. Có điều Hạ Tưởng không dám cho Hạ Đồng uống sữa Tứ Ngưu, vì đích thân hắn đã từng trải qua sự kiện sữa bột Tứ Ngưu, câu vẻ truyền miệng năm đó hắn còn nhớ rõ rành mạch. Như, uống sữa Tứ Ngưu, sẽ là quán quân Paralympic, mỗi năm một cân, cường tráng thận người Trung Quốc. Sữa bột Tứ Ngưu, vinh danh tập đoàn sản xuất hóa chất V.V. Thể hiện rõ đầy đủ sự bất lực và phẫn nộ của người dân. Sau khi sự kiện sữa bột Tứ Ngưu bùng phát, danh dự ngành sản xuất sữa Trung Quốc tụt dốc không phanh, hầu như tất cả các xưởng sản xuất không một nhà nào may mắn thoát khỏi, đều bị trúng tên. Cũng từ mặt bên đã chứng minh rằng quy tắc ngầm của ngành sản xuất sữa, trên cơ bản là hoặc ít hoặc nhiều, công khai, âm thầm đều có thêm chất phụ gia, vấn đề không phải là có hay không, mà là nhiều hay ít. Hạ Tưởng lắc đầu cười, rồi nói. Không phải mua sữa bột, là muốn cô ra mặt đại diện Ủy ban Nhân dân quận Hạ Mã đến gặp tiếp xúc với Dương Quốc Anh, thuyết phục cô ấy, để cô ấy xây dựng trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu tại quận Hạ Mã. Khúc Nhã Hân hiểu tất cả việc Hạ Tưởng làm là chuyện công, mặt đỏ lên, cười cười. Tôi cố hết sức thử, con người Tổng Giám đốc Dương hơi cố chấp, không dễ thuyết phục, tầm mắt cô ấy cao, thể diện của tôi không đủ lớn. Khúc Nhã Hân nói lời thật, cô có quen biết Dương Quốc Anh. Cũng là duyên cớ từ thu viên.
Có một năm thu viên đến phỏng vấn Dương Quốc Anh, Khúc Nhã Hân đi theo góp vui, nói chuyện qua với Dương Quốc Anh. Dương Quốc Anh có ấn tượng tốt về cô, hai người nói chuyện cũng được xem hợp cả, xem như là có quen biết. Cô không nghĩ là Hạ Tưởng giao cho mình một chuyện lớn như vậy, trong lòng không có tự tin lắm. Vì Dương Quốc Anh là nhân vật lớn mà lãnh đạo hai cấp tỉnh, thành phố đều coi trọng, là doanh nghiệp cấp sao của tỉnh Yến, và vì tập đoàn Tứ Ngưu từ một xưởng sản xuất vô danh trở thành một trong 100 doanh nghiệp cường mạnh toàn quốc, cũng vì vậy khiến cho Dương Quốc Anh tự cho mình cao xa, người bình thường cô ta đều không để vào mắt. Nhưng Hạ Tưởng đem một chuyện lớn như vậy giao cho cô làm, cũng là thể hiện tín nhiệm cô, Khúc Nhã Hân liền thầm quyết định, nhất định phải nghĩ mọi cách làm Dương Quốc Anh cảm động. Hạ Tưởng cũng biết chuyện không dễ làm, nếu như trong lòng Dương Quốc Anh đã có quyết định rồi, muốn cô ta thay đổi ý định cũng khó. Tuy Hạ Tưởng không rõ lắm con người Dương Quốc Anh, nhưng từ sau khi sự kiện sữa bột tập đoàn Tứ Ngưu xảy ra, Dương Quốc Anh bị xử tù chung thân thì cũng có thể phỏng đoán ra điều gì đó. Chương 679, thành viên tổ chức kinh tế. Mặc dù tất cả các tin tức mà báo chí đưa đều đã được xử lý và chắt lọc, hắn vẫn phát hiện một số vết tích bên trong. Chỉ sợ là Dương Quốc Anh hơi lộng quyền. Tuy nhiên phỏng đoán dù sao vẫn chỉ là phỏng đoán, cần phải để Khúc Nhã Hân đích thân đến tiếp xúc với Dương Quốc Anh mới biết được tập đoàn Tứ Ngưu đã có quyết định gì chưa, nếu không tranh thủ thì Hạ Tưởng cũng khó yên lòng. Hắn không phải chỉ vì lợi ích của cả một quận Hạ Mã, mà cũng là vì đưa nguồn sữa xây dựng tại quận Hạ Mã, để dễ gây ảnh hưởng từ gốc ngọn đến quyết định sai lầm sau này của tập đoàn Tứ Ngưu. Cho dù hắn cũng rõ, thực ra việc thêm chất melamin chưa chắc là hành vi của nông trại sữa, nói cho cùng vẫn là nhà sản xuất ngầm cho phép hoặc dung túng, hoặc nhà sản xuất tự tay thêm vào, nhưng nếu trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu xây dựng tại quận Hạ Mã, thì ít nhất hắn có thể danh chính ngôn thuận trực tiếp dùng thủ đoạn chính trị tham gia vào việc quản lý khu nuôi trồng khi sự việc bắt đầu có dấu hiệu nổi lên, xấu nhất cũng phải phơi bày ra, cũng còn hơn làm tổn hại hàng trăm hàng nghìn trẻ em vô tội. Thân là ba của ba đứa trẻ, Hạ Tưởng lĩnh hội sâu sắc tình cha mẹ đối với những đứa con của mình. Vừa nghĩ đến sẽ có vô số trẻ em vì uống sữa bột ác độc mà bị sỏi thận đau đớn nhường nào, thậm chí bi thảm hơn là cái chết, trong lòng hắn âm ẩm đau. Suy từ bụng ta ra bụng người, hắn không dám tưởng tượng Hạ Đông, Liên Hạ hay Mai Đình bất kỳ trẻ em nào bị sỏi hay hỏng thận, hắn sẽ đau đớn, thống khổ thế nào. Nếu cần một số thủ đoạn không tử tế lắm thì cô có thể tự quyết định, cần cái gì thì cứ việc nói với tôi, cần phải làm động lòng Tổng Giám Đốc Dương, khiến bà ta phải đập bàn. Hạ Tưởng hạ quyết tâm, trực tiếp nói rõ lập trường với Khúc Nhã Hân. Trang trại chăn nuôi có thể xây dựng tại quận Hạ Mã hay không rất quan trọng, bất kể là dùng thủ đoạn nào thì chỉ cần đạt được mục đích thì đều là một chuyện có công lớn. Lập trường kiên định của Hạ Tưởng khiến tinh thần Khúc Nhã Hân bị kích động, cô bỗng đứng dậy. Xin Bí Thư Hạ yên tâm, có câu này của anh thì tôi sẽ ngày ngày bám lấy Tổng Giám Đốc Dương, phải khiến bà ta mở miệng. Tôi sẽ coi chuyện này là một nhiệm vụ chính trị để làm, không đạt được mục đích thì sẽ không thôi. Mặt Khúc Nhã Hân hơi hơi đỏ lên, nhưng lại cực kỳ kiên định, ánh mắt phát ra thần thái khác lạ, hiện rõ thần thái cả người sáng láng. Tuy cô ăn mặc kín đáo nhưng y phục rộng không che đậy nổi thân thể đầy đặn mà nhấp nhô của cô. Hạ Tưởng cười ha ha, cũng đứng dậy. Cũng không cần áp lực lớn quá, cố gắng mà làm là được rồi. Đồng thời cô cũng cần phải nghiên cứu kỹ một chút ưu thế của quận Hạ Mã, để Tổng Giám Đốc Dương tin là xây dựng trang trại chăn nuôi tại quận Hạ Mã là quyết định thắng lợi đôi đường. Sau khi Khúc Nhã Hân trở về văn phòng làm việc, tâm trạng vẫn khó bình tĩnh lại. Không ngờ Hạ Tưởng bỗng chốc giao cho cô một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng như vậy, quận Hạ Mã có 4, 5 vị phó chủ tịch quận, hắn ai cũng không chọn mà lại chọn cô, chính là tín nhiệm cô nhất, khiến cho cô có một sĩ khí kích động có thể chết vì tri kỷ. Cho dù cô là phụ nữ, nhưng cô không muốn bản thân phụ nữ của chính mình để miêu tả tâm trạng hiện tại của mình. Bây giờ cô thà quên đi giới tính của mình, mà chỉ muốn xem bản thân là thuộc hạ được Hạ Tưởng phó thác trọng trách quan trọng. Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, Khúc Nhã Hân lấy điện thoại gọi cho Thu Viên, vì cô biết rằng Dương Quốc Anh hơi thích danh vọng. Nếu như cô có thể thuyết phục Thu Viên phỏng vấn Dương Quốc Anh thêm một lần nữa làm mở đầu, phỏng chừng sự tiếp xúc giữa cô và Dương Quốc Anh sẽ có mở đầu cực kỳ tốt đẹp. Hạ Tưởng sắp xếp công việc cho Khúc Nhã Hân xong, vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Buổi chiều sau khi vào làm, hắn lại đến tìm Trần Thiên Vũ và Kim Hồng Tâm, để hai người họ phân nhau thu thập tư liệu nội bộ tập đoàn Tứ Ngưu, và nghiên cứu con người Dương Quốc Anh một chút.
đồng thời dặn dò Trần Thiên Vũ phân tích sâu chuyện của tập đoàn Tứ Ngưu, khi cần có thể làm xong chuẩn bị thay Khúc Nhã Hân. Tất cả những gì mà Hạ Tưởng làm chính là để đảm bảo tuyệt đối không sai sót, nhầm lẫn. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Hạ Tưởng lại nghĩ rằng sự việc quan trọng, cần phải làm thông tư tưởng với Lý Hàm, nếu không thì lại thể hiện hắn chuyên quyền độc đoán quá. Hạ Tưởng để Kim Hồng Tâm đến thông báo cho Lý Hàm đến văn phòng của hắn, sau khi hắn tiễn Trần Thiên Vũ đi xong, một mình ngồi trước cửa sổ ngẩn ngơ. Bỗng nhiên lại nghĩ đến theo sau sự kiện xuất hiện ngoài ý muốn của tập đoàn Tứ Ngưu, theo sau việc Triệu Khang cũng muốn tiến quân vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, theo sau chuyện màn che của đại chiến giữa mình và Nguyên Minh Lượng dần được vén lên, thế cục trong tỉnh cũng cần phải có hướng đi ngày càng rõ mới đúng. Hiện tại đại chiến quận Hạ Mã sắp được mở ra, ngoài mặt thành phố gió lặng sóng yên, trên thực tế thì nghe nói ngày Trần Phong rời chức đã được trình lên, mà trong tỉnh tin tức Tiền Cẩm Tùng rời chức đã truyền ra ngoài, nhưng người tiếp nhận chức là ai thì không ai biết, chính là nói cuộc đấu ở Bắc Kinh còn chưa phân thắng bại. Có thể nói là gió thổi mưa dông trước cơn bão. Chỉ mong trong giai đoạn này Lý Hàm không sinh sự mới tốt. Cửa vừa vang lên, Lý Hàm bước vào. Lý Hàm vẫn muốn là bộ dạng cũ, mặc kiểu áo tôn trung sơn, đeo chiếc kính kiểu cũ, giống như một vị thầy giáo trung học. Ông cúi đầu bước vào, trong tay cầm một tệp văn kiện, vừa vào đã nói. Bí thư Hạ, chuyện miếng đất thôn Thành Tây là thế nào vậy? Rất nhiều tập đoàn lớn đều nhìn chúng miếng đất đó, chuẩn bị dùng để xây dựng nhà xưởng. Nhưng nghe Thiên Vũ nói ngài có dự định khác. Thật đúng là chuyện gì cũng hướng về một nơi, đến cả Trịnh Nghị cũng có ý muốn với thôn Thành Tây. Hạ Tưởng mỉm cười ra hiệu Lý Hàm ngồi xuống. Hắn không ghế trên, mà là ngồi cạnh bên Lý Hàm, bày ra thái độ nói chuyện bình đẳng. Tôi tìm anh tới vừa đúng lúc muốn nói chuyện khu đất thôn Thành Tây. Hạ Tưởng biết Lý Hàm thích hút thuốc, liền thuận tay lấy ra một điếu đưa qua. Tôi định dành miếng đất ấy cho tập đoàn Tứ Ngưu để xây dựng trang trại chăn nuôi. Cái gì? Lý Hàm nhận lấy điếu thuốc còn chưa châm lửa, liền chấn động. Tập đoàn Tứ Ngưu, trang trại chăn nuôi, bí thư Hạ, quyết định này quá là khinh suất rồi. Một trang trại chăn nuôi không những không mang lợi ích gì đến, không thể thúc tiến kinh tế quận Hạ Mã phát triển, mà còn có khả năng mang lại sự ô nhiễm và ảnh hưởng mặt phụ. Lại nói thêm một miếng đất lớn tốt như vậy mà dùng để nuôi bò thì quá là lãng phí rồi. Tôi thấy không thích hợp lắm. Thái độ Lý Hàm rất kiên quyết, trực tiếp phủ định hoàn toàn. Nhìn từ ngắn hạn, trang trại chăn nuôi đương nhiên không mang lợi ích đến quận Hạ Mã bằng khu sản xuất linh kiện thiết bị điện gia dụng màu trắng. Nhìn từ dài hạn, càng không bằng khởi công dự án bất động sản có lợi cho việc nâng cao tổng sản lượng kinh tế. Trên thực tế, Hạ Tưởng cũng biết rõ hắn khởi công dự án trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu không những thao tác phiền phức, công việc giai đoạn đầu rườm rà, với lại quả thực mang lại lợi ích kinh tế cho quận Hạ Mã không rõ ràng lắm, dễ bị người ta lên án. Nhưng có những chuyện lại cần phải lâm vào, cũng chỉ có nắm nguồn sữa trong tay thì mới có thể ngăn chặn sự kiện melamin tái diễn từ cơ bản, không để cho sữa sỏi thận gây hại đến cả một thế hệ. Áp lực có thì cần phải đứng vững, khó khăn có thì cần phải khắc phục. Tập đoàn Tứ Ngưu hiện giờ là doanh nghiệp có tên trong danh sách 100 doanh nghiệp mạnh cả nước, thế phát triển rất mạnh, tin rằng không qua vài năm thì sẽ phải xây thêm xưởng. Bây giờ nếu chúng ta kéo được dự án trang trại chăn nuôi trước, quận Hạ Mã đã trở thành nguồn sữa cho tập đoàn Tứ Ngưu. Tất nhiên sẽ được tập đoàn Tứ Ngưu coi trọng. Hạ Tưởng cũng biết muốn thuyết phục Lý Hàm không dễ, nhưng hắn phải lấy thái độ nói chuyện ngang bằng, không thể trực tiếp lấy quyền uy của bí thư ra thô bạo ép buộc Lý Hàm vào khuôn khổ. Chúng ta ra tay trước thì chiếm được lợi thế, xây dựng nguồn sữa tại quận Hạ Mã trước, đợi khi tập đoàn Tứ Ngưu mở rộng nhà xưởng, quận Hạ Mã chính là mục tiêu ưu tiên nghĩ đến đầu tiên rồi. Đương nhiên chỗ lợi trong thời gian ngắn cũng có, tập đoàn Tứ Ngưu là doanh nghiệp ngôi sao của thành phố và tỉnh, nguồn sữa được xây dựng tại quận Hạ Mã, cũng là sự khẳng định của quận Hạ Mã, có lợi tuyên truyền ra bên ngoài cho quận Hạ Mã. Lý Hàm trầm tư một lát. Bí thư Hạ nói cũng có lý. Nhưng tôi vẫn giữ cách nhìn của mình. Xây dựng khu sản xuất linh kiện thiết bị điện gia dụng màu trắng càng có lợi cho việc nâng cao hình tượng quận Hạ Mã, tập đoàn Chúng Đại cũng là doanh nghiệp nổi tiếng toàn quốc, với lại tập đoàn Chúng Đại hứa rằng tổng số vốn đầu tư sẽ là 500 triệu tệ. Lý do của Lý Hàm cũng hợp tình hợp lý, tập đoàn Chúng Đại quả thực cũng có lợi cho việc nâng cao hình tượng quận Hạ Mã, hơn nữa vừa có lợi ích trước mắt lại vừa có triển vọng lâu dài, ít nhất nhìn từ bề ngoài thì quả thực hấp dẫn.
nhưng cho dù không có chuyện trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, miếng đất thôn thành Tây Hạ tưởng cũng sẽ không để cho tập đoàn chúng đại lấy được. Hắn thà để lại phát triển dự án bất động sản. Danh tiếng khu sản xuất linh kiện thiết bị điện gia dụng màu trắng của tập đoàn chúng đại cũng khá, nghe nói cũng là công nghiệp kỹ thuật cao, nhưng trên thực tế vẫn là quy mô không lớn, tầng lớp kỹ thuật nhà máy linh kiện không cao, hơn nữa còn có khả năng tạo thành ô nhiễm kim loại nặng. Hạ Tưởng liền nói thật ra sự lo lắng trong lòng của mình. Làm phép so sánh, tôi kiên trì cho rằng trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu vẫn là càng có triển vọng lâu dài hơn chấm hay là chúng ta mở cuộc họp thảo luận một chút. Vậy hãy mở cuộc họp hội ý trước, trưng cầu một chút ý kiến của mọi người hay hơn. Thái độ của Lý Hàm cũng rất kiên định, không có dấu hiệu buông lỏng. Nghe nhiều thì sẽ sáng tỏ, tin một phía thì tối tăm, thôi thì chúng ta đã không có chung quan điểm thì cứ do tập thể quyết định. Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt giữ vững kiên định của Lý Hàm, cũng không tranh luận thêm gì với y. Xem ra lần sau chiêu đầu tiên giữa bí thư và chủ tịch quận là phải mặt đối mặt rồi. Hắn gật đầu cười. Được. Tôi xem thời gian, nhanh chóng sắp xếp một cuộc họp hội ý trước. Bí thư cuối cùng vẫn là bí thư, có quyền quyết định thời gian mời dự họp hội nghị, Lý Hàm không tiện nói thêm gì nữa, gật đầu rồi đi mất. Lý Hàm vừa đi, Hạ Tưởng vứt điếu thuốc mà y chưa hút một miếng vào gạt tàn thuốc lá, lắc đầu cười. Trong lòng nghĩ cuối cùng Lý Hàm vẫn là lộ ra mặt bảo vệ lợi ích cho Phó Tiên Phong, bởi vì dự án của Trịnh Nghị, đến thành phố Yến sớm nhất là tìm kiếm sự giúp đỡ của Phó Tiên Phong. Đương nhiên là Phó Tiên Phong không cần lộ diện, khác có Lý Hàm chu toàn bên trong. Là nhân vật số một của quận Hạ Mã, Hạ Tưởng cũng sẽ không từ chối bỏ lỡ đầu tư lớn, không hợp với lợi ích của quận Hạ Mã, cũng không phù hợp với nguyên tắc làm người của hắn. Hắn không có thành kiến gì về bản thân Trịnh Nghị, chỉ là có chút ý kiến về sự lựa chọn đầu tư của y. Nhưng tập đoàn chúng đại đã kiên trì muốn xây dựng nhà máy ở quận Hạ Mã, hắn cũng không thể ra tay cản trở. Mấu chốt là khu sản xuất linh kiện còn muốn xây dựng tại thôn thành Tây non nước hữu tình thì có chút lãng phí tài nguyên rồi. Nếu không phải vì chuyện của tập đoàn Tứ Ngưu làm cho hắn có chút phải vào đầu, hắn chỉ cần nhấc thôn thành Tây ra dành cho nhà bất động sản khai thác thành khu nhà cao cấp là được rồi, tuyệt đối có thể ngăn chặn được biện luận của nhiều người. Nhưng hiện giờ hắn đột nhiên quyết định muốn khởi công dự án trang trại chăn nuôi, chỉ sợ muốn thuyết phục mấy vị ủy viên thường vụ là phải mất một phen sức lực đây. May mắn là hắn có Phó Hiểu Bân xứng đáng trọng dụng. Sắp đến giờ tan sở, Phó Hiểu Bân đi ra từ văn phòng của Hạ Tưởng, vẻ mặt cười nhạt, đi thẳng đến văn phòng làm việc của Trang Thanh Vân. Lãnh đạo đã giao nhiệm vụ xuống thì nhất định phải cố gắng hoàn thành. Phó Hiểu Bân tin vào Hạ Tưởng, thừa tự tin vào khả năng nói và năng lực của mình. Phó Hiểu Bân triển khai công việc thế nào Hạ Tưởng không cần quan tâm, Khúc Nhã Hân tiếp xúc với Dương Quốc Anh thế nào hắn cũng không cần lo lắng. Vấn đề tiếp theo hắn phải giải quyết chính là gặp mặt với các thành viên tổ chức kinh tế khác của hắn, thảo luận và bố trí hành động tiếp theo. Địa điểm gặp mặt được chọn là nhà hàng Thấm Viên Xuân. Nhà hàng Thấm Viên Xuân nằm ở phía đông đường Cái Trường Trinh quận Hạ Mã, láng giềng với trung tâm tắm hơi Phượng Hoàng Truyền Kỳ đầu tiên của quận Hạ Mã. Lúc này ban nhạc nam nữ Phượng Hoàng Truyền Kỳ đã bộc lộ tài năng, ông chủ của trung tâm tắm hơi có phải là người hâm mộ Phượng Hoàng Truyền Kỳ không thì không biết. Dù sao Phượng Hoàng Truyền Kỳ được trang hoàng cực có phong tình. Phượng Hoàng Truyền Kỳ được trang hoàng tốt hay xấu thì không liên quan đến mấy người Hạ Tưởng, bởi vì bọn họ là đến Thấm Viên Xuân dùng cơm, chứ không phải là đến Phượng Hoàng Truyền Kỳ để tắm. Thấm Viên Xuân không có một xu quan hệ gì với Lý Thấm, nếu là nhà hàng do Tề Á Nam mở, thì có thể coi đó là biểu hiện tình yêu của Tề Á Nam đối với Lý Thấm, nhưng Thấm Viên Xuân lại là nhà hàng đầu tiên của Sở Tử Cao mở ở quận Hạ Mã. Sở Tử Cao không hề quen biết Lý Thấm là ai, do đó dù Lý Thấm cảm thấy không hiểu Hạ Tưởng làm thế nào mà biết có một nhà hàng Thấm Viên Xuân, và đặc biệt sắp xếp gặp mặt tụ họp tại Thấm Viên Xuân, Hạ Tưởng cũng không giải thích gì với cô hết. Tuy nhiên khi Hạ Tưởng giới thiệu Sở Tử Cao với mọi người, nghi hoặc trong lòng Lý Thấm mới tiêu tán. Bởi vì cô vừa nhìn thấy là có thể nhìn ra mối quan hệ giữa Sở Tử Cao và Hạ Tưởng không phải bình thường. Hơn nữa Sở Tử Cao mang hình tượng một thương nhân điển hình. Vừa không có khí chất văn hóa, lại không có cảm giác nho nhã, liền khiến cho cô hiểu được tên Thấm Viên Xuân và tên của cô là trùng hợp. Thấm Viên Xuân được trang hoàng đủ phong cách khác nhau, mắt nhìn ra xa là thiết kế mô phỏng theo Thiên An Môn. Đẩy cửa bước vào, nghênh đón trước mặt một bức họa sông núi rất có khí thế. Phía trên bức tranh là Giang Sơn Vạn Lý,
hơn nữa còn đề một bài thơ rồng bay phượng múa, phong quang nước Bắc, băng đóng nghìn dặm, ngàn dặm tuyết rơi. Là một bài thơ nổi tiếng của lãnh tụ xưa. Bên trong được trang hoàng cũng rất thanh lịch, bàn bát tiên, ghế bành, ấm trà cổ, còn có một bếp lửa cực lớn đang đun nước sôi sùng sục phía trên, đều khiến cho mọi người cảm giác thấy tươi mới và hiếu kỳ. Nhất là người chưa từng được gặp qua số đồ vật này như Tề Á Nam và Lý Thấm, càng khiến bọn họ kêu lạ liên mồm, tán thưởng không đủ. Khi Lý Thấm được biết thiết kế từ trong ra ngoài của nhà hàng đều do một tay Sở Tử Cao làm ra, cô liền thay đổi ấn tượng về Sở Tử Cao, vì cô không thể không thừa nhận Sở Tử Cao quả thật rất có tài kinh doanh. Mặc dù khắp nơi đều thể hiện không phải khiến người ta kinh ngạc về trí tuệ, nhưng cũng xem như là khoản tài năng kinh doanh hiếm có. Lý Thấm liền thu lại sự coi thường, cũng tự cảm thấy xấu hổ trước kiểu trông mặt mà bắt hình dong của mình. Thấm Viên Xuân có tất cả 3 tầng, Hạ Tưởng vừa đến, tầng 1, tầng 2 đã ngồi gần như đầy chỗ rồi. Sau khi đến phòng đơn tầng thứ 3, mọi người mới phát hiện phòng đơn cũng được trang hoàng theo một phong cách khác, còn có băng ghế kiểu cổ xưa. Băng ghế không phải là để người ngồi, người đều có thể ngồi trên ghế bành ăn cơm, băng ghế chỉ là để ngắm mà thôi. Nhưng Lý Thấm và Tề Á Nam gặp qua băng ghế nhỏ, chưa thấy qua băng ghế dài, hai người cảm thấy hiếu kỳ, hứng thú tăng lên, liền không hẹn mà cùng ngồi lên trên. Do tranh nhau quá ham, hai người liền sát vào nhau. Tay của Tề Á Nam không cẩn thận đánh vào mông Lý Thấm một chút, Lý Thấm biết rõ là Tề Á Nam không phải cố tình nhưng vẫn không kìm nổi đỏ mặt, lại không nói gì thêm. Hạ Tưởng phát hiện ra động tác nhỏ giữa hai người, trong lòng nghĩ có chuyện xem rồi. Tề Á Nam và Lý Thấm có xu thế càng ngày càng gần với nhau cũng coi như là chuyện tốt. Mọi người sau khi ngồi yên vào chỗ, theo thường lệ sẽ do Hạ Tưởng định ra nhạc điệu của buổi tụ họp hôm nay, Hạ Tưởng cười gõ gõ chén trà, nói. Có một cách nói là, gõ bát cơm chửi sư phụ, tôi gõ chén trà nhưng không phải để mắng ông chủ, là có ý cảnh tỉnh mọi người yên lặng một chút. Mọi người đều cười, Sở Tử Cao cười ha ha. Lãnh đạo mắng tôi cũng không sao. Dù sao ra mặt tôi dày. Với lại lãnh đạo phê bình là chuyện tốt, người không bị lãnh đạo phê bình là bị lãnh đạo chuẩn bị cho vào lãnh cung rồi. Sở Tử Cao cũng rất biết ăn nói, một câu có thể đùa cho mọi người cười không ngớt. Hôm nay tụ họp có 3 chuyện. Hạ Tưởng đợi mọi người yên lặng trở lại mới thanh cổ họng nói. Một là để mọi người quen biết Sở Tử Cao, anh ấy là bạn nhiều năm của tôi, sau này mọi người muốn ăn uống thì tới tìm anh ấy. Anh ấy có nghiên cứu về ăn uống, cũng rất chú ý, còn có món tự làm cực quý, nghe nói có tác dụng đẹp da, ai muốn ăn thì có thể giao lưu riêng với anh ấy. Sở Tử Cao đưa hai tay chắp lại ra hiệu. Việc thứ hai chính là mọi người gặp mặt nhau, ăn cơm, sau đó nghiên cứu một chút về động hướng tiếp theo, bố trí công việc sắp tới. Lễ mừng năm mới đã qua, nên hồi tâm thôi. Sở Tử Cao biết là lúc y nên đi rồi, liền mượn cớ đi xuống an bài cơm rượu. Không đợi Hạ Tưởng nói câu tiếp theo đã chủ động rời khỏi phòng. Sở Tử Cao vừa đi, Hạ Tưởng nhìn lại mọi người đang ngồi, Thẩm Lập Xuân, Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ, Lý Hồng Giang, Tề Á Nam và Lý Thấm, ngoài tập đoàn Viễn Cảnh không ở đây ra, cơ bản đều là toàn bộ năng lượng mà giai đoạn hiện thời Hạ Tưởng có thể vận dụng. Trong lòng Hạ Tưởng hơi hơi cảm thán, cũng may là hắn có một đội anh em luôn đồng tâm hiệp lực với hắn, nếu không thì đúng là hết cách đối kháng đến cùng với thương mại Trường Cơ. Dù sao đối phương là con cá voi siêu cấp, là quái vật lớn. Chuyện thứ ba chính là tôi muốn giải thích một chút vấn đề miếng đất thôn Thành Tây với Lý Thấm và Tề Á Nam. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Lý Thấm tuy không hiểu quyết định của Hạ Tưởng, cũng có một chút tâm lý mâu thuẫn, nhưng thấy Hạ Tưởng muốn nói rõ tình hình với mình trước mặt mọi người, trong lòng cũng hơi có chút xúc động. Thực ra Hạ Tưởng ngoài đôi lúc có chút lộng quyền ra, đại đa số hắn cũng được coi là một cấp trên anh minh, bởi vì rất nhiều quyết định mà hắn ra có thể lúc đó khiến người khác không lý giải nổi và tiếp nhận, nhưng sau khi chuyện xảy ra lại luôn phát hiện chính xác đến kinh người. Nhưng Lý Thấm có tính cách không phục, tuy rằng cô thua mấy lần trước mặt Hạ Tưởng, có điều đều là gây chuyện nho nhỏ. Cho tới nay Hạ Tưởng vẫn chưa muốn để cho cô thấy một lần quyết định anh minh trọng đại, do đó cô vẫn muốn hỏi Hạ Tưởng rõ ràng, nếu không cô cho rằng là do cô không làm trọn bổn phận. Thẩm Lập Xuân, Tôn Hiện Vĩ, và Lý Hồng Tâm, bao gồm cả Tề Á Nam đều thấy qua sự nắm bắt tương lai của Hạ Tưởng có tỷ lệ thành công kinh người thế nào, cho nên trong sự tin tưởng của bọn họ đối với Hạ Tưởng có một kiểu tâm lý mù quáng nghe theo. Đương nhiên cũng không hoàn toàn mù quáng nghe theo,
mà là từ khi bọn họ quen biết Hạ Tưởng đến nay, gần như quyết định của Hạ Tưởng đều chưa từng sai lầm, nên khiến bọn họ nhiều lúc lười chất vấn suy nghĩ của Hạ Tưởng. Chương 680, lên kế hoạch công phu. Hôm nay Hạ Tưởng cũng không phải chỉ là muốn giải thích với riêng Lý Thấm, mà còn muốn nói với Tề Á Nam, bởi vì miếng đất thôn thành Tây tuy rằng hắn chưa từng nhắc tới với mọi người đó là ám chỉ của hắn, trong lòng hắn đó chính là địa điểm tốt chỉ để dành cho tất cả những người đang có mặt ở đây. Hiện giờ tình hình có thay đổi, nên cũng muốn nói rõ ràng với mọi người, mới thể hiện được hắn không phải là kẻ chuyên quyền độc đoán. Trước mặt những người bạn đang có mặt, có một nguyên tắc Hạ Tưởng vâng lệnh chính là, kết bạn bè là kết bằng tình cảm. Lý Thấm, trước tiên cô hãy giới thiệu một chút động thái gần đây của thương mại Trường Cơ và hiện trạng của thị trường bất động sản của quận Hạ Mã. Hạ Tưởng đầu tiên giao quyền phát biểu cho Lý Thấm, tin rằng với khả năng quan sát rõ của Lý Thấm, có lẽ cô có sự hiểu biết đầy đủ về ý đồ của Nguyên Minh Lượng. Lý Thấm gật đầu với Hạ Tưởng, sau đó ánh mắt quét một lượt qua tất cả mọi người, mới đâu ra đấy mà nói. Hiện tại thương mại Trường Cơ đã nắm được trong tay trên 60% nguồn bất động sản của quận Hạ Mã. Số liệu 60% chỉ là con số phỏng đoán, đoán chừng sẽ có khoảng 5% là sai số. Trừ một số nơi hơi xa, và một số khu chung cư của tiểu đầu tư khai khá, gần như tất cả các khu chung cư lớn của quận Hạ Mã đều có bóng dáng của thương mại Trường Cơ. Phải thừa nhận rằng, không những nguồn tiền của Nguyên Minh Lượng hùng hậu, mà thủ đoạn của ông ta cũng thực sự cao siêu. Chỗ tài trí của ông ta được biểu hiện qua ba phương diện. Lý Thấm không làm Hạ Tưởng thất vọng, cô không cần bản thảo, mở miệng là nói được luôn, hơn nữa còn nói năng đĩnh đạc. Lời nói ra từng câu đều rõ ràng, có thể thấy cô cũng đã đầu tư nhiều công sức. Thứ nhất, Nguyên Minh Lượng quen dùng kế dương đông kích tây. Sớm nhất là thương mại Trường Cơ dùng chiêu bài xây dựng sân gôn, đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, âm thầm nghiên cứu phân tích thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Sân gôn đã bỏ hoang rồi, thì cũng là lúc sở thấu thị trường bất động sản của quận Hạ Mã, thật đúng là thủ đoạn giả vờ đánh lừa đẹp mắt, còn hơn cả chuyện một người đàn ông công khai tuyên bố mình thích một cô gái, đúng lúc mọi người đều muốn được thấy bọn họ có thể đến với nhau được hay không, thì trên thực tế người đàn ông này lại đã chung sống cùng người con gái khác rồi. Hạ Tưởng không ngờ Lý Thấm cũng biết nói đùa, hơn nữa còn dùng mối quan hệ nam nữ để so sánh, không khỏi tự hiểu ý mà cười. Mọi người cũng là lần đầu tiên chứng kiến Lý Thấm trong sự thừa nghiêm túc lại có mặt nghịch ngợm, đều không tự chủ được mà mỉm cười. Đương nhiên, cười vui nhất chính là Tề Á Nam, ánh mắt cậu ấy dịu dàng mà đa tình, luôn dừng lại trên người Lý Thấm, không thể tự thoát ra được, đã khiến cho Tôn Hiện Vĩ nhìn thấy mà bất đắc dĩ lắc đầu. Biết là giữa cậu ấy và Lý Thấm đã có sự ngăn cách trăm núi ngàn sông, mặc dù cậu ấy sớm đã biết rõ cậu ấy không phải hình mẫu Lý Thấm thích, nhưng Lý Thấm lại cực có sức hấp dẫn với cậu ấy. Hạ Tưởng liền nghĩ, xem ra Lý Thấm đúng là động lòng rồi, một khi phụ nữ đã yêu, nghe nói là tính tình sẽ thay đổi khác thường, Lý Thấm cũng khó mà thoát được ma lực của lưới tình. Thứ hai, sau khi thương mại Trường Cơ hoàn thành bố cục toàn thị trường bất động sản quận Hạ Mã, một mặt không vội vàng ra tay, cũng không thao túng giá nhà, về phương diện khác lại đột nhiên lên giọng tuyên bố khởi công dự án siêu thị Trường Cơ, từ đó có thể rút ra kết luận là, Nguyên Minh Lượng không những là một cao thủ lén lút, mà còn là một cao nhân ngấm ngầm lừa đảo, đồng thời y kiên nhẫn, có tự tin, là một người bình tĩnh, cơ trí và là cao thủ đáng sợ không dễ dàng phạm sai lầm.